Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đình Duy Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 19 của Băng Hỏa Ma Chủ Nệm băng trầm mặc một hồi mới nói Nếu quan điểm của ta trước sau vẫn không thay đổi Kêu hẳn đã ảnh hưởng đến cái nhìn của ta đối với thế gian Nàng và ta vẫn còn có thể cùng một chỗ không? Phương nữ nhẹ nhàng cọ sát lên vai của nệm băng Ta đã lựa chọn Nếu lòng chàng không thay đổi Chờ chàng báo thủ xong, ta sẽ cùng chàng tìm một nơi thanh sơn thủy tú, cách ly với thế giới bên ngoài, chỉ còn cuộc sống của hai chúng ta, có được không? Thân thể niệm băng run nhẹ. Cảm ơn nàng, phượng nữ, ta sẽ cố hết sức thay đổi chính mình. Chỉ cần có nàng bên cạnh, lòng ta sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Hãy chờ ta quay lại. Trong lòng trở nên ấm áp hơn, không ngừng hồi tưởng lại từng lời của phượng nữ, niệm băng ly khai khỏi khách sạn hôm nay hắn phải đối mặt với đối thủ thứ hai trong tổ của mình bước vào trận đấu ngày thứ ba bởi vì ngày đầu tiên xuất hiện ngoài ý muốn tân duệ ma pháp sư đại tái năm trước thi đấu một ngày bốn trận đã trở thành mỗi ngày hai trận hôm nay ở tổ một là do mộc vinh cùng băng vân đối chiến ngày trước băng vân đã thắng hai trận mộc vinh một trận theo tình huống hiện tại bọn họ chính là hai người có khả năng đạt được danh hiệu đứng đầu tổ một mà trận đấu này đối với mộc vinh là vô cùng quan trọng chỉ cần hắn có thể chiến thắng thiên huyễn băng vân đừng nói là đệ nhất tổ một thậm chí là cả đệ nhất cuộc thi cũng có thể đạt được nếu băng cùng dung băng ở dưới theo dõi kể cả những người khác tham gia thi đấu căn bản không ai xem trọng mục vinh thiên huyễn băng vân chẳng những thực lực mạnh mẽ hơn nữa trong trận đấu đầu tiên cùng dung băng đến trận đấu ngày hôm qua đà bại tên ma pháp xưa kia nàng biểu hiện ra lực khống chế ma pháp vô cùng lợi hại làm cho người ta cảm giác sâu không lường được Tương đối mà nói, Mộc Vinh mặc dù thực lực không kém, có tự nhiên ma pháp quỷ dị, nhưng muốn thắng được băng vân cơ hồ là không có khả năng. Hào quang màu lam xung quanh thân thể băng vân lóe lên, vẻ mặt của nàng vẫn bằng lạnh như trước, không nói lời dư thừa. Mộc Vinh thì có vẻ khẩn trương, Dung Phi vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn đã lập tức đưa ma pháp trượng lên, vô số sợi mây hướng về băng vân lao đến, chính là biện pháp mà hắn dùng trong trận đấu với Phi Phi. Đáng tiếc, băng vân không phải là phi phi một tầng băng xương vô thanh vô tức xuất hiện tảng lớn băng xương toát ra từ thân thể băng vân thân hình phiêu hốt lui về phía sau nàng đã ẩn vào trong băng vụ mộc vinh âm thầm cười lạnh nghĩ thầm chỉ cần tánh mạng của đối phương còn tồn tại tự nhiên mà pháp của chính mình vẫn còn có thể dò xét được cho dù mắt không thể nhìn nhưng bằng vào cảm giác đối với tánh mạng hơi thở vậy là đủ rồi một bên khống chế sợi mây trùng nhập vào trong băng vụ hắn một bên ngâm sướng chú ngữ tự nhiên lĩnh vực của mình mà pháp tự nhiên quả thật có đặc điểm riêng của chính mình tại phương diện do thám năng lượng tánh mạng các hệ khác thật không thể so sánh được sợi mây vừa tiến vào băng vụ lập tức lao đến chỗ băng vân điên cuồng đánh về phía nàng nhưng trong lúc này trên đài đột nhiên xuất hiện tuyết rơi từ trong băng vụ xuất ra một tầng tầng bông tuyết như là lông ngỗng bông tuyết đó không hề tầm thường mỗi một bông như là lưỡi dao sắc bén phiêu lãng giữa không trung khi bông tuyết cùng sợi mây tiếp xúc những sợi mây màu xanh nhất thời trở nên toán loạn mộc vinh cảm thấy vô cùng đau lòng đằng ti ma pháp trượng chính là bảo bối của hắn bằng vào trôi ma pháp trượng này hắn từng chiến thắng rất nhiều đối thủ có thực lực không chênh lệch lắm mắt nhìn thấy ma pháp trượng bị hủy diệt trong bông tuyết hắn như thế nào lại không đau lòng đây nhưng động tác của hắn vẫn không đình chỉ dù sao hạch tâm của đằng ti trượng là khối bảo thạch màu xanh biếc vẫn còn tồn tại. Chỉ cần vẫn còn có nó, hắn một lần nữa chế tạo lại một cây đẳng tim ma pháp trượng cũng không khó khăn. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đạt được thắng lợi trong trận đấu này. Bông tuyết phiêu phù lơ lửng xoay tròn rất nhanh, bạo phòng tuyết dần dần hình thành, mục vinh một bên niệm chú ngữ, một bên lui dần về phía sau. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ cần có thể kéo dài tới lúc thi triển tự nhiên lĩnh vực, hắn sẽ thành công. Bằng vần trong bằng vụ chậm rãi bước ra, bà phong tuyết xoay tròn quanh thân thể của nàng Trong mắt thoát ra một tia hàn quang nhạt nhạt Nhìn thấy Mộc Vinh cũng không hề công kích Mộc Vinh có chút kinh ngạc nhìn băng vân Lúc này ma pháp của hắn rốt cục cũng đã hoàn thành Bỗng nhiên hạt trâu màu xanh biếc rơi xuống đất Hào quang màu xanh biếc chìm vào bên trong mặt đất Thiên Nguyễn băng vân lại nhạt nói Nếu không cho người xuất ra ma pháp đặc ý nhất Thì sợ ngươi thua cũng sẽ không cảm tâm Ta muốn cho người hiểu được tự nhiên lĩnh vực trong thế giới băng của ta không hề có hiệu quả đâu mộc vinh hử lạnh một tiếng thật sự không có hiệu quả sao mà móng tánh mạng này của ta còn có thể hoán đổi mặt hiệu quả khác nữa hiện lên đi tự nhiên lĩnh vực của ta mặt đất chậm rãi chấn động mầm móng tánh mạng bên trong mặt đất xuất hiện tình huống trong trận đấu ngày đầu tiên lại hiện ra vô số hào quang màu xanh biếc phiêu nhiên xuất ra lan tỏa khắp các cõng hách trong lúc này băng vân lại di chuyển, một cái lục mang tinh lam sắc từ tay nàng xuất hiện. Trong nháy mắt, nhiệt độ trên đài kịch liệt giảm xuống, vốn tốc độ phát triển của mầm bóng tánh mạng rất nhanh, đột nhiên giảm bớt. Song trưởng băng vân đưa thẳng lên trước ngực mình, hai đầu ngón tay tiếp xúc cùng một chỗ, một cái quang cầu màu lam từ từ lớn dần, cuối cùng ngừng kết lại. Dưới đài, niệm băng kinh ngạc nói, bạt dài bằng hệ mập pháp tuyệt đối băng phong, trách không được nàng ta không sợ hãi tuyệt đối băng phong trong băng hệ ma pháp không phải thuộc loại công kích cũng không thuộc loại phòng ngự giống như bạ phong tuyết dùng để phi hành trong khoảng cách ngắn còn như tuyệt đối băng phong này bình thường chỉ dùng để băng hệ ma pháp sư vượt qua một ít nơi hiểm yếu là ma pháp sư luống cuống chân tay dưới sự khống chế của tinh thần lực, có thể đem một đoạn không gian ngưng tụ thành băng. Loại ma pháp này có ưu thế lớn nhất là đóng băng vô cùng nhanh, nhưng bởi vì khoảng cách khống chế có hạn, vừa hao phí lượng lớn ma pháp lực, cho nên băng hệ ma pháp sư rất ít khi sử dụng. Quang cầu màu lam nhả nhàng rơi xuống đất, lam quang nhạt nhạt trong nháy mắt tràn ngập, kể cả những cành cây đã nhô lên khỏi mặt đất trong nháy mắt cũng bị ngưng kết. Lúc này bạo phong tuyết lại di chuyển một lần nữa. Những cảnh cây bị đóng băng dưới sự can quét của bão phong tuyết bị vỡ tan không còn một mảnh, hóa thành băng phấn phiêu lãng. Trên trường đấu như là tràn ngập trong một tầng băng vụ. Mộc Vinh trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Hắn không nghĩ đến tự nhiên lĩnh vực lại bị phá như vậy, mặc dù vẫn còn có hơi thở của mầm bóng tánh mạng, nhưng dưới sự áp chế của tuyệt đối băng phong, trừ phi đóng băng được giải trừ, nếu không thì tự nhiên lĩnh vực sẽ vô pháp phát huy ra chính thức tác dụng. Bạo Phong Tuyết bay đến trước mặt Mộc Vinh rồi ngừng lại. Băng Vân bình tĩnh nói, người nên nhận thua đi. Mộc Vinh có chút ngốc trẻ nhìn bạo Phong Tuyết trước mặt, mà pháp lực của hắn cũng không có hoàn toàn tiêu hao. Lúc này vẫn còn có lực phản kích, nhưng bạo Phong Tuyết trước mặt sẽ cho hắn thời gian ngâm sướng chú ngữ sao. Băng Vân nhíu mày, nàng không có chờ đợi nữa. Bạo Phong Tuyết trong nháy mắt vọt tới trước, cuồn cuộn nổi lên, đem thân thể của Mộc Vinh tiễn xuống đài. Hòa Vân Cháo là phòng ngựa ma pháp, bạo phòng tuyết vừa chạm tới hỏa vân cháo lập tức biến mất còn thân thể của mộc vinh đã té nhào xuống dưới đài trận đấu đầu tiên nhanh như vậy đã kết thúc bằng vân dễ dàng lấy được thắng lợi trong trận đấu thứ ba đến lúc này các trận đấu trong tổ của nàng đã hoàn toàn chấm dứt nàng vững vàng ngồi lên vị trí đứng đầu tổ một dũng băng huých địa băng một cái thấp giọng nói thấy được chưa trước mặt băng và hỏa ma pháp tự nhiên ma pháp sẽ bị hạn chế rất lớn nệm băng vút cằm một chút trong mắt toát ra nụ cười nhàn nhạt ánh mắt liếc sang bên mộc tinh mộc tinh nhíu mày nhìn ca ca đang thất hồn lạc phách trong mắt toát ra một tia khinh thường thiên huyết bằng vần từ trên đài đi xuống ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người của nệm băng ánh mắt nệm băng cũng nhìn về phía nàng ánh mắt bằng vần ngừng lại nhìn hắn một chút rồi xoay mình đi về phía chỗ ngồi bên tổ bột nệm băng trong lòng có chút kinh ngạc Thời điểm băng vân nhìn vào hắn, ánh mắt băng lãnh lại xuất hiện một tia thân mật. Người của băng thần tháp lại có thể đối với chính mình thân thiện. À, đúng rồi, dù sao nàng cùng với mình cũng là đại biểu cho băng nguyệt đế quốc. Chẳng lẽ nàng lại cổ vũ cho chính mình lấy được vị trí đứng đầu tổ 2 hay sao? Trận đấu thứ hai ngày thứ ba số 1 tổ 2 đấu với số 5 tổ 2. Người tham gia thi đấu bước lên đài. Sau khi Dung Phi tuyên bố, Niệm Băng cùng với Mộc Tinh đồng thời lên đài. Mộc Tinh cũng không bị thất bại của Kaka lúc trước ảnh hưởng, nhìn Địa Băng bị mồi nói, hôm nay người định giết ta hay sao? Địa Băng nhìn thoáng qua một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới đài, hắn phát hiện ngoại trừ Băng Vân cùng Dung Băng ra, ánh mắt người khác nhìn mình đều có chút quái dị. Nhất thời hiểu được, bọn họ là vì mình xuống tay ngoan tâm thủ lạt trong trận đấu đầu tiên nên sinh ra lòng giới bị. Trải qua cuộc nói chuyện với phụ nữ, sự băng lãnh trong lòng hắn đã giảm đi rất nhiều, lạnh nhạt cười, hỏi ngược lại. <laughs> Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đi xuống với cả cả người. Ngươi, nội ý trong mắt của Mộc Tinh Đại Thịnh, ngươi nghĩ rằng ta là hai phế vật ngày đó sao? Nệm băng cố tình kinh ngạc nói, <laughs> chẳng lẽ ngươi không phát hiện cả cả người thua như thế nào sao? Ngươi tự hỏi có thể so với hắn mạnh hơn được bao nhiêu? Mộc Tinh khinh thường nói, vậy ngươi nghĩ rằng mình là ai? Chẳng lẽ ngươi đến từ băng tần tháp sao? Dung Phi đứng một bên nhìn niệm băng Một bên nhìn Mộc Tinh tức giận nói Các người lên đài chiến đấu Hay là để nói chuyện phiếm Mộc Tinh nói Ngài không tuyên bố trận đấu bắt đầu Chúng ta đấu như thế nào được Dung Phi hử một tiếng nói Hảo trận đấu bắt đầu Nói xong liền đi xuống dưới đài Vừa nghe trận đấu bắt đầu bốn chữ, Mộc Tình trong nháy mắt phảng phất như trở thành người khác, mái tóc dài màu xanh biếc bay phần phật, sắc mặt trở nên dị thường bình tĩnh, hơi thở của tự nhiên tánh mạng phát ra, hào quang màu xanh biếc nhàn nhạt, nhạt, giống như gợn nước bình thường, vòng quanh thân thể của nàng không ngừng di chuyển theo quy luật. Nếu mang bắt đầu di chuyển, hai tay duỗi ra phía trước, mỗi tay trước người vẽ ra một hình tam giác, lam, hồng, lưỡng sắc quang mang đan vào nhau, tạo thành một lục mang tinh kỳ dị. Băng, ngươi là đại biểu của rét lạnh. Hỏa, ngươi là nguồn suối nóng rực. Hơi thở của băng và hỏa, thỉnh các ngươi cho phép ta đem tính chất đặc biệt của các ngươi dung hợp, lấy ngọn nguồn của các ngươi làm vật dẫn, cộng minh đi. Trái lam phải hồng, lưỡng sắc quang mang phân biệt theo hai bên thân thể của niệm băng phát ra. Hắn rốt cuộc cũng dùng ra băng hỏa đồng nguyên ma pháp mà mình đắc ý nhất. Băng, hỏa, hai loại nguyên tố không ngừng ngưng tụ vòng quanh thân thể của hắn. Lúc này bằng và băng hỏa đồng nguyên, hắn có thể làm ra các loại biến hóa trên ma pháp. Đối với tự nhiên ma pháp không quen thuộc, hắn lựa chọn lấy tĩnh, chế độc. Hai mắt mộc tình hoàn toàn biến thành hai luồng lục quang. Thân thể từ từ bay lên trên đài, mặc dù chỉ là cách mặt đất khoảng một thước, nhưng lúc này nàng phảng phất như là nữ thần tự nhiên, toàn thân tràn ngập một hơi thở kỳ dị. Mộc Vinh dưới đài tự nhủ nói, <laughs> tiểu tử người hãy chết đi muội muội ta chính là tiên thiên đại địa trì nữ người há có thể đối phó khi niệm băng hoàn thành chú ngữ là lúc hai tay mộc tình đã hợp lại phía trước người từng đạo lục quang lấy thân thể nàng làm trung tâm tản ra đột nhiên trong mắt nàng quang mang đại thịnh hơn 10 cái dây mây phá không hướng niệm băng phóng đi vị trí lao ra cực kỳ xảo diệu chẳng những công kích niệm băng hơn nữa còn phong kín tất cả các phương vị hắn có thể né tránh nệm băng trong lòng cả kinh, hai tay vừa lật trực tiếp xuất ra hơn 10 khối đê dài băng hỏa cầu ngay tiếp. những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mỗi một lần đều làm xuất hiện vô số mảnh vỡ màu xanh biếc. lực nổ mạnh của băng hỏa cầu đem những dây mây này tất cả hủy diệt. nệm băng phải lui lại mấy bước dưới lực phản chấn, nhưng hắn phát hiện, mọc tinh như trước vẫn phiêu phù giữa không trung, tất cả lực phản chấn đều bị tầng hào quang màu xanh biếc kia hóa giải. nệm băng biết mình không thể chờ đợi được nữa hào quang chật lóe ngạo thiên đao vào tay cánh thấy hắn trong nháy mắt hóa thành ảnh ảo ngạo thiên đao phát ra phong nhận kỹ năng huyễn hóa ra mười đạo phong nhận tung bay nhưng mà xuất ra theo từng góc độ bất đồng hướng mộc tinh công kích đồng thời băng hỏa đồng nguyên ma pháp dưới sự điều động của niệm băng dung nhập vào trong ngạo thiên đao tăng thêm uy lực của đòn công kích Mộc Tinh căn bản không để ý tới phong nhận này, hai mắt của nàng đã biến thành hai luồng hào quang màu xanh biếc. Lúc này căn bản không thể nhìn ra thần sắc trên mặt nàng, hai tay tạo thành hình chữ thập trước ngực cũng không có biến hóa, nhưng mặt đất phía sau lôi đài đã bắt đầu chui ra vô số nhánh cây và dây mây, không ngừng quấn lấy nhau. Phong nhận va chạm với vầng sáng màu xanh biếc giống như lực phản chân lúc đầu, vô thanh vô tức biến mất. Sự biến mất của phong nhận không làm cho niệm măng quá kinh ngạc, Hắn kinh ngạc chính là dây mây và thực vật không ngừng tăng trưởng phía sau lưng của Mộc Tinh, rõ ràng là tự nhiên lĩnh vực mà Mộc Tinh dùng qua, nhưng Mộc Tinh lại không có ngầm sướng chu ngữ à? Cái này ít nhất tương đương với thất giai ma pháp, như thế nào lại có thể dễ dàng sử dụng như thế? Mộc Tinh mở miệng nói, thủy, hỏa, thổ, phong cũng đều có nguồn gốc từ tự nhiên trong đại địa nữ thần lĩnh vực của ta. Mấy cái này đều không thể có hiệu quả trừ phi người thi triển ma pháp vượt qua đại địa nữ thần lĩnh vực hai bậc mới có thể phá được lĩnh vực của ta nhưng đại địa nữ thần lĩnh vực của ta là bát dài ma pháp người có thực lực của ma đạo sư sao cho dù là người có thì ta cũng sẽ không cho người cơ hội ngầm sướng chú ngữ mặc dù ta không biết vì sao người có thể sử dụng ba loại ma pháp băng hỏa và phong nhưng ta quả thực rất khâm phục năng lực ma pháp của người Bây giờ ngươi nhận thua, ta sẽ lưu lại cho ngươi một đường sống. Nếu không phải vì ngươi có được băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực, ta cũng sẽ không thi triển lĩnh vực này sớm như vậy. Cái này vốn là lưu lại dành cho thiên huyến băng vân. Dưới đài, băng vân trong mắt bộc phát ra hai luồng tinh mang nhẹ giọng nói. Đại địa nữ thần lĩnh vực là tiên thiên lĩnh vực. Dũng băng đứng ở bên cạnh nàng nghe được lời nói của nàng thì không khỏi chấn động toàn thân, không kìm được, hỏi. Thật sự có tiên thiên lĩnh vực tồn tại sao? Băng Vân nhìn dung Băng liếc mắt hắn một cái, không nói gì, chỉ là có chút gật đầu. Trên đài, Đệ Băng nhìn Mộc Tinh có chút quái dị nói: "Người không giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì thủ hạ báo thù sao?" Mộc Tinh lạnh nhạt cười nói: "Không biết ngươi là người thông minh hay là ngu ngốc, đã gặp phải đại địa nữ thần lĩnh vực của ta, ngươi cho rằng băng hỏa đồng nguyên ma pháp của ngươi còn có thể làm gì được sao? Ngươi đã quá coi thường ta rồi đó." Nếu băng nhíu mày nói, ha, người này là như thế, nhưng mà có chuyện ta hy vọng người có thể hiểu được. Trong từ điển của ta cho tới bây giờ, không có hai chữ nhận thua. Muốn đạt được thắng lợi trong trận đấu này, thì người hãy động thủ đi. Đôi mi thanh tú của Mộc Tinh hơi nhíu lại, hả, chấp mê bất ngộ, đã như vậy thì ta sẽ thuận theo ý của người. Quang ảnh màu xanh biếc chợt lóe, thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng lùi vào trong trùng trùng điệp điệp dây mây, những sợi dây này nhanh chóng xảy ra biến hóa, lập tức ngưng kết thành một lục cự nhân thân cao chừng năm trượng. Nệm băng trong lòng dùng mình. Tại trận đấu trước, hắn dự đoán trình độ của Mộc Tinh rất cao, nhưng thực lực của Mộc Tinh thể hiện bây giờ vượt xa so với phỏng đoán của hắn. Không cần ngâm sướng chu ngữ mà có khả năng tự nhiên sinh ra lĩnh vực, cái này cực kỳ khó đối phó vào. Lục cự nhân di chuyển, bước chân to lớn trên đài dậm mạnh một cái, phát ra tiếng ẩm vang cánh tay trắng kiện đồng thời huy vũ trên trăm sợi dây mây đồng loạt bay ra hướng niệm băng công kích từng đạo phong nhận dưới tác dụng của băng hỏa đầu nguyên được tăng phúc lên đến ba bậc giống như tiên hoa nghênh đón công kích của lục cự nhân nhưng xuất hiện một màn làm cho niệm băng hoảng sợ lúc này dây mây cùng với lúc trước không giống nhau phong nhận chỉ có thể để lại trên dây leo dấu vết nhàn nhạt, nhạt nhưng không thể ngăn cản công kích gần như điên cuồng kia thời khắc mấu chốt kinh nghiệm thực chiến đã cứu lại niệm băng một mạng lục mang tinh màu bạc xuất hiện xung quanh thân thể của hắn quang ảnh chợt lóe ngay lập tức tại vị trí của hắn phát ra một tiếng nổ vang âm thanh mộc tinh kinh ngạc vang lên người thật đúng là làm cho ta kinh ngạc á à? không gian hệ ma pháp Niệm băng lúc này đã không còn công phu để mà hồi đáp không cần che giấu cái gì nữa dùng miệng cắn giữ trôi đào tuyền kỳ đao nhanh chóng thu hồi ngạo thiên đao hai tay rung lên trong phút chốc hồng lam lượng sắc quang màng tràn ngập trên đài bằng tuyết nữ thần đích thán tức và hỏa diễm tri thần bích bảo hao rốt cuộc cũng đã xuất hiện tiếng kinh hô từ dưới đài vang lên kể cả bọn người dung phi dung cực băng vân mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng bọn hắn cũng nhận ra được hơi thở của băng tuyết nữ thần tri thạch và hỏa diễm thần tri thạch dung thật vừa ngồi bên cạnh hoa thiên đại đế nhíu mày thấp giọng nói <laughs> dĩ nhiên là có tiền thiền lĩnh vực mà pháp sư phản ứng của lục cự nhân rất nhanh vô số hào quang màu xanh biếc phô thiền cái địa hướng niệm bằng phóng đi giờ bà tuyền kia đao niệm bằng di động trong nháy mắt vĩnh đống bằng chi phách địa ngục chim ma viêm ta lấy thân phận băng hỏa đồng nguyên gọi về các ngươi bằng ngưng tụ hỏa ngưng tụ cực trí dung hợp phóng thích ra mảnh mông băng trầm ổn hòa cuồng liệt lấy nguồn gốc các người làm trụ cột hóa thành lực phá hủy vĩnh viện bất biến hủy diệt hết thời tính mạng đi bằng viêm mà kiếp phá nếu băng liên tục ngâm sướng không có đình chỉ, thân mình không không ngừng di động trong không trung trung điệp dây mây. Cho dù dây mây đã bao trùm cả trường đấu, nhưng không có khả năng là không có một khe hở. Cơ hội mà nệm băng đang tìm kiếm chính là một khe hở trong đó. Mỗi lần ngâm sướng một hai chữ, thân thể hắn lại trong nháy mắt rời đi khoảng cách ngắn, thay đổi phương vị một chút. Nhưng cho là rời đi như thế nào, ngữ điệu hắn trước sau vẫn trầm thấp, ma pháp chú ngữ vẫn tiếp tục như trước bồng khi niệm băng ngâm sướng xong chữ cuối cùng động tác của hắn có chút chỉ hoãn nhất thời bị một dây leo quất trúng thân thể xoay tròn trên không trung nhưng trên mặt niệm băng lại toát ra vẻ tươi cười dù sao ma pháp cũng đã hoàn thành những dây leo thô trắng không thể bỏ qua cơ hội thân thể của niệm băng bị quấn quanh tựa như một cái bánh trưng lớn chỉ có dưới chân hồng lam song sắc lục mang tinh là còn tồn tại như trước mộc tinh ẩn mình trong đại địa nữ thần lĩnh vực đột nhiên cảm giác được một tia bất an nắm tay thật lớn của lục cự nhân dưới sự khống chế của nàng lập tức oanh kích về phía thân thể của nệ băng nhưng giờ phút này không ai có thể ngăn cản băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư trong tuyển thuyết phát huy nữa hào quang của hồng lam song sắc lục mang tình đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ trên những dây leo quấn quanh thân thể của nệ băng phát ra từng chấm lam hồng trói mắt băng từ ngoài hướng vào trong còn hòa từ bên trong hướng ra phía ngoài mặc dù đại địa nữ thần lĩnh vực có thể cắn nuốt hết năng lượng tự nhiên nhưng không thể thích ứng được sự va chạm của hai loại năng lượng cực đoan bụi phấn lan tỏa ra khắp nơi thân thể của đệ băng ở trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống nhanh chóng né tránh một kích trí mạng lực của lục cự nhân ngọn lửa màu đỏ đã ngưng tụ biến thành ma viêm băng màu lam đồng dạng giống như ngọn lửa hồng làm lưỡng sắc chói lọi bao quanh thân thể của niệm băng xoay tròn bốc lên cao hơi thở của chúng mặc dù hoàn toàn khác biệt năng lượng mặc dù hoàn toàn đối lập nhưng tại giờ phút này dưới tác dụng của băng hỏa đồng nguyên lục băng tinh dưới chân niệm băng lại mang một vẻ hài hòa niệm băng hai tay phân biệt nắm lấy băng tuyết nữ thần đích thán tức và hỏa diễm chi thần bích bảo hao đưa băng tuyết nữ thần chi thạch và hỏa diễm thần chi thạch hướng ra phía ngoài một bàn kỳ dị xảy ra ánh mắt của hắn đã biến thành hồng lam lưỡng sắc ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng hơi thở của băng và hỏa đem rừng rơi leo liên tục đẩy lui nếu nói lúc này mộc tinh biểu tượng cho đại địa nữ thần tự nhiên cùng tánh mạng vậy niệm băng đại diện đúng là ma thần hủy diệt hết thầy hắn đang giống giận hắn đang giết ngào phóng thích đi băng viêm mà kiếp phá long quyền không nhất định là do gió hình thành băng cùng viêm dung hợp tạo thành một cảnh vô cùng rực rỡ xuất hiện hồng lam sắc trói lọi hội tụ hơi thở vô cùng bá đạo tụ thành băng viêm long quyền đường kính gần nửa trượng lấy hai khối cực phẩm bảo thạch làm nguyên điểm lấy băng hỏa đồng nguyên của địa băng làm vật dẫn mà bạo phát mục tiêu của chúng chính là trước ngực lục cự nhân ánh mắt của mọi người giờ phút này đều tập trung cao độ ngay cả dung tân vương cũng cảm thấy bất ngờ dưới tình huống như thế, niệm băng còn có thể phát ra ma pháp cường hãn như vậy. Hắn xuất ra không chỉ là băng ma pháp cùng viêm ma pháp kết hợp, mà là chân chính băng hỏa ma pháp. Ngay cả cái chú ngữ kia cũng chưa từng thấy trong băng ma pháp và hỏa ma pháp. Dung Tân Vương nhớ tới những gì mình chỉ điểm cho niệm băng Trong mắt nhất thời toát ra một tia mỉm cười Trong lòng thầm nghĩ Tiểu tử này lĩnh ngộ thật đúng là nhanh ngạo à? Ẩm uhm trong tiếng nổ mạnh kịch liệt hòa vân cháo do một trăm đại ma pháp sư cấu thành không ngừng chấn động chúng ma pháp sư không thể không niệm chú ngữ để ổn định kết giới còn trận đấu trên đài thân thể to lớn của lục cự nhân đã hoàn toàn đình chỉ mà băng viêm ma kiếp phá niệm băng phát ra phảng phất như là tan vào trong thân thể quán niệm băng đứng ở trên mặt đất trong đầu một trận mê muội xuất ra ma pháp này ảnh hưởng đối với hắn thực không nhỏ tinh thần lực tiêu hao thật lớn thể lực có chút ăn không tiêu nhưng hắn biết chính mình vẫn không thể buông lòng, một bên cố gắng điều hòa hơi thở một bên ngưng tụ lại ma pháp lực thân thể của lục cự nhân phảng phất như là động lại đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích thân thể do dây leo tạo thành lúc này như là nham thạch thân hình cao tới năm trượng yên tĩnh đứng yên nơi đó không, điều này là không có khả năng Người không có khả năng phá đi đại địa nữ thần lĩnh vực của ta Âm thanh của mộc tinh theo bốn phương tám hướng phát ra Trong thanh âm không cam lòng vang lên Nhưng vào lúc này Từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện trước ngực của lục cử nhân Vết rách không ngừng kéo dài Không ngừng mở rộng Vô số vết rách mấy phân Chỉ trong nháy mắt công phu Cũng đã nhanh chóng kéo dài trên khắp ngõ ngách của thân thể lục cử nhân Lúc này Giờ phút này Trong mỗi người đều xuất hiện hai chữ kết thúc rồi. Hồng, Lam, lưỡng sắc quang mang vẫn còn xoay tròn xung quanh thân thể của niệm băng. Niệm băng cẩn thận quan sát lục cự nhân đang bất động, rất nhanh tụ tập ma pháp lực trong cơ thể, đồng thời thu hồi tuyển kỳ đao. Trên thân thể của lục cự nhân dần dần xuất khởi hào quang ngày càng trói lọi, đó là ánh sáng của Hồng và Lam. Tiếng dạn vỡ bắt đầu vang lên, thân thể lục cự nhân bắt đầu bong ra từng mảng, hóa thành bụi phấn bay xuống. Ầm, hòa vân cháo lại kịch liệt chấn động, cả lục cự nhân trong nháy mắt hoàn toàn bị phá hủy hơi thở của đại địa tánh mạng vốn tồn tại mạnh mẽ trên đài nhanh chóng biến mất tất cả cũng khôi phục lại bình thường mộc tình sắc mặt có chút tái nhợt xuất hiện phía trước niệm băng khoảng bảy trượng trong mắt nàng tràn ngập sự không cam lòng ngươi làm như thế nào địa địa nước thật lĩnh vực của ta rõ ràng có thể cắn nút hết tài năng lượng mà ngươi phát ra niệm băng lại nhạt nói, cười nói cũng không có gì lĩnh vực này của ngươi phi thường thần kỳ cái gì thuộc về ma pháp nguyên tố tự nhiên cũng sẽ bị cắn nuốt nhưng lúc trước ngươi không phải đã từng nói qua nếu ta phát ra công kích vượt qua lĩnh vực này của ngươi hai bậc thì có thể đem nó hoàn toàn hủy diệt <laughs> đương nhiên ta còn chưa có thực lực của ma đạo sư phóng thích một ma pháp đơn độc cũng chỉ có thể phát ra được công kích bắt chai nhưng ma pháp của ngươi mặc dù thần kỳ băng hỏa đồng nguyên ma pháp của ta đồng dạng cũng có đặc điểm của mình <laughs> có lẽ ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đây là lần đầu tiên ta sử dụng băng viêm ma kiếp phá từ khi nghiên cứu ra đó đây là ma pháp lấy dung hợp băng hỏa ma pháp làm trụ cột uy lực phát huy đã đạt tới cực hạn của ma đạo sĩ là kiểu dai băng và hỏa đơn độc phóng ra đều thuộc lĩnh vực của tự nhiên ma pháp nhưng băng hỏa đồng nguyên đã vượt qua lĩnh vực này hai loại năng lượng cực đoan đồng thời xuất hiện rét lạnh của băng và nóng rực của hòa đồng thời công kích xâm nhập vào đại địa nước thần linh vực của ngươi mặc dù uy lực không đến thập giai nhưng về lực phá hủy đối với tự nhiên hơi thở lại có thể cùng với thập giai so sánh cho nên lĩnh vực của ngươi đã xong đời nói như vậy ngươi có vừa lòng hay không trên mặt của mộc tinh hiện lên một nụ cười khổ sở phun ra một ngụm máu tươi lộ vẻ sầu thảm đói hảo hảo băng hỏa đồng nguyên và chạm cực đoan ta thua đại địa nữ thần lĩnh vực và mộc tinh là một thể lĩnh vực bị phá cho dù là tinh thần lực hay là thân thể đều chịu thương tổn không nhẹ mặc dù ma pháp lực vẫn còn tồn tại nhưng nàng đã không còn năng lực điều động ma pháp lực chiến đấu nữa trên mặt nệm băng mỉm cười một cách thành khẩn thực lực của mộc tinh đã chiếm được sự tôn trọng của hắn Thẳng thắn mà nói, trận đấu này ta thắng đích thực vô cùng gian nan, dù sao cũng là trong trường đấu, xung quanh lại có hỏa vân tráo hình thành kết giới, khiến cho đại địa nữ thần lĩnh vực của ngươi không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nếu không ta rất khó phá hủy được nó. Hơn nữa vừa lên, ngươi cũng không có trực tiếp hướng ta phát động công kích, nếu ta đoán không sai, trong đại địa nữ thần lĩnh vực, ngươi có thể đem tự nhiên ma pháp của mình phát huy đến cực hạn. Nếu là như vậy, thắng bại của chúng ta trong lúc đó còn rất khó nói. Trong mắt Mộc Tinh toát ra một tia kinh ngạc, tên địa băng trước mặt tự hồ không đến nỗi chán ghét như vậy nhìn thoáng qua băng hỏa song đao trong tay hắn nói ta nghĩ chúng ta sẽ còn cơ hội tái kiến đến lúc đó sẽ phân thắng bại một lần nữa ta không phải là người thua là không thể đứng dậy nổi người có thể sử dụng bốn loại ma pháp đại địa đất thần lĩnh vực rất khó hoàn toàn công chế ngươi toàn lực mà nói chúng ta bất quá cũng là nắm được năm phần mà thôi Nệm băng gật đầu, trong lòng hắn, đối với lĩnh vực quái dị này của Mộc Tinh vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng lúc này trận đấu đã chấm dứt, hắn cũng không có ý định muốn hỏi nhiều như vậy. Dung Phi lúc này chạy tới trung tâm trận đấu nói, trận đấu của các ngươi còn cần tiếp tục sao? Miên hắn mặc dù hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn vào tránh dương đao trong tay của nệm băng. Mộc Tinh lắc đầu nói, ta nhận thua, nệm băng, ta bây giờ không thể di chuyển được nữa, có thể phiền người đỡ ta đi xuống không? địa băng cũng không nhìn về phía Dung Phi, cầm đào trong tay thu vào trong không gian giới chỉ, bước vài bước đến trước mặt Mộc Tinh. Hắn không có ý định đỡ Mộc Tinh, băng hỏa lục băng tinh dưới chân phát sáng lên, trong miệng của Niệm băng trầm thấp niệm chú ngữ, tay trái vừa lật, thánh diệu đao thuật lớn xuất hiện trong lòng bàn tay, nâng lên hướng về phía Mộc Tinh. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mộc Vinh dưới đài nghĩ đến địa băng muốn hạ sát thủ đối với Mộc Tinh hướng về trên đài ba nhanh tới. Hắn là ma pháp sư, tốc độ chạy như thế nào nhanh bằng tay của địa băng đây? mộc tinh đồng dạng cũng kinh ngạc nhìn về phía niệm băng các loại ý niệm trong đầu chật lóe qua trong lúc này hào quang màu vàng nhàn nhạt trên tay của niệm băng ngưng tụ lại trên thánh diệu đào tỏa ra hào quang trói mắt thông qua sự chuyển đổi của băng hỏa đồng nguyên lục mang tinh không ngừng đem quang minh hơi thở đưa vào trong cơ thể của niệm băng khi bộc vinh bước lên trên đài thì hào quang màu vàng kim nhạt đã bao phủ toàn bộ thân thể của mộc tinh Dung Phi cũng không ngăn cản Địa Băng, bởi vì ở trận đấu trước Dung Thần Vương nói cho hắn, dù Địa Băng có sử dụng thủ đoạn gì trong trận đấu, hắn cũng không cần can thiệp. Mộc Vinh dừng bước, kinh ngạc nhìn Địa Băng. Lúc này Mộc Tinh đã nhắm mắt lại, mặt cười, hơi thở nhẹ nhàng điềm tĩnh, chìm đắm giữa ánh sáng, sắc mặt vốn tái nhợt dần ửng hồng, năm bậc quang minh ma pháp trị liệu không ngừng xoa dịu thân thể Mộc Tinh. Địa Băng thu hồi thánh diệu đao, tay kia vươn ra, đặt trên trán của Mộc Tinh. Khí tức của băng cũng xuất hiện theo chỉ có điều lần này không lạnh giá như băng Băng dưới sự trợ giúp cổ hòa biến thành nước Nhẹ nhàng tiếp theo sau Quang Minh Làm cho thân thể của Mộc Tinh xoay tròn rồi đứng lên Mộc Tinh mở mắt Đôi mắt đẹp tràn ngập về ngạc nhiên Thân thể ta dường như đã bình phục Tại sao lại có thể nhanh thế Đệ băng mỉm cười đáp Quang Minh là trợ lực cho mọi sự sống Cũng là thuốc bổ tự nhiên của ma pháp của người Mà nước là năng lượng của sự sống Thông qua Quang Minh và nước khôi phục lại Có gì mà không có khả năng à Mộc Tinh toát ra một tia cười khổ. Quang Minh, Quang Minh tốt à? Đây là người đã thi triển loại ma pháp thứ năm. Đừng nói cho ta biết, người là một ma pháp sư toàn hệ. Không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu băng lắc đầu nói, không, ta không phải là một ma pháp sư toàn hệ. Ít nhất bây giờ cũng chưa phải. Được rồi, ta thấy bây giờ ngươi có thể tự đi. Đi xuống đi. Thân thể của Mộc Tinh lúc này có hai loại trị liệu ma pháp trợ giúp đã hoàn toàn bình phục. Ngoại trừ tinh thần lực suy yếu ra, hắn không có gì đáng ngại hai người kết làm bạn hữu cùng bước xuống võ đài niệm băng đi bên cạnh thấy trên mặt mộc tinh có vẻ phấn khích có đúng túng có kinh ngạc có vui mừng trận đấu ngày thứ ba của tân dệ ma pháp sư kết thúc như vậy nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc tất cả ánh mắt đều dồn về hắn hoài bích chi tội nghĩa là cái tội mang vật quý Niệm băng trước sau biểu diễn ngũ bính ma pháp đao. Trong lúc sử dụng ma pháp đao làm cho mọi người hơi thở lập tức không thể khống chế. Hấp dẫn của ma pháp bảo thạch có ai có thể chống đỡ. Nhất là thán tức của băng tuyết nữ thần cùng với hỏa diễm chi thần bào hao càng khiến cho dung gia gây chú ý đặc biệt cho thiền huyết băng vân. Sau khi hán hoa thiên đại đế tuyên bố tặng thưởng cho người thắng cuộc 100 tờ kim tệ, dung phi nói. Trận đấu hôm nay đến đây tạm dừng. Ngày mai tiếp tục, niệm băng ma pháp sư Mời ngươi ở lại một chút Những người khác có thể ra về Bằng Vân liếc mắt nhìn niệm băng Xoay người đi trước Mộc Tinh nhìn niệm băng mỉm cười Sau đó cùng với Mộc Vinh đi ra Các mà pháp sư khác cũng lần lượt đi ra Chỉ còn lại ba người Niệm băng, dung băng và dung cực Hoa thiên đại đế đứng lên Hoa diễm thần chi thạch từng là bảo bối của dung thân vương Hắn sao lại không biết Vỗ vai dung thần vương Hắn nói Lão dùng Chuyện này ngươi tới giải quyết đi Ngươi quyết định như thế nào Ta cũng không dị nghị Nói xong hắn có ý rời đi. Ý tứ của hắn thật rõ ràng, cho dù Dung Tân Vương giết niệm băng để lấy lại hỏa diễm thần chi thạch thì cũng không có gì là không ổn, hắn cũng không can thiệp. Hoa Thiên vốn không hề ngại đắc tội với băng nguyệt đế quốc, huống hồ niệm băng mới chỉ là ma pháp sư công hội của băng nguyệt đế quốc mà thôi. Một trăm tên hỏa hệ đại ma pháp sư theo ý của Dung Phi lui ra khỏi thí luyện điện. Trong điện chỉ còn lại có mấy người, Dung Tân Vương đi đến trước mặt niệm băng, Dung Phi cũng bước xuống, niệm băng bình tĩnh nhìn bọn họ, trên mặt không tỏ vẻ gì. Dung băng cũng không có động tĩnh gì. Dung Thần Vương sớm biết niệm băng có Hỏa Diễm Thần Chi Thạch, cho dù hôm nay niệm băng không dùng, sớm muộn gì các trận đấu sau này hắn cũng sẽ sử dụng. Dung Phi nhìn niệm băng nói: "Hỏa Diễm Thần Chi Thạch của ngươi từ đâu mà có?" Giọng nói của hắn thực không khái khí, dù sao hỏa diễm thần chi thạch cũng là gia truyền trí bảo của Dung gia, đột nhiên là xuất hiện với một người ngoài Dung gia, nếu không phải tại trận đấu lúc trước có Hoa Thiên Đại Đế, còn lúc này không có gì cố kỵ. Nếu băng lạnh nhạt nói, ta là đại biểu của băng nguyệt đế quốc đến thi đấu, bắt buộc phải trả lời vấn đề của ngươi sao? Trong mắt của Dung Phi chật lóe hào quang, nói, người chớ quên nơi này là hoa dung đế quốc mặc dù ma pháp của ngươi có rất nhiều chỗ quỷ dị nhưng vẫn không là gì trong mắt ta niệm băng không lên tiếng chỉ đưa ánh mắt nhìn dung thân vương dung thân vương giơ tay ngăn cản dung phi nói thêm lạnh nhạt niệm băng do ta mà đến a à phi cực nhi chuyện hôm nay không được nói ra ngoài cũng không được công khai bên trong gia tộc nếu không hậu quả là gì thì các người tự gánh chịu lấy dung phi ngây người ra một chút hắn không thể tưởng tượng được dung thân vương lại tỏ vẻ như vậy vội la lên đại ca hắn lấy chính là hỏa diễm thần chi tài cảng dung thân vương liếc mắt nhìn hắn ta còn chưa đến nỗi mắt mờ ngươi có thể tới đến gặp ta không cần nhiều lời buổi tối ngươi hãy đến tìm ta nếu nói còn gì có thể làm tên hòa hệ ma đạo sư dung phi này sợ hãi thì cũng chỉ có vị đại ca này quán từ nhỏ đến lớn địa vị dung diễm trong dung gia không có kẻ nào có thể giao động thở dài một tiếng cúi đầu không thèm nhắc lại dung thần vương xoay người đi ra phía ngoài đại điện niệm băng cũng có sự tình muốn hỏi hắn cho nên đi theo hắn rời khỏi đại điện thấy bóng lưng của bọn họ rời đi dung phi lầm bầm lào bào nói lúc chưa khỏa diễm thần chi thạch bị thiên nhi mang ra khỏi dung già vẫn không có tin tức gì tại sao lại đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ tên tiểu tử niệm băng này có quan hệ với dung già Niệm băng, niệm băng à, ta nhớ ra rồi, phải chăng dung thiên của quyết tiểu yêu tinh băng thần tháp doanh nghiệp chủng gọi là niệm băng sao, chẳng lẽ... Dung băng bên cạnh nghe đến đó thì nhất thời tức giận, không khách khí nói. Tam gia gia, cái gì là nghiệp chủng? Niệm băng là đứa con của thiên thúc thúc, đã là người của Dung gia ta, tại sao lại nói đến nghiệp chủng? Dung phi ngẩng đầu, mắt chật lóe sáng. Bằng nhì, ta thấy ngươi cùng tên tiểu tử kia rất thân mật. Có phải là ngươi đã sớm biết thân phận của hắn, Dung băng lại nhạt nói, việc này ngài nên đến hỏi ông nội. Ta mệt quá, ta về trước. Nói xong hắn xoay người đi ra. Chờ một chút, ta và ngươi cùng đi. Dung cực nói với Dung băng đi nhanh theo. Hai người sắp ra khỏi thí luyện đường. Dung cực quay lại nói với Dung phi, Tam gia ra, ra nếu niệm băng thật là con của Thiên Bá Bá, thì hắn không phải là nghiệp trùng. Nói xong hai người đi ra khỏi thí luyện đường. Dung phi đứng trong thí luyện đường thái độ của dung băng cũng không sợ hãi dù sao cha của dung băng là dung việt cùng cha của nệm băng là dung thiên là hai anh em sinh đôi nhưng phản ứng của dung cực làm hắn giật mình dung cực là đệ tử ưu tú nhất của nhị ca tại sao lại bênh vực người ngoài như thế mà pháp của tên tiểu tử nệm băng kia thật quỷ dị nếu như đại ca thật sự xác nhận thân phận của hắn có lẽ cố gắng tranh đoạt một đời của mình của chính mình cùng với nhị ca cũng không có cơ hội gì nữa không được phải mau trở về bàn bạc với nhị ca Nghĩ tới đây, Dung Phi bước nhanh ra khỏi đại điện. Niệm băng đi theo Dung Thân Vương đến một gian tĩnh thất trong hoàng cung. Dung Thân Vương ngồi xuống, chỉ ghế dựa bên cạnh nói, Ngươi ngồi đi. Niệm băng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh hắn, phải tập trung tinh thần cho trận chiến lúc trước, thân thể của hắn cũng đã suy yếu hơn, quả thật, cảm giác có chút mệt mỏi. Sự tình của ta ngài đã biết, còn tìm ta tới làm gì? Dung Thân Vương lạnh nhạt nói, Tiểu tử, Chẳng lẽ người không biết mình rất lộ liễu sao Hôm nay kể cả hoa thiên Tô Việt ở bên trong Biểu hiện của ngươi đều gây chú ý cho tất cả mọi người Ngũ Bính là ma pháp đào cao nhất của ma pháp Có lẽ ai sinh ra cũng đều mơ ước có Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Bây giờ còn chưa có gì Nhưng sau khi trận đấu chấm dứt Hết thảy chuyện xấu đều có thể phát sinh Niệm măng nhìn Dung Thân Vương Nhờ Dung Thân Vương xuất ra trưởng sinh đao Làm thưởng phẩm cùng với sự an ủi động viên của Dung Băng và Phương Nữ, kêu hận trong lòng hắn đã lãnh đạm hơn rất nhiều. Duy chỉ có hận ý ngập trời đối băng thần tháp là vẫn mạnh mẽ như trước. Trước mặt người, dù sao cũng là ông nội của chính mình à. Theo ngài ta nên xử lý như thế nào? Chuyện xấu tự nhiên sẽ có, nhưng ta nghĩ rời khỏi thành ban ngày cũng không có gì khó khăn. Dung thần vương trên mặt toát ra vẻ tươi cởi hiếm có. <laughs> người muốn lợi dụng dung mạo gần giống dung băng sao đây quả thật cũng là một biện pháp Nhưng chỉ có thể cho ngươi an toàn một thời gian Sau khi sự tình bại lộ Đừng nói người ngoài không tha cho ngươi Ngay trong dung giả thôi Cũng không ít người muốn dồn ngươi vào chỗ chết Địa bằng có chút kinh ngạc Nhìn Dung Thân Vương nói Gia tộc bên trong tranh đấu ngài cũng biết Vì sao còn không xử lý sớm đi Nếu không sau này Dung ra nhất định loạn Ánh mắt Dung Thân Vương toát lên vẻ thâm thúy Tựa lưng vào ghế Nói Người có thể thấy thế Thì ta cũng đã nghĩ đến Sở dĩ ta không nghe không hỏi Là bởi vì ta không muốn làm cho dùng già xuống dốc Dung già bây giờ thực phong quang Nhưng không có nghĩa là phong quang đó Của dung già sẽ không bị đi xuống Có một ngày Hoa thiên vắng mặt Ta vắng mặt Hết thầy cũng sẽ thay đổi Từ sau khi hoa dung đế quốc trở nên cường thịnh Phía sau Dung gia vẫn bị vây hãm bởi nhiều thế lực, có thể nói tất cả quân đội nằm trong tay ta, so sánh mà nói, Tô Việt muốn nhiều hơn thế. Mặc dù hắn là tể tướng của đế quốc, nhưng mấy năm này cũng rất ít chủ động ra mặt. Tô Việt ta thấy là người thông minh nhất, người thông minh làm việc tự mình tạo ra đạo lý của mình. Người hiểu được cái gì gọi là đạo lý? Gỗ tốt ở trong rừng không? Thế lực của Dung gia càng lớn, thì lại càng nhanh xuống dốc. Một khi ta đi, dùng già chắc chắn đối mặt với đại nạn. Đại não của đệm băng chuyển động với tốc độ cao. Làm cho hắn không rõ chính là Dung Tân Vương vì sao lại nói với hắn những điều như thế này à? Người nói mấy cái này cùng mâu thuẫn trong Dung Gia có liên quan gì với nhau? Dung Tân Vương nói đương nhiên là có quan hệ. Trong lòng ta cho tới bây giờ cũng không có hai chữ bình phàm Tranh đấu cũng không phải là chuyện xấu. Phù nhận nội bộ tranh đấu hay là ngoại bộ tranh đấu, nếu không có thực lực thì làm sao có thể tranh đấu. Gia tộc bây giờ chia làm hai phái, thực lực rất ngang bằng. Vì nghĩ biện pháp áp đảo đối phương, bọn họ tất nhiên phải không ngừng cố gắng tăng cường thực lực. Cho dù tương lai có một ngày dung ra phân chia hoặc là chịu áp lực của khắp nơi, chỉ cần thế lực đủ mạnh, dung ra phân chia cũng không tính là gì. Dù sao, bất luận là một phía, bọn họ đều là họ dùng như trước. Ngươi hiểu được ý ta chứ? Niệm mang chấn động toàn thân, có chút hoảng sợ khi nhìn thấy mặt dung thân vương. Hắn đã nói tận tưởng như thế, nếu chính mình còn không rõ thì đúng là ngốc tử. Nhưng... Dung thân vương ngăn cản hắn, nói tiếp. Không nhưng gì cả, ta đã quyết định không thay đổi việc này. Mà kệ ngươi có thừa nhận hay không, trên người ngươi đang chảy dòng máu của ta. Chuyện dung ra người cũng không cần tham gia Chỉ cần ta còn sống một ngày Sẽ không phát sinh ra chuyện gì Bật quá vì tương lai dùng ra Ta muốn người đáp ứng cho ta một việc Ta hy vọng người có thể trở thành như băng tuyết nước thần tư tế Trở thành cương giả đại lục chính thức Như vậy sau này dù dung ra phát sinh chuyện gì Bất luận kẻ nào nhắc tới chữ dung cũng đều phải cố kỳ Nghe xong những lời này của dung thân vương Địa băng bình tĩnh trở lại trở thành cường giả của đại lục vẫn là mục đích ta đang theo đuổi, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ cố gắng làm, nhưng ta đến vì cái gì mà phục vụ Dung gia đây? Ta là người nào của Dung gia? Ta chỉ là một người ngoài, từ nhỏ đến lớn Dung gia đã cho ta cái gì? Ta không trả thù Dung gia cũng đã tốt lắm rồi, dựa vào cái gì mà giúp Dung gia? Trong mắt của Dung Thân Vương quang mang đại thịnh, <laughs> Dung ra cho người cái gì Hai chữ sinh mạng có đủ hay không Không có dùng già có thể có cha người hay sao Không có cha người Chẳng lẽ người tử trong đất mà trôi ra cho dù dung ra có vu cho phụ tử các ngươi nhưng cũng là dung ra cho các ngươi sinh mạng ta biết ngươi không phục trong lòng oán niệm đã rất sâu biểu hiện của người ở trận đấu đầu tiên ta có thể thấy ta cho người trợ giúp dung ra không phải không có điều kiện có vài việc ta có thể đáp ứng ngươi đầu tiên chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta ta mặc dù không biết khả năng duy trì dung gia của ngươi nhưng bản thân ta sẽ hoàn toàn trợ lực trên con đường lên đến đỉnh ma pháp đồng thời ta còn có thể đáp ứng ngươi bất luận tương lai dung gia như thế nào dung việt dung bằng cùng một dòng máu tất nhiên là chủ dung gia Ngươi chỉ cần vào trụ nhất mạch này vậy là đủ rồi ta nghĩ người cũng nên biết chuyện lúc trước sau khi trả người dẫn ngươi cùng hòa diễm thần chi thạch rời đi, hắn đã bị dung ra từ bỏ. Thần phụ của ngươi cực kỳ coi trọng vinh dự. Về mặt này, ngươi không giống hắn. Ít nhất, hắn không cần biết khi nào cũng đều lấy thân là đệ tử dung ra mà tự hào. Mặc dù đã chết, nhưng dưới đất hắn mà biết chính mình một lần nữa có thể quay về dung ra tộc phổ. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ cao hứng thân làm con Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện Niệm băng tâm sáo động 6 tuổi hắn theo cha rời khỏi dung gia Mãi cho đến năm 10 tuổi mới bị chia lìa Hắn nhớ rất rõ ràng Mỗi khi cha hắn bắt đầu nhắc đến dung gia Thân sắc sẽ trở nên làm đạm Rời khỏi dung gia là việc bất đắc dĩ Nhưng cha vẫn nói với mình Nếu tương lai có cơ hội Có thể giúp sức vì vinh dự của dung gia Tất nhiên phải trở về dung gia Dung Tân Vương xem ra rất thấu hiểu đứa con của mình. Hắn nói một điều kiện đều là hy vọng phi thường tìm được mình, nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà đáp ứng bảo vệ cho Dung gia sao? Một khi đáp ứng, chính mình cũng thừa nhận mình là đệ tử của Dung gia. Thấy niệm bằng do dự, Dung Tân Vương lại nhạt nói: "Ta đã sống đến 90 tuổi, tính mạng đối với ta mà nói chỉ còn là hình thức mà thôi. Ta đã sớm coi thường tính mạng của mình rồi." trong cuộc đời ta nữ tử không ít nhưng xuất sắc thì chỉ có hai trà ngươi và dung việt dung việt thì long tài đại lược lại biết che giấu thực lực theo một góc độ nào đó ta thấy hắn là người kế tục lý tưởng nhất tầm nhìn của hắn rất xa chẳng những đang âm thầm phát triển thực lực của mình mà còn bồi dưỡng một đứa con xuất sắc ngoại trừ lúc trước để cho cha ngươi chạy thoát hắn không làm gì cho ta thất vọng cha ngươi sau cùng dung việt khi ra với đời có vài phương diện kém hắn rất nhiều. Nhưng người biết không, hắn lại rất giống ta hồi còn trẻ, hắn dễ dàng bị tình cảm chi phối. Nếu hắn có thể có một nửa lý trí của Dung Việt, lúc trước, tuyệt sẽ không cùng mẫu thần người kết hợp. Khi Dung Thiên và Dung Việt 10 tuổi, ta cũng đã xem tính cách của bọn họ. Theo tư tâm, ta càng hy vọng đem Dung ra chuyển cho Dung Thiên. Thấy hắn, tựa như là ta gặp lại thời trai trẻ của mình, Bà nội ngươi là mẫu thân của Dung Thiên và Dung Việt Chết khi mới có 20 tuổi Khi đó Hai huynh đệ Dung Việt bọn họ Mới chỉ có 2 tuổi Bà nội ngươi chết trong chiến loạn Cũng bởi vì bi phận lúc ấy Khiến cho ta cùng Hoa Thiên Tô Việt kết minh Sau này mới sáng lập ra Hoa Dung Đế Quốc Nhưng sau này khi nghĩ lại Ta đã được cái gì Trong lòng chỉ có nỗi hận và tiếc nuối Quyền lực đối với ta mà nói Chỉ như mây bay mà thôi ai có thể biết trong lòng ta cô tịch ta mãnh liệt phản đối hôn sự của cha mẹ ngươi đúng là không hy vọng cha ngươi đi theo con đường của ta ngày xưa sự thật đã chứng minh ta đúng bọn họ kết hợp chỉ mang đến thống khổ mẫu thân ngươi bị bằng tuyết nữ thần tế tự bắt lại sau khi trở về cha ngươi khiến ta cực kỳ thất vọng thấy bộ dạng hắn tinh thần xa sút ta hận sắp đặt đã không thành kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn hắn đúng là vẫn đi con đường của ta Gia vụ sự tình căn bản không rõ ràng lắm Ngươi hận ta, hận dung gia này cũng là bình thường Dù giao kinh nghiệm của ngươi từ nhỏ đến lớn tại giang hồ Thì đám dưng bằng bọn họ không có cách nào bằng được Ta cũng biết ngươi chịu nhiều đau khổ Nhưng ngươi nên nhìn về phía trước Đừng nhìn lại quá khứ đã trôi qua Chuyện của cha ngươi ta đều có an bài Kiều hận mặc dù là động lực của ngươi Nhưng đồng thời cũng là lực cản của ngươi Điều này ngươi nhất định phải hiểu rõ Biết rõ hậu quả của kiều hận đối với phát triển của ngươi sau này phi thường trọng yếu chờ ta sau khi ăn bài mọi chuyện cho dung ra ta sẽ đi một chuyến tới băng tần tháp đến lúc đó người hãy cùng đi theo ta trái tim nữa băng rối loạn các loại cảm xúc phức tạp đồng thời xuất hiện người muốn đi tới băng tần tháp dung thần vương nhìn hắn đứa con của ta đã chết nếu lão tử còn không ra mặt ngoài hiệu hỏa diễm sư vương của ta chỉ là hư danh một năm sau khi trận đấu nơi đây chấm dứt người hãy quay lại dung ra tìm ta ta mà người đi đến băng thần tháp ta nói rồi chết cũng không sợ từ lúc bà nội ngươi qua đời được một năm ta đã nhận ra chỉ không nghĩ tới sống đến từng này tuổi rồi nếu có thể chết trong tay đối thủ lớn nhất của cuộc đời mình âu cũng là chuyện may mắn rồi ta hy vọng chiến đấu của hàng thần sư trong lúc đó có thể giúp cho người hiểu được một vài việc đêm mang cúi đầu ngây ngốc nhìn xuống đất Dung Tân Vương cũng không có quấy rầy hắn, chỉ lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Thật lâu sau, nếu băng ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đã tràn ngập tơ máu. Được, ta đáp ứng điều kiện của người, ông nội. Hai chữ cuối cùng có chút khó khăn, nhưng biểu lộ quyết tâm của hắn. Ha 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 ha. Dung Tân Vương ngửa mặt lên trời cười ha hà, làm xong cửa sổ chấn động rung lên nhẹ nhẹ. Tốt, tốt. Thốt, ta không nhìn nhầm người, người nhất định sẽ trở thành siêu việt. Sau khi nệm Băng nói ra hai chữ ông nội, hắn đã một lần nữa thừa nhận thân phận đệ tử nhà Dung gia. Nhìn thấy vẻ thoải mái của Dung thân vương, tâm trạng của nệm Băng dần bình tĩnh lại. Thật sự sống chết có thể xem thường vậy sao? Hắn nghi hoặc hỏi lại. Tiếng cười dừng lại. Sống là gì? Chết là gì? Chỉ cần chết có ích, chết như thế nào? Nếu cái chết của ta có thể đổi lấy cho Dung gia một người thủ hộ mới, thì việc này cũng thật đáng giá. Trong mắt của Dung thần vương lộ vẻ mừng rỡ, có lẽ người sẽ nghi hoặc vì sao ta lại chọn ngươi. Kỳ thật, ngươi tuy chỉ là một người con của Dung gia, nhưng quan trọng hơn mà pháp của ngươi là thiên phú. Trận chiến của ta và ngươi ngày đó làm cho ta thấy được tương lai của ngươi cũng là hy vọng của dung gia, cho nên ta mới có thể đưa ra điều kiện này. Ta tin tưởng con mắt của mình sẽ không nhìn nhầm. Mặc dù tương lai còn xa rồi, nhưng nhân sinh mười năm thoáng quả đã tới. Hừm, tốt lắm. Chuyện của ta đã nói xong, bây giờ đến lượt ngươi. Ta nghĩ trận đấu ngày hôm nay ngươi đã có rất nhiều nghi hoặc, ngươi cứ hỏi đi. Chỉ cần ta biết tuyệt đối sẽ nói cho ngươi này cho ngươi vật này một viên ngọc thạch màu đỏ bay về phía niệm băng niệm băng vừa tiếp nhận thấy đó là một khối hồng ngọc thượng đẳng điêu khắc hình sư tử hào quang như lửa đỏ lưu truyền phẳng phất bên trong ngọc thạch có ngọn lửa bốc lên dùng thần vương nói cầm lấy nó Ngươi có thể ra vào mọi ngõ ngách trong dung phủ tuyệt không ai dám cản trở nó đại diện cho ta dùng thần vương cũng không nói chính là Hồng Ngọc Sư Tử có ma pháp sư khí tức, đồng thời cũng là tín vật gắn với gia tộc dung gia. Để băng yên lặng, đem Hồng Ngọc Sư Tử cất vào không gian trì giới. Tâm trạng đã bớt kích động, nói Ông nội, ta muốn biết tất cả lĩnh vực của Bộc Tinh hôm nay sao lại ra như thế này. Dung Tân Vương mỉm cười nói Ta biết người sẽ nói đến vấn đề này. Ý nghĩa của lĩnh vực vốn là do ma pháp sư tự sáng tạo. Khu vực của thi triển ma pháp thích hợp nhất cho mình căn cứ vào tính chất đặc biệt bất đồng của lĩnh vực mà pháp sư thi triển có thể chia làm rất nhiều loại. Lĩnh vực bình thường là tùy ma pháp sư dẫn phát đến, cho nên nó có thể nói là một loại ma pháp đặc thù giống như mộc minh của lãng mộc đế quốc. Hắn thuộc loại có lĩnh vực tự nhiên. Thuyết pháp dễ dàng giải thích hơn. Người có thể cho rằng lĩnh vực là một cách thông qua chú ngữ ma pháp thi triển ma pháp trận. Tại đây, trong ma pháp trận, thực lực của ma pháp sư sẽ tăng lên. Lĩnh vực bình thường chia làm ba loại. Một loại là lĩnh vực mề huyễn, hai là loại lĩnh vực công kích, ba là loại lĩnh vực tăng phúc. Mộc Vinh thi triển loại lĩnh vực thứ hai, loại lĩnh vực công kích, trong đó bao hàm tính chất ma pháp tự nhiên đặc biệt, đối phó với quan hệ, thủy hệ ma pháp sư đặc biệt có hiệu quả. Lĩnh vực này mặc dù uy lực cũng được, nhưng hắn còn chưa đủ thành thục nếu ma pháp của hắn có thể đạt tới cảnh giới của ma pháp đạo sĩ, uy lực sẽ tăng thêm trên diện rộng. Lĩnh vực của nha đầu của băng thần tháp kia lợi hại hơn, xét theo góc độ bản chất, đó là sự kết hợp xào rượu của cả ba lĩnh vực, bao hàm mê huyễn, công kích, tàng phúc. Nhờ sự kết hợp xào rượu đó, hoàn toàn có thể phát huy tốt tính chất đặc biệt của nó. Ngày đó, nếu không phải hắn coi thường dung băng, lĩnh vực tuyệt không bị phá nếu người muốn phá lĩnh vực thiên huyến kia chỉ dùng băng hỏa đồng nguyên có lẽ còn chưa đủ nhưng chỉ cần ngươi có thể dung hợp ma pháp tốt còn có cơ hội chiến thuật trận đấu trên không ai có thể nói rõ chỉ có trải qua ma luyện chiến đấu người mới có thể lĩnh ngộ sâu sắc hữu ích của ma pháp nếu băng gật đầu không ngừng suy nghĩ giải thích của dung tân vương về lĩnh vực cùng với nghe dung băng kể lại hắn đã có sự giải thích rõ ràng hơn về lĩnh vực dừng lại một chút dung tân vương tiếp tục nói Lục trược nói mấy cái này cũng chỉ là phô trương, chẳng qua chính là cho người chút kiến giải đối với lĩnh vực. Đối với mỗi mà pháp sư mà nói, đều có một cái gì đó quý giá nhất, cho nên trong sách thực cũng ít ghi lại về lĩnh vực. Chỉ có thông qua không ngừng ma luyện mới có thể thi triển lĩnh vực thích hợp của chính mình. Người cũng được đó, tuổi còn trẻ mà cũng đã tu luyện đến cảnh giới ma đạo sĩ, lại có thể sáng tạo chủ ngữ ma pháp của riêng mình. Nói về điểm đó, người đã mạnh hơn thời trẻ của ta. Ta đã nói, người nhất định phải cẩn thận. Đối với con đường ma pháp tương lai của người, có quan hệ rất trọng yếu. Người chắc chắn sẽ nghi hoặc, vì hôm nay nhà đầu đối với người không có ngầm sướng chú ngữ mà dùng lĩnh vực tương đương cho bát dài ma pháp, nhưng lại là lĩnh vực thật đặc thù. Nếu băng vút cảm nói, đây là nghi vấn lớn nhất của ta, chẳng lẽ bát dài ma pháp đã có thể tuấn phát sao? Việc này có lẽ cả thần hàng sư cũng không làm được như thế. Mộc Tinh có thể tuấn phát tương đương lĩnh vực bắt sai ma pháp, vậy nếu không phải là trận đấu trên đài, thời điểm hắn tuấn phát lĩnh vực loại này, ai có thể ngăn cản hắn à? Hôm nay ta thắng quả thực là may mắn. Dung Tân Vương mỉm cười nói, Hừ, tỉnh táo rất quan trọng đối với một ma pháp sư mà nói. Người tốt lắm, sau khi thắng lợi có thể nghĩ đến vấn đề, chứng tỏ người đã thành thục. Cũng được, thần hàng sư cũng vô pháp tuấn pháp Bát dài ma pháp chính là lĩnh vực hôm nay nhà đầu kia thi triển theo góc độ nào đó mà nói, nó không thuộc phạm trù của ma pháp, bởi vì đó là lĩnh vực của Tiên Thiên. Niệm băng trong lòng cả kinh, Tiên Thiên lĩnh vực, Tiên Thiên lĩnh vực là cái gì? Dung thần vương than nhẹ một tiếng. Cả ta cũng không nghĩ tới, ta trận đấu có thể gặp được người có lĩnh vực Tiên Thiên. Tiên Thiên lĩnh vực xuất hiện rất ít, là người được trời sinh cho năng lực này. Năng lực mà tiên tiên có được Không cần chú ngữ thúc giục Chỉ cần có ý niệm gọi đến Tự nhiên là có thể thi triển Người có được tiên thiên lĩnh vực phi thường ít Hơn nữa địa bộ phận tiên thiên lĩnh vực Cũng chỉ có tính chất đặc biệt bình thường Cũng không thể phát huy tác dụng gì cường đại Không biết là người vận khí rất tốt hay là vận khí quá xấu đối thủ của ngươi hôm nay chẳng những có được tiền thiền lĩnh vực lại có khả năng phòng ngự tràn ngập khí tức tự nhiên của tiến hóa tiền thiền lĩnh vực loại lĩnh vực này của hắn chẳng những có thể cắn nốt năng lượng ma pháp tự nhiên hơn nữa còn có thể dùng để công kích phòng ngự uy lực thật lớn phạm vi hữu ích không phải là đơn giản biến hóa rất nhiều còn may ngươi thật hoàn hảo trên phương diện ma pháp mà ngay từ đầu hắn lại không công kích mới cho người cơ hội. Loại tiến hóa tiên thiên lĩnh vực này đúng là tiến hóa đáng sợ nhất, bất luận có được loại lĩnh vực này là vũ nhân hay là ma pháp sư, lĩnh vực đều theo tiến bộ của thực lực mà không ngừng tăng lên. Nếu hắn bây giờ là ma đạo sư, cả ta muốn thắng cũng không dễ dàng. Bất quá, xem hình dáng của hắn, thời gian giác tỉnh tiên thiên lĩnh vực chưa phải là quá dài, còn chỗ không thể phát huy nguyên vẹn sự ảo diệu của lĩnh vực. Già dạ, đây chính là bà bối của lãng mộc đế quốc niệm bằng nói ông nội người có khả năng tiến hóa tiên thiên lĩnh vực nhiều nhất có bao nhiêu không có phương pháp đối kháng với loại ma pháp sư này sao lĩnh vực tuấn pháp mạnh mẽ như vậy nên đối kháng như thế nào dung thần vương mỉm cười nói không có chuyện gì là tuyệt đối không thể tiên thiên lĩnh vực cố nhiên là cường đại nhưng rất khó kéo dài hơn nữa bởi vì sau khi tiên tiên lĩnh vực xuất hiện sẽ tiêu hào năng lượng rất lớn của cơ thể thực lực muốn tiến tăng lên từng bước phi thường khó khăn nhất là tiến vào lĩnh vực tiến hóa càng gia tăng càng khó khăn cho nên nếu người khó có thể chống lại người có tiên thiên lĩnh vực chẳng lẽ cả ma pháp quyền trục đều không có sao chỉ cần dùng quyền trục phòng ngự người có thể thi triển công kích ma pháp cường đại trừ phi cho tới hôm nay gặp tiên thiên lĩnh vực quái dị như vậy bình thường mà nói cũng có thể đủ chống lại cho nên người chế tạo quyền trục ma pháp nhất định phải có công phu mặc dù sử dụng quyền trục đối với ma pháp không có gì tiến bộ nhưng cũng là thứ bảo vệ tính mạng thật tốt thân thể của ma pháp sư yếu ớt tại bình thường là muốn quyền trục thủ hộ cho dù là trình độ của ta với bằng tuyết nữ thần tư tế cũng không dám không mang theo quyền trục trên người. Nếu không gặp thích khách thực lực cường đại, cố gắng cả đời không phải đều uổng phí sao. Bật quả đôi tiền thiền lĩnh vực người không cần phải lo lắng nhiều quá. Mà đạo sĩ có thể đạt tới thực lực tiến hóa tiền thiền lĩnh vực trên tất cả lục địa, không vượt quá 30. Mà đạo sĩ có thể đạt tới ngoài thực lực đó, theo ta được biết, chỉ có một người này người cũng biết là băng tuyết nữ thần tử tế cái gì băng tuyết nữ thần tư tế là người có tiên thiên lĩnh vực nếu băng giật mình nhìn dung thân vương thần hàng sư cũng đã đủ lợi hại lại còn là người tiên thiên lĩnh vực mình sao có thể có cơ hội báo thù dung thân vương lại nhạt cởi nói, cười nói sao hả ngươi sợ à băng tuyết nữ thần tư tế đúng là quái vật tiên thiên lĩnh vực của nàng ta đã thấy quả may mắn chỉ là tiên thiên lĩnh vực phụ trợ nếu không trên đại lục thực không thể quay chống lại nàng lĩnh vực của nàng một khi đã thi triển phương viên trong vòng ngàn trượng biến thành thế giới bằng tuyết khiến mà pháp của nàng có thể phát huy uy lực giới hạn lớn nhất mặc dù dùng tiên tiên lĩnh vực tương đối không có gì mạnh nhưng đúng là bởi vì lĩnh vực phụ trợ năng lực mới khiến nàng có thể tăng thực lực rất nhanh đạt tới cảnh giới tần hàng sư cho nên nói việc gì cũng có tính hai mặt không có chuyện gì tuyệt đối xấu, không có chuyện gì tuyệt đối tốt. ôi thôi, được rồi. người chưa từng nghe nói qua thần chi đại lục. niệm băng gật đầu nói, chưa từng nghe nói. thần vị không phải là do người tu luyện mà thành. dung tân vương kinh ngạc nhìn niệm băng, người thật sự biết thần đại lục đối với ngưỡng quang đại lục mà nói, đến giờ vẫn còn là một điều tuyệt mật. chỉ có một điểm ta có thể khẳng định, người mà tự xưng là thần đều là người có được tiên thiên lĩnh vực. Bởi vậy, người có thể thấy được tiên thiên lĩnh vực trọng yếu đến cỡ nào. Nếu bằng tuyết nữ thần tế tự tiếp tục tu luyện, rất có thể trở thành một thành viên của thần đại lục. Ta đã giả có tiên thiên lĩnh vực hay không? Có lẽ vĩnh viễn đã không có khả năng bẩm sinh kia. Niệm bằng, người biết không? Ta cả đời này, tâm nguyện lớn nhất chỉ có hai cái. Một là có thể trở lại thời tuổi trẻ cứu tính mạng cha ngươi trở về. Hai là đến thần đại lục nhìn xem nơi đây rốt cục có cái gì cổ quái nếu băng suy nghĩ đoạn hỏi ra ra phải tình huống gì mới có thể kết luận một người có tiên thiên lĩnh vực vừa rồi ta nghe ngài nói giác tỉnh không phải là ra đời đã có tiên thiên lĩnh vực sao dùng thần vương nói tiền thiên lĩnh vực quả thật là cùng sinh ra nhưng cũng không ai biết trường hợp nào mới có thể hai tờ sinh ra có được tiền thiên lĩnh vực lê khai mẫu thể tiên thiên lĩnh vực vẫn tồn tại nhưng tồn tại cũng không có nghĩa là có thể sử dụng được nó bình thường mà nói tiên thiên lĩnh vực của người có tiên thiên lĩnh vực khi còn nhỏ đều là tiềm tàng nó phải không ngừng hấp thu năng lượng sinh trường của bản thể nhân loại khi nó sinh trưởng đến trình độ nhất định mới có thể biểu hiện ra ngoài thời gian biểu hiện rất nhanh chóng cho nên người có được tiên thiên lĩnh vực đại bộ phận đều là trong một đêm trở thành tiên thiên lĩnh vực giả còn nói một người nếu khi còn 30 tuổi không có tiền thiền lĩnh vực giác tình có thể kết luận hắn không phải là một tiền thiền lĩnh vực giả. Ta biết người muốn hỏi cái gì. Nhưng bây giờ ta cũng vô pháp xác định người có hay không có thể có được tiền thiền lĩnh vực. Dù sao từ giờ đến 30 tuổi ngươi còn có khoảng thời gian nhất định. Cố gắng tù luyện đi. Định cấp ma pháp sư vị tất đã kém cảnh so với tiền thiền lĩnh vực giả. Lễ băng mỉm cười Xem ra ta vẫn còn có chút cơ hội Thời gian còn có 11 năm nữa Dung Tân Vương cũng cười Còi bộ tiên thiên lĩnh vực đối với người tác động rất lớn Tuy nhiên ta đề nghị ngươi đừng quá kỳ vọng Lúc ta giống như người bây giờ Ta đã hy vọng có thể trở thành tiên thiên lĩnh vực giả Khoảng cách 30 tuổi càng gần Cái loại cảm giác này càng mãnh liệt Nhưng sau khi qua 30 tuổi Loại cảm giác này lại phai nhạt dần dần Ngươi phải hiểu được Nói cách khác, trở thành tiên thiên lĩnh vực giả xác suất rất thấp. Cho dù thật sự tiên thiên lĩnh vực giác tỉnh không nhất định là lĩnh vực hữu dụng. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự có thể có một tiên thiên lĩnh vực tốt, thì phải là khoảng cách 30 tuổi càng gần, giác tỉnh đối với ngươi càng có lợi. Bởi vì tiên thiên lĩnh vực trong thời gian dưỡng dục càng dài, năng lượng hấp thu lại càng nhiều. Một khi lĩnh vực giác tỉnh chắc chắn mang đến cho người năng lực cường đại. Niệm bác mỉm cười nói Ra ra, ngài yên tâm đi Mặc dù ta hy vọng có thể tìm được tiên thiên lĩnh vực Nhưng tâm ta tốt lắm Có thể có được tiên thiên lĩnh vực đương nhiên là chuyện tốt Không có ta cũng sẽ không thất vọng Dù sao có thể tìm được năng lực băng hỏa đồng nguyên Ta đã thỏa mãn rồi Chỉ riêng băng hỏa đồng nguyên và mô phỏng ma pháp Cũng không biết khi nào thì mới có thể tu luyện đến tột bậc Dụng thần vương nói Như vậy là tốt nhất Việc nên hỏi đã nói xong rồi Cái này cho người Từ hôm nay bắt đầu buổi tối Người đến thư phòng tìm ta Ma pháp của ngươi cũng đã có căn cờ vững chắc, ta sẽ đem một ít tâm đắc về ma pháp truyền thụ cho ngươi. Thời gian vài ngày là đủ rồi." Niệm Măng ngẩn người nói: "Vài ngày là đủ rồi? Dung Thần Vương đã đạt tới cảnh giới thần hàng sư, hơn 10 năm để ngộ đối với ma pháp không phải là chuyện đùa. Mặc dù Niệm Măng đối trí tuệ chính mình thực tự tin, nhưng không chắc chắn thời gian vài ngày có thể nắm giữ mọi thứ Dung Thần Vương truyền thụ." Dung Thần Vương nói: thân phận của ngươi bây giờ không thể công khai ma pháp của ngươi cũng không nên lộ ra che giấu bí mật đối với người có lợi hơn cứ theo như lời ta vài ngày chỉ là cho ngươi đem nhớ mọi thứ cần ghi nhớ cho nên khi nào có thể lĩnh ngộ thì phải xem thiệt phú cùng với phạm vi nỗ lực của ngươi cá biệt dung thân vương niệm băng ly khai hoàng cung dọc theo đường đi hắn không ngừng suy tư hôm nay hắn sở dĩ đồng ý đáp ứng trở về dung gia cố nhiên có quan hệ ích lợi nhưng quan trọng hơn đó là Dung Thân Vương không chú tâm biểu lộ thân tình và danh phận cha, hy vọng tìm được nhất đánh động hắn. Vừa đi tới, Niệm Băng trong lòng âm thầm cầu nguyện, bà ba, người biết ta một lần nữa phản hồi Dung ra nhất định thật cao hứng hả? À? Ngài không cần tiếc nuối cái gì nữa Già già đã đáp ứng để người trở lại dung ra Người yên tâm đi Ta sẽ cố gắng Đã đáp ứng thì ta nhất định phải làm được Sau khi niệm băng trở lại khách sạn Đi vào phòng Lập tức thấy không khí khác lạ Phượng nữ ngồi ở trên giường có chút ngẩn ngơ. Đôi mì thanh tú nhíu chặt, trong mắt không ngừng lóe ra quang mang phức tạp. Hình dáng của nàng làm cho niệm băng kinh hãi, nghĩ đến đã xảy ra cái gì đại sự, vội vàng tiến lên hỏi. Phượng nữ, nàng làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phượng nữ ngẩng đầu nhìn niệm băng, ánh mắt ân cần. Hôm nay trận đấu của chàng thắng. Niệm băng gật đầu nói. Nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng và người của phương tộc lại một lần nữa không thành? phượng nữ ánh mắt lóe ra, vành mắt của nàng đột nhiên đỏ lên, nhào mạnh vào trong lòng của niệm băng, òa khóc lớn. vì cái gì? vì cái gì muốn gạt ta? vì cái gì muốn gạt ta? niệm băng lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm sát thân thể mềm mại của phượng nữ, an ủi, xoa đường cong hoàn mỹ của lưng nàng. đây là sao vậy? ta rút cuộc có chỗ nào làm cho nàng giận dữ như thế chứ? phượng nữ chỉ ôm chặt lấy niệm băng không ngừng khóc nhưng cái gì cũng không chịu nói nước mắt làm mềm lòng của niệm băng trong lúc nhất thời khiến cho nệ băng không khỏi có chút chân tay luống cuống thật lâu sau tiếng khóc của phương nữ rốt cuộc dần ngưng lại ở trong lòng niệm băng nước nở nói vì sao đối với ta tốt như vậy người biết không ngươi càng làm thế này ta càng không quyết tâm rời ngươi được nệ băng trong lòng có chút trầm lòng xuống phương nữ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kích động nào như thế phượng nữ quay đầu nhìn về phía cái bàn một bên niệm băng theo ánh mắt của nàng nhìn lại nhất thời hiểu được nguyên nhân phượng nữ đã kích động trên bàn đặt một mâm đồ ăn phượng nữ kỳ thật kỳ thật chàng không cần phải nói đồ khó ăn như vậy chàng ngày ngày đều ăn khó trách đi vệ sinh nhiều lần như vậy niệm băng thực xin lỗi niệm băng ánh mắt trở nên ôn nhu nhà đầu ngấp có gì mà phải xin lỗi chỉ cần là ngươi làm, đối với ta mà nói, đều là nhân gian mỹ vị hả? Bởi vì đó là lòng của nàng mà. Phượng nữ thân thể mềm mại có chút chấn động, ôm cánh tay của niệm băng, lại nắm thật chặt. Nhưng, nhưng là... Niệm mơ mỉm cười, hai tay nâng mặt cười lê hoa đái vũ của phượng nữ. Nhà đầu ngốc, mỗi một câu ta nói đều là thật. Không ai trời sinh sẽ làm cái gì Chỉ cần nàng cố gắng Một ngày nào đó có thể làm ra đủ ăn ngon Có phải không Chẳng lẽ nàng không biết Để dạ dày ta nương theo thủ nghệ của nàng phát triển Là một chuyện rất thú vị sao Vừa nói còn làm ra vẻ mặt ngổ ngộ Phương nữ bật cửa nói, cười nói Đồ đáng ghét Còn tiếp tục như vậy Chỉ sợ kỹ thuật ta còn không có luyện thành Mà chàng trước hết đã bị ta hại chết rồi Chẳng lẽ chàng không sợ à không sợ, đương nhiên là không sợ. Nếu có một ngày ta thật sự muốn chết, hy vọng nhất là có thể chết ở trong tay nàng. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ phong lưu thôi. <laughs> Phương nữ trên miệng của nệm băng, đáng ghét, không được nói những điều xui xẻo như thế. Tại ta thủ nghệ không luyện thành, chàng không nên ăn. Chàng có biết hôm trước chàng đột nhiên bị bệnh, ta cấp bách thế nào không? Chàng lại không chịu nói ra nguyên nhân, Trách không được lúc ấy chàng thế nào cũng không chịu đi xem đại phu. Nguyên lại là bị ta làm hại, Nói tới đây, vành mắt của nàng không khỏi lại đỏ hồng lên. Niệm băng khẽ hôn trên tay của phượng nữ một cái, phượng nữ giống như bị điện giật rụt tay trở về. Mặt cười nổi lên một tia đỏ ửng, một lần nữa nằm sấp vào trong lòng của niệm băng. Phượng nữ, nàng vừa rồi nói, cả không quyết tâm rời xa ta là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng muốn đi sao? Mặc dù ôm thân thể mềm mại làm hắn vô cùng mê say, nhưng trái tim niệm băng lại rất thanh tỉnh. Phượng nữ thân thể có chút run rẩy, thấp giọng nói Nệm băng, ta có lẽ không thể đi cùng chàng mấy ngày này cùng chàng ở một chỗ đã là thời gian sống khoái hoạt nhất trong cuộc đời của ta, nhưng ta phải đi rồi có lẽ bên trong phực tộc đã xuất hiện hỗn loạn vì tộc nhân, ta phải trở về chỉ có đem thực lực từng bước tăng lên mới có thể ứng phó khảo nghiệm Phượng Hoàng Niết Bàn Đại Điển Nệm băng trở mặt mặc dù hai người này mấy ngày cuộc sống cùng một chỗ rất là đơn giản nhưng đã quen cuộc sống đơn giản này Nệm băng lại thế nào để cho phượng nữ rời đi Song phượng nữ có mục tiêu theo đuổi của chính mình, có sứ mạng của nàng. Cho dù không đành lòng đi nữa, địa Bang cũng không hy vọng phượng nữ sống không có hạnh phúc và trong tiếc nuối. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán, nói: Thằng thắn mà nói, ta thật sự không nỡ xa nàng, nhưng ta cũng biết ta không có quyền cấm nàng rời đi. Dù sao phượng tộc dưỡng dục nàng lớn lên, đối với nàng có ẩn rất lớn. Hơn nữa bọn họ lại là tộc nhân của nàng. Nhưng nàng có thể đáp ứng ta một việc không? ta hy vọng nàng có thể chờ trận đấu chấm dứt mới rời đi còn nhớ rõ trước đây ít ngày khi các người trong phượng tộc nàng tìm đến ta có lời muốn nói với nàng chờ trận đấu chấm dứt ta sẽ nói cho nàng một việc đến lúc đó nàng quyết định có rời đi hay không được không bây giờ hắn đương nhiên không thể để cho phượng nữ đi chuyện ngọc như yên giao cho không có hoàn thành chỉ là để không làm xúc động đến phượng nữ hắn hy vọng sẽ nói cho nàng muộn một chút phượng nữ cũng không hỏi nhiều chỉ là nhẹ nhàng gật đầu được Ta đáp ứng chàng, nhưng chàng cũng phải đáp ứng ta. Bất luận khi nào cũng phải lấy an toàn chính mình làm trọng. Mời muội, hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Với đại địa nữ thần lĩnh vực của ngươi như thế nào lại có thể bại bởi tiểu tử kia chứ? Ngươi thật sự là sơ sốt quá. Mộc Vinh có chút bất mãn hướng về phía Mộc Tinh nói. Ánh mắt của Mộc Tinh có vẻ có chút mơ hồ. Thế sự không có chuyện tuyệt đối, cả ca, ta quả thật là thua rồi. Trước khi tới đây ta vẫn nghĩ rằng dựa vào tiên tiên lĩnh vực ta thậm chí có thể chống lại dung thần vương. Bây giờ nhìn lại ta sai rồi, hơn nữa rất sai là khác. Chẳng lẽ người không phát hiện hôm nay niệm bang kia cùng ta đối chiến có thực lực rất mạnh không? Ma pháp của hắn là cái ta thấy quái dị nhất. Nếu không phải có tiền tiền lĩnh vực, ta căn bản cả cơ hội cùng hắn chống lại đều không có. Người có thể thao túng năm hệ ma pháp kia ngộ tính phải mạnh mẽ cỡ nào hả? Ha? Ít nhất trong lịch sử ma pháp, ta không nghe nói qua ai có thể sử dụng năm hệ ma pháp, nhất là khi hắn phá vỡ đại địa nước thần lĩnh vực của ta bằng thứ ma pháp kia. Dùng hợp băng cùng hỏa hai loại ma pháp lực cực đoan mà lại không mất đi đặc tính của hai loại ma pháp. Khi ma lực đột ngột nổ tung, quả thật đã tiệm cận trình độ thập giai ma pháp rồi. Mộc Vinh nhíu mày nói, Giờ vào tiên thiên lĩnh vực, nếu như ngươi toàn lực công kích, hắn vị tất có cơ hội ngầm xương trung ứng. Mộc tinh cười lạnh một tiếng Hừm, Vậy ngươi đã quá coi thường hắn Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Ma pháp hắn sử dụng đều là dùng ma pháp vật phẩm gì không Nằm kiện thần cấp ma pháp vật phẩm Mỗi một món đồ đều là cực phẩm trong hệ ma pháp vật phẩm Bằng vào vài thứ này Hắn hoàn toàn có thể ứng phó Đến khi ngâm sướng xong ma pháp chú ngữ Chỉ riêng cái không gian hệ khoảng cách ngắn kia Trọng nháy mắt di động Không phải tùy tiện là có thể phá giải tuy ta có đại địa nữ thần lĩnh vực mặc dù thần kỳ nhưng dù sao thời gian giác tỉnh quá ngắn còn không đủ để công kích trên diện rộng hôm nay ta mặc dù thua ta lại phát hiện mà pháp sư địa băng này tương lai tiền đồ không thể hạn lượng tính nguy hiểm tuyệt đối phải trên thiên huyễn băng vân mộc vinh ngẩn người nói ý của ngươi là thực lực của hắn so với thiên huyễn băng vân còn mạnh mẽ hơn mộc tinh nhíu mày ta phù hoàng luôn luôn cho người thông minh ngươi lại là thái tử sao nghĩ vấn đề đơn giản như thế tên niệm băng kia bây giờ bị tất là đối thủ của thiên huyện băng vân nhưng lấy tiềm lực hắn mà xem tương lai có một ngày thành tiệu hắn có lẽ phải cao hơn ta xem bộ dáng của hắn cũng chẳng quá 20 tuổi một ma pháp sư 20 tuổi còn có thể sử dụng năm loại ma pháp người ngẫm lại tại lịch sử trên đại lục ai có thể làm được cho dù tự xưng là thần trong nhân loại chỉ sợ cũng không có hả à? Ta dám nói cho dù là băng tuyết nữ thần tế tự ở tuổi của hắn đã tuyệt không thể có thực lực như vậy. Thiền huyện bằng vần mặc dù rất mạnh nhưng mà sự mạnh mẽ của nàng đại bộ phận là thành tại băng tuyết nữ thần tế tự truyền thụ cùng với cơ sở phụ trợ. Người có thể nhìn ra tên niệm băng kia là đệ tử của ai không? Theo hắn trong trận đấu mà Pháp tràn ngập công kích Từ đó có thể nhìn ra Hắn kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không ít Nếu hắn bây giờ thành tựu đều là dựa vào tự lĩnh ngộ mà được Vậy thật là đáng sợ Mộc Vinh trong mắt lóe hẳn quang nói Đối phó với người như vậy chỉ có hai biện pháp, cái thứ nhất là thu dụng, hắn chắc chắn trở thành trợ thủ tốt, thứ hai là chạm thảo trừ căn, không để cho hắn có cơ hội phát triển lên. Mỗi một người nghĩ người này có thể bị chúng ta lợi dụng không? Trong ánh mắt mộc tình có vẻ có chút mê ly rất khó nói bởi vì ta không nhìn thấu tâm hắn ngày đầu tiên cho trận đấu hắn ra tay liền giết hai người nhưng trận đấu hôm nay hắn chẳng những không nhắm ta hạ thủ lại dùng thủy cùng quang minh hai loại ma pháp làm dịu đi đại đại nữ thần lĩnh vực và giúp ta hồi phục nếu đơn độc dựa vào lực lượng chính ta đã bị thương tích như vậy thì ít nhất phải ba ngày mới có thể khôi phục cho nên bây giờ rất khó nói đích xác hắn là một dạng người gì đại ca để ta thắng lần này người bí mật điều khiển người mộc sát tổ đi khiến cho bọn họ chuẩn bị cho dù không thể mua chuộc hắn chỉ cần có thể đem hắn hủy diệt lấy được bảo bối cho thầy hắn đối với chúng ta lãng mục đế quốc Mà pháp giới tương lai phát triển cũng là có lợi mộc quang trong mắt toát ra một tia cười lạnh <cười> người còn nhớ rõ ngày đó sao ngày đó nữ tử đi cùng hắn một chỗ hiển nhiên là cùng hắn quan hệ không bình thường mà pháp sư như vậy có thể hấp dẫn được sự chú ý hắn chỉ có ba loại thứ nhất là kim tiền cùng địa vị điều này có thể tính là nhỏ nhất thứ hai là ma pháp vật phẩm chân quý còn thứ ba là tuyệt sắc mỹ nữ hai cái sau có thể tính thành công khá lớn chúng ta nhất nhất thử xem có thể làm hắn kinh động hay không nhưng mọi muội ngươi nhìn là một chút rồi mấy thanh mập pháp đao của tiểu tử kia không có thể lấy dễ dàng như vậy nếu ta không nhìn lầm hai thanh đao hắn dùng để đánh bại người kia có khảm hòa diễm thần chi thạch của dung gia và băng tuyết nữ thần chi thạch của băng thần tháp hai kiện bà bối này thật sự khó giải quyết à mộc tinh mỉm cười nói ta thích nhất giữa việc có giải quyết nếu hắn thật sự không chịu hướng chúng ta thần phục nhất định phải làm đến thần không biết quỷ không hay khi đó ai biết là chúng ta động thủ ngũ quốc tân duệ ma pháp sư đại tái tiến hành vào ngày thứ tư hôm nay tiến hành hai trận lần lượt là mộc quang đối dung băng niệm băng đối dung cực mộc quang cùng dung băng một trận chiến căn bản không có gì lo lắng dung băng đã quen thuộc với phương pháp công kích của mộc quang thì có khi nào lại cho hắn cơ hội dụng xuất tự nhiên lĩnh vực Mặc dù Dung Băng thua ở trong tay Băng Vân, nhưng trong cùng tiểu tổ, ngoại trừ Thiên Huyễn Băng Vân ra cũng chỉ có hắn đạt tới cấp bậc Ma đạo sĩ. Chẳng qua trong trận đấu, Mộc Quang ứng đối thực xảo diệu, ngay lúc thấy mình không phải là đối thủ của Dung Băng, lập tức nhận thua, khiến cho Dung Băng không thể ngầm ra tay hại hắn. Đứng ở trận đấu trên đài, Điệp Băng nhìn thấy trước mặt Dung Cực, nhào lại hai mắt, Dung Cực cho hắn cảm giác thực kỳ lạ, phảng phất như một tòa núi lửa sắp phun ra. Khí tức biểu hiện không giống dung băng nhưng khí tức trong hắn phát ra lại tràn ngập điên cuồng bạo ngược niệm băng biết trận chiến này đối với mình mà nói tuyệt không thoải mái buổi tối ngày hôm qua bên trong thư phòng dung tân vương phủ dung tân vương đã chuyển cho hắn rất nhiều kiến giải ma pháp cùng với một ít ma pháp chú ngữ đặc thù khiến cho niệm băng nhận thức về ma pháp tăng trưởng rất nhiều tuy nói trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa nhưng với tài trí hắn thì cũng có lợi rất nhiều dung phi làm trọng tài do xét niệm băng hệ đã trong lòng hắn thực buồn bực ngày hôm qua sau khi trở lại dung phủ hắn cùng với nhị ca thương lượng nhưng thương lượng không kết quả gì dung tân vương đã trở lại dung tân vương đưa ra một loạt mệnh lệnh quái dị cơ hồ mỗi cái mệnh lệnh đều là nhằm vào niệm băng cũng xuống nghiêm lệnh nếu ai dám đối với niệm băng bất lợi lập tức ra pháp xử trí như vậy nhiều năm qua lần đầu tiên dung phi nhìn thấy đại ca chăm chú như thế cả dung ra hai hệ phái tranh chấp hắn đều không nhúng tay nhưng lần này hắn lại trực tiếp đưa ra mệnh lệnh dung già không người nào dám cãi mệnh lệnh dung phi tuyên bố trận đấu bắt đầu dung cực không tiến lên công kích mà chậm rãi nói người khỏe chứ mặc dù ta rất muốn cùng ngươi so tài một hồi xem thực lực ai mạnh hơn nhưng bây giờ có lẽ không được ta nhận thua nói xong hắn lại hướng dung phi xác nhận một lần xoay người hướng đài đi xuống dung phi hiển nhiên thoải mái sớm biết chuyện phát sinh này thấy niệm băng có chút sững sờ ho khan một tiếng tốt trận đấu này dung cực nhận thua niệm băng chiến thắng Hoa Dung Đế Quốc Bá Quan đứng trên đài, vừa thấy kết quả như thế nhất thời mắt đổ đom đóm. Hoa Thiên Đại Đế nhướng mày, ánh mắt quét về phía Dung Thần Vương có ý dò hỏi. Dung Thần Vương ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, hướng hắn gật gật đầu. Lúc này đang xem cuộc chiến trên đài mà thần sắc không biến hóa, cũng chỉ duy nhất có Tể tướng Tô Càng, hắn nhìn Dung Thần Vương cười dài, trong mắt toát ra một tia thâm ý trận đấu như vậy đơn giản đã xong niệm băng tiểu tổ thi đấu cuối cùng là vị không gian hệ ma pháp sơ kia đồng dạng có thể sử dụng không gian ma pháp đối với hắn mà nói kết quả trận đấu kia căn bản không có gì lo lắng mà tranh đoạt trận chung kết mấu chốt là trận đấu ở danh sách sáng ngày mai mộc tinh cùng dung cực đối chiến ly khai hỏa cung niệm băng chậm rãi đi trên đường cái đô thiên thành Hắn rất minh mạch, hôm nay đạt được thắng lợi cũng không phải bởi vì dung cực muốn bảo tồn thực lực ứng phó trận đấu ngày mai. Rõ ràng là gia dung thân vương của mình đưa ra mệnh lệnh để cho hắn cố ý nhận thua mới có thể như vậy. Không biết hoa thiên đại đế nghĩ gì, dù sao thì dung cực cũng đại biểu cho hoa dung đế quốc. Chúng ta có thể nói chuyện không? Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, địa băng trong lòng cả kinh. Theo cảm thụ của tích thần lực, thanh âm này hiển nhiên là nhằm vào mình. Quay người nhìn lại chỉ thấy mặt nạ trắng trên mặt của băng vân đứng phía sau mình cách đó không xa. Gặp lại người, trên thân có tượng trưng cho dấu hiệu của băng thần tháp, cảm giác kiều hận mãnh liệt bốc lên. Niệm băng cố nén lửa kiều hận trong lòng lạnh nhạt nói, nếu ngươi là vì băng tiết nữ thần chi thạch, vậy không có cái gì để nói nữa. Thiền điện băng vân chậm rãi đi đến bên người nệm băng. Không chỉ có như thế, ta nghĩ giúp mọi người bây giờ không phải bổn la như thế, băng hỏa ma chủ tiên sinh. Nệm băng trong lòng chấn động băng hỏa ma chùa kia lại chỉ sợ ngươi đã nhận lầm người thiền đến bằng vần từ trong lòng lấy ra một cái gương nhỏ đây là thứ sư phụ đưa cho ta tên gọi là chiếu ma kính bất cứ sinh vật gì kính này đều có thể xuất chiếu mọi thứ ma pháp ra chỉ phía sau ta nghĩ chúng ta ở đôi thiên thành cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt không cần ta mời thất hoàng tử tới chứ Đệ băng có chút đùa cợt nói không hổ là người có băng thần tháp bà bố trên người quả thực không ít hả xem ra Bằng tuyết nữ thần thế tử thật sự đem ngươi trở thành người thờ kế. Chúng ta đi đến nơi đây ngồi xuống đi. Nói rồi theo ngón tay chỉ đến một phận điếm bên cạnh. Lúc này cũng không phải thời gian ăn cơm. Trong điếm rõ ràng là có vẻ rất lạnh. Bên ngoài của hai người vừa vào cửa khiến cho phục vụ chú ý. Tiên sinh tiểu thư dùng cơm sao? Người phục vụ khách khí hỏi Nhìn trộm băng vân một cái Nhất thời hắn run lại bẩy Lập tức nhanh chóng thu hồi ánh mắt Cổ đường này rất lạnh à Niệm băng mỉm cười nói chúng ta tùy tiện ăn một chút gì nhân tiện ngồi ở đây đi chỉ chỉ cái bàn một bên gần sát cửa sổ cùng với thiên huyện băng vân đi tới người phục vụ đi theo bọn họ đến bên cạnh bàn hai vị muốn ăn cái gì nếu băng hướng băng vân ánh mắt dò hỏi mặc dù là đồ đệ của kiều nhân nhưng phong độ nam nhân hắn vẫn phải có băng vân bình tĩnh nói ta không quen ăn thực vật bình thường người ăn cái gì mình muốn đi nếu băng tự diễu cười cười ừ, đúng vậy ngươi là thần nữ lại như thế nào lại ăn thực vật của quán à người phục vụ cả người đời này có đồ ăn gì đặc sắc tùy tiện cho ta bốn loại đi băng vân thân thể xung quanh lãnh khí phát ra sớm làm người phục vụ kia chịu không được nữ nhân đẹp đi nữa cũng không trọng yếu bằng mạng nhỏ của chính mình liền hô đáp ứng một tiếng vội vàng đi chạy xuống nếu băng tựa lưng vào ghế ngồi toát ra một tia mỉm cười yêu nhã tiền nguyễn băng vân tiểu thư người muốn nói chuyện gì bây giờ có thể nói rồi băng hỏa ma chủ bị đế đô gọi đến nhưng lại biến mất không nghĩ được lại ở đây đại biểu cho băng nguyệt đế quốc tham gia ma pháp sư đại thái ta nên coi người là chủ sư hay là ma pháp sư đây nếu băng lại nhạt nói người nghĩ sao cũng được nhưng người phải biết rõ ta không phải là đại biểu băng nguyệt đế quốc mà là đại biểu băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội ta cùng với băng nguyệt đế quốc không có quan hệ băng vần lại nhạt nói ta xem ra người cùng vị dung băng kia tướng mạo cơ hồ giống nhau nên nghĩ đến ngươi cùng dung ra quan hệ rất sâu có thể đồng thời có được băng tuyết nữ thần chi thạch cùng hòa diễm thần chi thạch chỉ có một người chẳng qua 8 năm trước hắn đã chết nếu băng trong mắt tinh quang đại thịnh ngươi đã biết tin tưởng như vậy cần gì phải tìm ta nói chuyện ngươi đáng chết vị tất thật sự đã chết bằng vật nói nói như vậy ngươi thật sự là đứa con duy nhất của dung thiên và sư tỷ ta Ngày trước sư phụ cảm nhận được khí tức băng tuyết nữ thần chi thạch cũng là do người phóng xuất ra. Niệm băng hưởng một tiếng, đúng là như thế, người đoán hoàn toàn chính xác. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước băng tuyết nữ thần chi thạch là băng tuyết nữ thần tế tự đưa cho mẫu thần ta, mẫu thần tặng lại cho ta. Nếu người muốn đem về, vậy mang cả thi thể ta đi đi. Đương nhiên, người cũng phải có năng lực này mới được. Bật quá, băng tuyết nữ thần tế tự đối với ngươi thật sự không tệ, Xem bộ dáng của ngươi cũng không thể lớn hơn ta, thậm chí cả việc này cũng biết. Bên ngoài đồn rằng người kế thừa y bát của lão yêu bà kia chắc cũng không có nói sai rồi. Ngươi rất tự tin, ngươi có tin hay không, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Thành ngầm của băng vân càng lạnh hơn vài phần, không khí xung quanh phảng phất muốn ngừng động lại. Niệm băng thanh âm lạnh lùng, tự tin là phải dựa vào thực lực mà nói, ta nghĩ nếu thuận lợi chúng ta sẽ gặp lại ở chung kết. Băng vân nói, ta không cần băng tuyết nữ thần chi thạch của ngươi ta muốn người của ngươi Nệm băng diễu cợt nói thực xin lỗi tiểu đệ đệ ta đã có chủ rồi mặc dù ta lớn lên rất được nhưng ta không hy vọng bộ vị của mình bị phá hỏng người băng vân trong mắt toát ra một tia bối rối giơ tay hướng nệm băng chụp tới một cái nhũ băng bén nhọn như tia chớp xuất hiện tại trước mặt nệm băng Nệm băng giơ tay nắm nhũ băng lúc này mũi nhọn của nhũ băng cách mắt hắn chưa đầy ba tấc nhưng gặp khí tức nóng rực nhàn nhạt, nhạt từ trong cơ thể của nệm băng phát ra nhũ băng tàn ra hoán thành nước lại bốc hơi lên thành hơi nước dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện không thể chờ bây giờ muốn động thủ sao ta tùy thời phụng bồi thanh âm của nệm băng đã lạnh xuống hy vọng ngươi tôn trọng một chút dù sao ngươi cũng là một ma đạo sĩ bàng vân có chút oán hận nói nệm băng cười hắc hắc nói giỡn nhẹ nhàng nhìn bàng vân nói muốn tôn trọng cũng xem đối với loại người nào đối với người băng thần tháp các ngươi người nghĩ ta nên có cái gì tôn trọng sao trong mắt ta băng thần tháp các ngươi đại bộ phận nữ nhân còn không bằng kỹ nữ ít nhất kỹ nữ cũng là có chút ít tình cảm kỹ nữ phần lớn bất đắc dĩ nhưng là các ngươi ư chẳng qua là một đám pho tượng lạnh như băng một người nếu cả tình cảm cũng mất đi còn có thể là người sao chỉ cần là chuyện không có lợi cho băng thần tháp hắn tuyệt không do dự đi làm vũ nhục chỉ là bước đầu tiên Bằng Vân đứng bật lên, nhiệt độ cả phản điểm kịch liệt giảm xuống, vũ nhục bằng thần táp chỉ dựa vào điểm này, người cũng đủ chết 100 lần. Nếu băng như người ngồi tại chỗ, thật không? Ta cũng không nói cái gì sai, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình còn có thứ cảm tình này tồn tại sao? Theo ta được biết, các người cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là cảm tình, bằng không cha mẹ ta làm sao lại chết? Hôm nay ngươi tìm đến ta, đúng là sai lầm, cho dù ngươi có biết thân phận ta như thế nào, ngươi nghĩ rằng điều này có thể uy hiếp đến ta, Đối với kiều địch làm hại cha mẹ ta Ngoại trừ trả thù ra Ta nghĩ không cần nói cái gì khác Sư phụ của ngươi Băng thần tháp các ngươi hủy hoại hạnh phúc của ta Ta chắc chắn còn cho các ngươi gấp trăm lần Ta muốn cho cái tên băng thần tháp Biến mất trên đại lục Nói xong lời cuối cùng Hắn dừng lại một chút Áp lực kiều hận trong mắt chật phóng thích Phòng phất đem thiền huyện bằng vần trước mặt đâm thủng Đáng tiếc ánh mắt dù sao không thể giết người Nghe đệ băng nói xong, băng vân tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể báo thù sao? Không thể. Đệ băng rất nhanh trả lời. Lấy thực lực của ta bây giờ nếu như đi báo thù, không nghi ngờ, đấy là lấy trứng trọi với đá. Chẳng qua, bây giờ cũng không có nghĩa là vĩnh viễn. Ngươi cho rằng ta không thể sao? Băng vân cười lạnh nói. ha, Ngươi cho rằng chính mình còn có vĩnh viễn sao Không thể sử dụng thủ đoạn gì Sau khi lần này trận đấu chấm dứt ta đều ba người trở lại băng thần tháp tùy sư phụ xử trí người niệm băng mỉm cười nói tốt lắm hả xin mời nhưng trước tiên ngươi phải lo lắng thế lực dung ra một chút rồi mới nói với ta những lời này dù sao ta cũng là họ dung đúng lúc này người phục vụ đã đem đồ ăn đến niệm băng cầm lấy chiếc đũa gấp cối thịt bò hầm bỏ vào miệng nhai hey, hương vị còn có thể chỉ là nêm gia vị hơi nhiều một chút không có thể hiện gia vị ngon của thịt bò bật quá tại khách sạn bình thường mà nói miễn cưỡng coi như là được rồi. băng vân tiểu thư người muốn nhấm nháp một chút không? ồ à, oh, được rồi, ta nhớ rõ băng thần táp đều là người ăn chay đúng không? băng vân trong mắt tràn ngập chán ghét nóng nảy nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn nói người dựa vào dung ra che chở sao? vô dụng thôi vì ta tin tưởng rằng người sẽ lựa chọn theo ta trở về. niệm băng nhau là ánh mắt nhìn về phía băng vân người bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày sao? nếu người nguyện ý cùng ta lên giường mà nói ta còn có thể nghĩ một chút về cái việc đề nghị của ngươi Bất quá một lần chỉ có thể đi một thước, phòng chừng tới thời điểm tới băng thần tháp, người đã bảy tám mươi tuổi, nói không chừng sanh cho ta một đống hài tử rồi. <laughs> ngươi băng vân giờ tay hướng lên mặt niệm băng quát lên. Niệm băng lóe mắt hẳn quang, tóm lấy cánh tay nhỏ bé lại như băng của nàng. Ngươi cho rằng chính mình là vũ sĩ sao, thu hồi móng vuốt của ngươi đi. Nói rồi cầm tay của băng vân hất mạnh ra ngoài, Thiền huyện bằng vân từ nhỏ đến lớn chưa khi nào chịu qua vũ nhục như vậy bộ ngực đầy đặn phẫn nộ không ngừng phập phồng nhưng hắn cũng không động thủ lần nữa người không xứng trở thành một ma pháp sư cao quý vũ nhục được ta người rất đắc ý phải không tốt ta bây giờ nói cho ngươi một sự kiện nghe xong người sẽ tỉnh táo ra một ít cha mẹ của ngươi chưa chết đang tiếp tục ăn thức ăn nệ băng toàn thân chật cứng đờ trong mắt thần quang tăng vọt nhìn thiên huyến băng vân trong lòng không khỏi run lên hắn trộm qua mặt bàn người người nói cái gì băng vân nhìn lạnh lùng nệ băng nói ta nói cha mẹ của ngươi cũng chưa chết năm đó trận chiến ấy sư phụ cũng không có giết cha mẹ ngươi chỉ là đưa bọn họ sau khi phong ấn giam giữ mà thôi đương nhiên bị phong ấn trong hàn băng tình huống bọn họ khi nào cũng có thể phát sinh biến hóa cho nên địa phương giảm giữ bọn họ chỉ có ta cùng với sư phụ biết. Bây giờ, ngươi có phải là nên suy nghĩ một chút về đề nghị của ta? Bịch bịch, bịch bịch. Tim của niệm băng không ngừng đập nhanh hơn, khuôn mặt anh Tuấn bởi vì kích động mà có vẻ có chút đỏ lên. Nội tâm giống như là ba đảo mãnh liệt phập phồng. Cha mẹ không chết, mừng như điên không ngừng xâm nhập trái tim của hắn. và chỉ bất giác, niệm băng nắm chặt hai tay đấm, tâm tình kích động thay cho kiểu hận. Ngay lúc đó trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, phải đem cha mẹ từ nhà giam cứu ra. Nhớ tới cha mẹ chịu khổ trong băng thần tháp, vành mắt của nệ băng không khỏi đỏ lên, hai nắm đấm nắm chặt run nhẹ nhẹ. Nhìn thấy trong mắt của nệ băng tình cảm phức tạp lưu lộ, trong lòng của băng vân đột nhiên mọc lên một tia cảm giác quái dị. Nam nhân trước mặt này tự hồ không đáng ghét giống vừa rồi. Bây giờ, ngươi có phải là nên quyết định theo ta cùng đi băng thần tháp chưa? Có lẽ sư phụ sẽ cho ngươi gặp mặt cha mẹ lần cuối cùng. Băng Vân lạnh lùng thốt Nệm băng nhìn băng Vân có chút khác thường Ngươi vừa rồi nói Địa phương giam giữ cha mẹ ta chỉ có ngươi và sư phụ của ngươi biết Có thật không Băng Vân đột nhiên cảm giác được có chút không ổn Nhưng lại không biết điều này không ổn ở chỗ nào Không sai Chỉ có ta và sư phụ biết được Nệm băng gật đầu nói Hảo ta hiểu rồi Băng thần tháp ta sẽ đi Thần sắc hắn một lần nữa khôi phục bình thường Lại cầm lấy chiếc đũa chậm rãi ăn thức ăn trên bàn Hắn vì sao bình tĩnh như vậy trong lòng của băng vân có chút nghi hoặc ánh mắt nhìn địa băng đã thay đổi phục vụ thiếu gia chúng ta đến đây trên đầu nhã gian còn giữ chỗ tốt không một thanh âm khỏe khoắn băng lên từ ngoài cửa đi vào hơn 10 người rõ ràng đại bộ phận mọi người là tùy tùng bọn họ ôm thấp một người thanh niên quần áo hoa lệ đi vào thanh niên mặc dù tướng mạo không tầm thường nhưng sắc mặt lại có vẻ có chút tái nhợt một đầu tóc dài màu vàng cùng kim sư tử ở trước ngực dấu hiệu tượng trưng cho thân phận cao quý của hắn Người phục vụ gật đầu cúi người nghênh đón. Nguyên ai là tiểu vương gia đến đây, mau mời mau mời, nhạ giàn vẫn lưu cho ngài. Niệm băng gẳng đầu liếc mắt nhìn thanh niên kia khinh thường một tiếng. Lại là một tiểu vương gia, buồn cười, thật là buồn cười, như thế nào trên đời này lại có người không biết xấu hổ nhiều đến như vậy. Địa băng thanh âm mặc dù không lớn Nhưng thủ hạ của thanh niên này hiển nhiên đều là người phi thường Nhất thời mười ánh mắt đều hướng tới bàn bọn họ phóng tới Trong đó vài người đã nhắm bàn niệm băng đi tới Ai à chà, có cô nương đẹp để thưởng thức đây. thanh niên phất phất tay, các thủ hạ nhất thời dừng lại. Hắn chậm rãi đi đến bàn của niệm băng, liếc mắt nhìn niệm băng, sau khi ánh mắt dừng lại trên mặt băng vân. Vừa rồi là con chó này cắn bậy, tự mình động thủ, cắt đầu lưỡi đi, ta tha cho ngươi một mạng. Niệm băng lười biếng tự lưng vào ghế ngồi. tôi thôi, người nguyện ý tự mình cắt đầu lưỡi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cản vã dùng ra nên rửa sạch. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, Người đã tự mình muốn chết Vậy đừng trách ta, động thủ Chỉ lưu lại cho hắn chút hơi thở Thất ảnh chật lóe, hai gã tùy tùng nhanh như chớp Đến bên cạnh niệm băng Hai bàn tay to tướng trên vai hàn ấn xuống Đột nhiên bọn họ thấy hòa mắt Vốn niệm băng đang ngồi ở chỗ đó đột nhiên biến mất Chờ khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn phát hiện niệm băng không biết khi nào thì đã đứng ở bên cạnh người thanh niên kia trên một tay còn cầm một thanh đao hình kỳ quái lóe ra ngân quang niệm băng dùng lực ấn vào cổ thanh niên kia ánh mắt trở nên dị thường lạnh băng người người định làm gì thanh niên bởi vì bị ấn ở cổ thanh âm có chút khàn khàn niệm băng hắc hắc cười nói người yên tâm ta không dùng đao giết người càng không dùng hắn để cắt đầu lưỡi của ngươi bởi vì ta sợ huyết bẩn của ngươi ô nhiễm đao của ta để cho thủ hạ của ngươi thành thật một chút, không sợ nói cho ngươi, ta là một gã ma pháp sư, muốn mệnh của ngươi chẳng qua là lật một trưởng đơn giản mà thôi. Đừng, đừng có tới đây. Thành niên hiển nhiên thực sự sợ hãi, thân thể đã bắt đầu run rẩy. Thủ hạ của hắn vốn âm thầm tiến đến thì nhất thời dừng cước bộ. Bằng vần đứng dậy, cũng không nước mắt nhìn thanh niên kia hướng niệm bằng nói. Người nghĩ sao? Sau trận đấu ta sẽ lại tìm ngươi rồi. Nói xong xoay người đi ra ngoài, thủ hạ thanh niên muốn đi ngăn đón hắn trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết vang lên mỗi người tùy tùng này trên vai đều có hơn một cây nhũ băng niệm băng nhìn thấy có chút hả hê dám đối với người băng thần tháp động thủ những người này cũng quả không biết tự lượng sức mình băng vân đi rồi niệm băng mỉm cười nhìn thanh niên trong tay nói nếu ta nhớ không lầm tên của ngươi là dung diệu à ờ đúng là trưởng tôn của dung phi không sai chứ dung diệu vừa nghe niệm băng nhắc tới tên của mình khí thế nhất thời thịnh lên mấy phần <laughs> người đã biết ta là ai còn không mau buông tay tại trong đôi thiên thành này còn không ai có dũng khí đắc tội dung ra chúng ta niệm băng mỉm cười nói à nguyên lai là như vậy hả ta thật sự phải sợ hả ngươi xem tay của ta run rẩy quá đi mất ngân chắc màng trước mặt dung rượu long lánh tựa hồ tùy thời đều có thể hạ xuống ngươi ngươi đừng có làm càn chỉ cần ngươi thả ta ra ta sẽ không làm khó dễ ngươi là được niệm băng hưởng một tiếng nói từ nhỏ đến lớn câu nói của ngươi tựa hồ không chắc chắn Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi không phải là bàn tay của ta sao? Bật quá, ta xem bộ dáng của ngươi chắc tiểu sắc quá độ vì các cô nương trong đô thiên thành. Ta giúp họ trừng phạt ngươi một chút. Lạnh như băng cùng nóng rực hai loại khí thức đồng thời bốc lên mà pháp khí thức rõ ràng có thể thấy được vòng quanh niệm băng và bọn dung diệu khiến cho dung diệu và các thủ hạ càng không dám nhúc nhích lấy ma pháp khống chế lực của niệm băng khống chế ma pháp khí tức đối phó dung diệu, loại người cả sơ cấp ma pháp sư thực lực chưa từng có này quá đơn giản rét lạnh cùng nóng rực đồng thời xâm nhập thân thể của dung diệu, hắn chỉ cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh chật nóng toàn thân không ngừng run rẩy cảm giác kỳ dị không ngừng bất chỉ bất giác hắn tiểu tiện cả ra quần niệm băng thanh âm đùa cợt ghé và lỗ tai hắn vang lên thế nào tẩy giờ của băng cộng hòa cũng được chứ Yên tâm, ta nói rồi Ta sẽ không giết ngươi bất quá người nghe nói qua bệnh liệt dương này chưa Chỉ sợ ngươi từ nay về sau Mất đi năng lực làm nam nhân này <laughs> Trong tiếng cười Ngân quang chật lóe Thân thể của niệm băng biến mất Toàn thân của dung rượu mềm nhũn té ngã xuống đất Các thủ hạ quán không đuổi theo niệm băng Tranh thủ đỡ dung rượu lên Môi của dung rượu đã biến thành màu tím xanh Hết lần này tới lần khác Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra Giết 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 đánh cho ta tướng mạo của dung diệu niệm băng nhớ rất rõ khi còn bé khi dễ niệm băng nhiều nhất chính là hắn dung diệu dựa vào là trưởng tôn của dung phi làm khó khăn một đám dung gia tiểu bối niệm băng nhớ rõ nhất chính là lần nọ dung băng xuất môn làm việc dung diệu dẫn theo một đám người tìm đến hắn chẳng những hành hung hắn còn đi tiểu trên người hắn mối nhục lúc ấy niệm băng nhớ rất rõ làm kiêu hận khi đó bắt đầu dần sinh ra mặc dù sau dung băng trở về đã đánh đập bọn người dung diệu nhưng từng chịu vũ nhục thì niệm băng không có một khắc nào quên hôm nay khi dung diệu vào cửa một cái chớp mắt thì hắn đã theo dấu hiệu trên người cổ dung diệu và hình dáng hắn nhận ra dung diệu hắn làm sao có thể không trả thù chứ nếu không phải lời nói của dung tân vương khiến cho hắn có cảm xúc thâm sâu sợ sớm đã hạ sát thủ rồi tân duệ ma pháp sư đại tái tiếp tục cử hành địa băng và băng vân không có gì lo lắng vì hai tổ đều có tên tên thứ hai của tổ thứ nhất dung băng đạt được mà tổ thứ hai dung cực lại thua mộc tinh mộc tinh trong trận đấu đối mặt với dung cực vừa lên đến đã dùng tiền tiền lĩnh vực dung cực thua cực kỳ buồn bực ưu thế tiền tiền lĩnh vực thật sự rất rõ ràng giữ tình huống lại không thể sử dụng ma pháp quyền trục cơ hồ không có khả năng chống lại dù sao ma pháp thuấn phát lại như thế nào so với bát dài tiền tiền lĩnh vực chứ như vậy bốn người tiến vào chung kết phân biệt là niệm băng băng vân dung băng cùng mộc tinh giai đoạn vòng loại đã xong nghỉ ngơi hai ngày mới có thể triển khai chung kết niệm băng mỗi một buổi tối đều lặng lẽ tiến vào dung thân vương phủ hắn căn bản cũng không cần xuất hồng ngọc sư tử dung thân vương cho hắn chỉ dựa vào dung mạo mình cùng với dung băng giống nhau là có thể dễ dàng tiến vào trong dung phủ dung thân vương dạy bảo hắn thật kỳ lạ không có gì giải thích chỉ là đem lượng lớn lý luận tri thức nói cho niệm băng để cho hắn ghi nhớ trí nhớ lực của niệm băng mặc dù rất mạnh nhưng dung tân vương truyền dạy cho hắn thật sự là nhiều tri thức lắm mỗi ngày đi qua vất vả quả thực hắn hao phí không ít tâm lực nhất là các hệ đỉnh cấp mà pháp chú ngữ nhưng điều này làm cho niệm băng rất hưng phấn nhất là trong mật thất của dung tân vương ngay cả hắc ám mà pháp chú ngữ cũng có Đối với hắn mà nói, mấy cái chú ngữ này cực kỳ quý, Niệm Băng cũng không nói cho Dung Thần Vương chuyện cha mẹ mình còn sống. Ngày đó sau khi trở về, hắn tỉnh táo suy nghĩ, đối với lời nói của Băng Vân, hắn cũng không tin lắm. Dù sao, đây chỉ là lý lẽ một chiều của hắn thôi. Niệm Băng không dám quá lớn hy vọng, hy vọng càng cao, thất vọng càng nhiều. Dẫu vậy, điều Băng Vân nói cũng khiến cho trái tim hắn loạn nhịp. Ít nhất, mục tiêu hành động phải có điều thay đổi. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Trận chung kết ngũ quốc tân duệ ma pháp sư đại tái rốt cuộc cũng triển khai. Sáng sớm, niệm băng cáo biệt phượng nữ đi tới hoàng cung. Trận đầu tiên là hắn cùng dung băng huynh đệ tranh đấu dưới sự ăn bài của dung thân vương cũng như ngày đấu với dung tích giống nhau. Dung băng cũng không cùng niệm băng thật sự chiến đấu. Vừa lên đến, đến thì trực tiếp nhận thua khiến cho các ma pháp sư khác đang xem cuộc chiến rất là kinh ngạc. Ngoài trừ niệm băng và dung băng ra cũng không ai rõ huyền bí trong đó. Dung phi tuyên bố niệm băng tiến vào trận chung kết. Mấy ngày này Dung Phi thực buồn bực, chẳng những bởi vì mệnh lệnh của Dung Tân Vương mà còn là vì người mà trưởng tôn mình đã gặp, hắn truy ra dấu vết cũng không phát hiện người phế đi cháu mình là ai. Trận thứ hai, băng thần tháp băng vần, Láng mộc đế quốc mộc tinh, mời lên đài thi đấu. Băng vân trang phục vốn như trước lụa trắng che mặt. Tới giai đoạn chung kết, tranh địch thực lực đã giảm đi nhiều. Ngoài trừ trận đấu niệm băng, vừa xuất hiện đối thủ đã nhận thua. Trận băng vân cùng với mộc tinh này cực kỳ mấu chốt. Nếu băng vân chiến thắng thì trận đấu cuối cùng do hai đấu thủ của băng nguyệt đế quốc chiếm lấy. Nhiều lần thi đấu tới nay chưa bao giờ phát sinh cái loại tình huống này. Ở trên đài, mộc tinh nhìn thấy băng vân trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Người nhận thua đi, Mặc dù pháp lực tuyệt đối của ngươi rất mạnh, nhưng biến hóa còn không bằng địa băng. Tình huống không dùng ma pháp quyền trục, căn bản không thể cùng lĩnh vực chống lại. Cho dù cùng niệm băng chiến đấu, ta cũng không cho hắn thời gian ứng phó với lĩnh vực của ta, chỉ ít thì có bảy phần thắng. Quán quân giới này, có lẽ là đã định rồi. Băng vân âm thanh lạnh lùng nói, cái đó cũng phải so qua mới biết được, đừng coi thường đối thủ của ngươi. Tiền thiệt lĩnh vực mặc dù là biểu tượng cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy. Mộc Tinh lại nhạt cười nói Thật khấn, vậy ngươi thử xem đi Trận đấu bắt đầu Dung Phi tuyên bố một tiếng Bày thối lui đến bên cạnh trận đấu Một trăm tên đại ma pháp sư Phát động toàn bộ ma pháp lực tại trận đấu Xung quanh ngưng tụ phòng ngự cường đại kết giới Tuyển thủ có thể tiến vào trận chung kết Đều là những người dẫn đầu Bọn họ một chút cũng không dám sợ ý Chỉ sợ phòng ngự kết giới bị hai người chiến đấu Phá hư nguy hiểm đến thiên hòa đại đế thôi trong mắt mộc tinh lục quang chật lóe thân hình trong nháy mắt trôi nổi trên không sinh mệnh khí tức khổng lồ mãnh liệt phát ra lục sắc trong nháy mắt hướng cả trận đấu bao trùm đúng là đại địa nữ thần lĩnh vực băng vân không chút mộng mơ trơ mắt nhìn màu xanh biếc mình bông kia nhắm đến mình cắn nuốt ma pháp bào màu trắng không gió tự lay động trước ngực băng hoa màu lam kia tàn mắt ra vầng hào quang sáng chói một tầng vầng sáng màu trắng lấy thân thể của băng vân làm trung tâm trôi nổi giữa không trung khuếch tán tốc độ khuếch tán cũng không mau nhưng chỗ vầng sáng màu trắng đi qua trong phút chốc biến thành thế giới băng tuyết độ ẩm kịch liệt giảm xuống khi giải lớn màu xanh bí kia cùng màu trắng gặp nhau thế nhưng không thể xâm nhập mảy may lục sắc thực vật tươi tốt xanh trường treo trên một tầng băng xương hình thể ban đầu lan tràn nhưng mà đã dừng lại chẳng những thế ngược lại còn có dấu hiệu co rút không không có khả năng này ẩn nấp trong lục sắc mộc tinh kinh hồ bằng vần nhàn nhạt, nhạt nói không có chuyện gì là không có khả năng Chẳng lẽ cũng chỉ có người có thể có được tiên tiền lĩnh vực sao Ta nghĩ lĩnh vực của người mới vừa được thức tỉnh không đâu Tương tự lĩnh vực của ta cũng là tới đây vừa mới thức tỉnh Cắn nuốt hết thảy tự nhiên năng lượng đại địa nước thần lĩnh vực Đã không có khả năng cắn nuốt ta bằng tuyết nước thần lĩnh vực này băng phòng hết thảy Tự tịch trong thế giới băng tuyết đúng là khắc tình sinh mạng khí thức của người Bây giờ người nghĩ ta còn nên nhận thua sao Xuất hiện băng tuyết nữ thần lĩnh vực ở đây mọi người rung động đều là thật lớn. Không có ai có thể nghĩ vốn đã cường hãn như băng vân, thế nhưng còn có thể có được tiên thiên lĩnh vực cường đại như thế. Niệm băng toàn thân lạnh lùng, ánh mắt lóe ra. Hắn cũng không sợ hãi. Trận đấu trên đối với hắn mà nói không hề trọng yếu, thắng bại đã rõ ràng rồi. Hắn thử hỏi là sao mới có thể ứng phó tiên thiên lĩnh vực cùng với tiên huyết lĩnh vực dung hợp của băng vân đây? Với hắn mà nói, lần này cơ hồ không có khả năng chiến thắng, bằng và băng tuyết nữ thần lĩnh vực thực lực thiên huyễn bằng vân đã tăng lên tới tầng lớp ma đạo sư bằng thần tháp bằng thần tháp quả nhiên là có thực lực vô cùng cường đại à chỉ là đệ tử băng tuyết nước thần tế tử cũng đã đạt tới trình độ như thế dùng thần vương nhíu mày cùng với tô càng bên cạnh liếc nhau ánh mắt lóe ra tựa hồ đang lo lắng cái gì trận đấu trên bởi vì băng tuyết nữ thần lĩnh vực xuất hiện tiến vào trạng thái giằng co mộc tinh mặc dù kiệt lực thức dục đại địa nữ thần lĩnh vực muốn cắn nuốt bằng tuyết nữ thần lĩnh vực trong băng khí thức nhưng băng dù sao cũng là một loại năng lượng cực đoan giới tác dụng lĩnh vực đã siêu thoát phạm trù tự nhiên mà pháp lực cho dù hắn thúc dục như thế nào cũng vô pháp ngăn cản việc đại địa nữ thần lĩnh vực đã bị áp bức không ngừng lùi bước mộc tinh có chút mờ mịt sau khi lĩnh vực thức tỉnh hắn vẫn nghĩ đến chính mình là độc nhất vô song nhưng đối mặt với thiên huyện băng vân hắn lại cảm giác chính mình vô lực như thế nào ma pháp sượng khéo léo xuất hiện trong tay của băng vân tự hồ khống chế tiền thiên lĩnh vực cũng không có hào phí năng lực của nàng nhiều lắm chú ngữ trầm bồng du dương rõ ràng chuyên khắp toàn trường vì đại bàng nguyên tố ngưng tụ đi hóa thành vạn cổ hàn xuyên chi băng hóa thành nguyệt hoa chi băng bằng cùng băng dung hợp xuất hiện đi song sắc băng phong cầu điểm sáng màu lam ở trong băng tuyết nước thần lĩnh vực rất nhanh ngừng kết mọi người chợt hiểu điều này vốn là một kết đơn thể công kích mà pháp chú ngữ thế nhưng xuất hiện biến dị nhiều điểm quang lam dung hợp thành 10 song sắc băng phong cầu một loạt xếp trình tề trước mặt băng vân. Thể tích song sắc băng phong cầu mặc dù so với đơn độc băng phong cầu rút nhỏ gấp đôi, nhưng cũng chỉ 10 song sắc băng phong cầu. Băng vân nâng tay lên, ma pháp trượng chỉ về phía trước. Không trung băng phong cầu rất nhanh di động, trông giống như cối say bình thường. Chỗ nó qua, lúc trước thực vật bị băng phong đều hóa thành bụi phấn. Mười song sắc băng phong cầu tỏ ra xu thế vây quanh hướng của một tinh ẩn nấp trong đại địa nữ thần lĩnh vực lần tới. Sinh mạng chi hòa, ta lấy danh dự tự nhiên cho phép ngươi giải phóng khí tức tự nhiên, cần nuốt hết thầy lực lượng từ bên ngoài đến, hóa thành vô tận tánh mạng làm dịu tự nhiên đi. Mộc Tinh sau khi thất thần chốc lát, lập tức không cam lòng khởi xướng phản kích. Bằng tuyết nước thần lĩnh vực, mặc dù đối với đại địa nước thần lĩnh vực của nàng có áp chế nhất định tác dụng, nhưng muốn phá vỡ đại địa nước thần lĩnh vực, chuyện lại không phải dễ dàng. Từng đóa từng đóa hoa nhỏ màu vàng trong đại địa nữ thần lĩnh vực trôi ra, dưới tác dụng của lĩnh vực tăng thêm, chúng sinh trưởng rất nhanh, rất nhanh, biến thành hơn 10 hoa hướng dương. Từng đạo nhu hòa quang mang màu vàng, theo hoa hướng dương phóng thích, lần lượt thay đổi thành một mảnh màu vàng quang võng tràn ngập sinh mệnh khí tức bao phủ 10 song sắc băng phong cầu. Băng vần nhíu mày, ngươi còn chưa mở mắt sao? Đã không có ưu thế lĩnh vực, ngươi làm thế nào là đối thủ của ta chứ? Trong tài mà pháp trượng cua nhẹ, mười song sắc băng phong cầu nhất thời thay đổi vốn chúng nó song song chợt cải biến thay đổi đội hình biến thành một loạt thẳng tắp đợi nhắm quàng võng phóng tới băng phong cầu thứ nhất tại tác dụng quang võng màu vàng biến mất hóa thành thủy nguyên tố làm dịu đại địa nước thần lĩnh vực băng phong cầu thứ hai ngay sau đó biến mất đại địa nước thần lĩnh vực lại bị làm dịu nhưng quang võng hoa hướng dương kia bắn ra cũng đã xuất hiện ba động công kích song sắc băng phong cầu là cực kỳ cường hãn lúc cái thứ năm bị hủy diệt quang mang hoa hướng dương bắn ra rốt cuộc không đỡ được trùng kích của băng phong cầu năm băng phong cầu còn lại nhảy vào trong đại địa nữ thần lĩnh vực đã xảy ra nổ mạnh kịch liệt trong nháy mắt vô số mảnh băng bay ra băng tuyết nữ thần lĩnh vực trong nháy mắt xâm nhập khiến cho đại địa nữ thần lĩnh vực bị song sắt băng phong cầu hủy diệt không thể hồi phục Lúc này, cả trận đấu trên đài đã có 4 phần 5 diện tích bị băng tuyết nữ thần linh vực chiếm cứ. Theo ngầm sướng chua ngữ, lại là 10 song sắc băng phong cầu xuất hiện xung quanh thiền huyện băng vân, nhưng nàng không lập tức phát động công kích. Đại địa đến thần linh vực của ngươi cũng là lĩnh vực cao nhất, có được công kích, phòng ngự cùng với tác dụng tăng trưởng. Nếu trình độ ma pháp lực của ngươi cùng ta tương đương, sợ rằng kẻ thất bại chính là ta. Đáng tiếc bây giờ chúng ta còn có tranh lệch không nhỏ, ngươi nhận thua đi, Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho ta hủy diệt lĩnh vực của ngươi, làm tổn thương nguyên khí của ngươi sao? Yên lặng, Mộc Tinh không cam lòng, nhưng hắn cũng hiểu được, tình huống bây giờ lĩnh vực chính mình bị áp chế, mà pháp lực lại không bằng đối phương, trừ phi có kỳ tích phát sinh, không thể có cơ hội. Lúc này, hắn càng thêm hướng tới phần thưởng của trận đấu này, chuôi trường sinh đao nọ. Nếu có trường sinh đao nơi thay, chính mình lại như thế nào thất bại chứ? Bằng dựa vào tính mạng khí tức trên đao, hết thảy đều có thể. Tại trận đấu, chủ động nhận thua đã xong. Thiền huyến bằng Vân lại một lần nữa ở trước mặt mọi người bày ra thực lực cường hãn. Hẳn không ai nghĩ đến, nàng mới chỉ có 20 tuổi, nhưng mà Pháp lại đạt tới trình độ cao như thế. Thế cục đã thực sự rõ ràng. Cho dù nệ băng không có tiêu hao khi trải qua hai trận đấu trọng yếu, không ai nghĩ hắn có thể chiến thắng băng vân người có tiền tiền lĩnh vực. Đi ra Hoàng Cung, Mộc Tinh cúi đầu trầm tư. Mộc Vinh một bên thấp giọng nói: Muội muội đừng nghĩ nhiều. Lần này thất bại cũng không phải do ngươi. Bại bởi vì người có băng thần tháp cũng không xấu hổ. Dù sao đó là đại biểu ma pháp trình độ cao nhất đại lục. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, thành tựu sau này vị tất so ra kém bằng vân kia. Mộc Tinh ngẩng đầu nhìn Kaka ca ca, liếc mặt nói: Người nghĩ rằng ta suy nghĩ trận đấu hôm nay sao? Kỳ thật ta sớm ngờ băng vân này sẽ không đơn giản như vậy có thể bức bách hắn dụng xuất tiền thiệt lĩnh vực là ta tính đã thành công rồi. Đối thủ bài lộ thực lực trung quy so với đối thủ sâu vô lượng sẽ dễ dàng đối phó hơn. Ca, người chúng ta chuẩn bị đã sẵn sàng chưa? Mộc Vinh gật đầu nói, đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe mệnh lệnh của chúng ta. Mộc Tinh cười lạnh một tiếng nói, hảo, chỉ cần thông tin chúng ta không có sai, sau trận đấu lần này, chắc có trò vui để xem thiên Nguyễn bằng vân phải chết mà tên địa băng kia nếu không chịu quy thuận giống nhau cũng chết chúng ta lãng mộc đế quốc ẩn nhẫn bao năm nay cũng là lúc nên ra tay rồi mộc vinh mỉm cười nói mỗi muội mỗi biết không ta thật sự thật may mắn ngươi không phải là nam tử bằng không hoàng vị này lại như thế nào đến phiền ta chứ mộc tinh liếc mắt nhìn hắn nói bây giờ nói mấy cái chuyện thừa này làm cái gì ca ca yên tâm đi Ta sẽ một lòng phụ tá ca ca kế thừa ngôi vị hoàng đế của cha Tuy nhiên ca ca hẳn không quên từng đáp ứng ta một chuyện chứ Mộc Vinh nghiêm mặt nói Đương nhiên là ta không quên Đã hứa hẹn của ta đối với ngươi Huống chi đáp ứng chuyện của ngươi này đối với chúng ta lãng mộc đế quốc như thế là có lợi Ta làm sao có thể pha vỡ hiệp định Ta không phải là cha Không giống như là người chỉ biết giữ thành Mục tiêu chúng ta chỉ có một Nói hắn nâng tay phải lên Mộc Tinh cũng vươn tay phải cùng hắn nắm chặt hai người trong lòng đồng thời quanh quẩn bốn chữ nhất thống đại lục hai ngày trôi qua màn đêm buông xuống niệm băng thân mặc kim sư dấu hiệu ma pháp bào lững thững đi vào dung thân vương phủ hắn không phải lần đầu tiên đến đây dễ dàng nhắm hướng tư phòng đi đến trên mặt mang một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt tựa hồ hình dáng tâm tình thực rất tốt không có vẻ gì về việc ban ngày bị thiên huyện băng vân biểu hiện thực lực giam dọa đây cửa đi vào trong thư phòng ngọn đèn dầu sáng ngời. Mấy ngày nay, Dung Thân Vương đã hạ lệnh, không có hắn cho phép, người dung gia không được đến trong thư phòng, việc truyền thụ ma pháp không thể bị quấy rầy. Người đã đến rồi." Thanh âm giả nua vang lên. Dung Thân Vương mặc quần áo bình thường đang cầm đọc một quyển sách ma pháp. Nệ Băng đi đến bên Dung Thân Vương, trước mặt nói: "Sắc mặt của ngươi không tốt lắm mà." Dung Thân Vương khép sách lại nói: Người nghĩ thấy sức mặt của ta nên như thế nào Trôi trường sinh đao kia ta hao phí Chẳng biết bao nhiêu khí lực mới được Đáng tiếc, thật đáng tiếc Nếu băng mỉm cười nói Ngài đối với ta không có lòng tin ư Dung Tân Vương mỉm cười Ta nên có lòng tin với người sao Tiên thiên băng tuyết đức thần lĩnh vực Hơn nữa hậu tiên thiền huyện lĩnh vực Đừng nói là ngươi Cho dù là ta Muốn không nhờ ba pháp quyền trục chiến thắng Cũng phải tiêu phí không ít sinh lực dù sao ma pháp chú ngữ luôn luôn là nhân tố hút trọng yếu chế ước ma pháp sư. Đối phó lĩnh vực hắn như vậy, ma khí trong tu cao thủ thích hợp hơn. Hai ngày nay, ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp ứng đối, nhưng khả năng thành công cũng rất nhỏ. Tu luyện ma pháp cũng không phải việc sớm chiều, trừ phi người hôm nay có thể có một đột biến từ thiên kế thứ 11. Nếu không, cả một phần mười cơ hội đều không có. Bằng vân nhà đầu này Thực lực phát triển từ thấp đến cao Không đến 30 năm Bằng thần tháp chắc chắn lại xuất hiện Một thần hàng sư Lĩnh vực của nàng người đã thấy rồi So với đại điện nước thần lĩnh vực còn mạnh hơn Trên vài phần Đúng là trận đấu hôm nay Nàng ta cũng không nhất định dùng hết toàn lực Chúng ta đây đánh cuộc đi Nếu băng mỉm cười nhìn dung thân vương Đánh cuộc Chẳng lẽ người nắm chắc có thể chiến thắng vốn ta đối dùng hợp ma pháp của ngươi đã rất tự tin nếu không cũng không xuất ra trường sinh đao rồi tuy nhiên bằng vườn kia trong ma pháp chiến đấu khía cạnh kinh nghiệm tuyệt không thể so ít hơn ngươi căn bản không có khả năng cho ngươi có cơ hội phát huy cho dù ngươi có thể phát huy ưu thế dùng hợp ma pháp cũng không nhất định có thể chiến thắng còn có cái gì đánh thuộc dũng tân vương kinh ngạc nhìn nệm băng nệm băng nói hiện tại đang nói mấy cái này còn quá sớm nhưng cũng không phải là không có cơ hội cuộc đánh cuộc thắng bài giữa ta và băng phân nếu ta thắng ngài phải đáp ứng ta một sự kiện nếu ta thua ta cũng vô điều kiện đáp ứng ngài một sự kiện như thế nào dung thân vương trong mắt toát ra một tia quang mang nhàn nhạt, nhạt, tiểu tử ta ăn nhiều hơn người ăn cơm dùng lại phương pháp này kích ta vô dụng tuy vậy ta nghĩ không ra là ngươi có biện pháp gì trải qua mấy ngày ở chung cùng dung thân vương truyền thụ không hề bảo lưu niệm băng cũng đã biết không khí giữa mình và vị gia gia này sớm đã thoải mái rất nhiều kìa ngài đánh cuộc hay không đánh cuộc chứ một thanh trường sinh đao đổi một điều kiện mà thôi đối với ngài mà nói cũng không thiệt hại à ngài yên tâm chuyện yêu cầu này của ta cùng với dung gia không có quan hệ chỉ cùng ngài có quan hệ mà thôi ta đối với quyền lực cũng không có cái gì hy vọng xa vời dung thân vương cười nói hảo ta cùng ngươi đánh cuộc này nói đi ngươi có điều kiện gì muốn cho ta đáp ứng niệm băng trong mắt quang mang chật lóe nói trước khi chiến thắng nói điều kiện để làm gì Chờ ta thắng rồi nói sau đi Dung thần vương nói Xem bộ dáng của ngươi Tự hồ thật sự nắm chắc Hừm, Ta đến muốn biết ngươi chuẩn bị như thế nào Để ứng phó với tiên thiên lĩnh vực của nàng Niệm băng cười hắc hắc Tiến đến dung thần vương bên cạnh Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu Nghe hắn nói xong Dung thần vương hiển nhiên kinh hãi Kinh ngạc nhìn niệm băng Như vậy cũng đúng Tiểu tử ngươi rất là hèn hạ à Nệm bằng cười nói Cái này chẳng phải là do kế thừa gen tốt đẹp của ngài sao <laughs> Thôi lắm Ta khi nào giống người được Tiểu tử ngươi thật sự là giả hoạt Nhưng biện pháp này cũng không phải là không thể được Ít nhất ngươi cũng có một nửa cơ hội Chà ngươi so với ngươi còn kém một ít Thành thật Ta từ nhỏ đi theo cha tại trên đại lục đông trốn Tây Ẩn Sao lại tự mình hành tẩu trên đại lục Nếu không giả hoạt có một ít <laughs> Như thế nào mà sinh tồn Dương Tân Vương thở dài một tiếng nói Ai, tốt lắm nói ra điều kiện của ngươi đi cho dù ngươi thua ta cũng đáp ứng ngươi điệp bằng có chút sững sờ ra ra ngài thấy ta đáng thương sao mà luyện ở bên ngoài cũng không phải là một chuyện xấu ngày đó ta đáp ứng điều kiện của ngài mọi việc trước kia cũng đã buộc xuống điều kiện của ta rất đơn giản chỉ xin ngài không đi bằng nguyệt đế quốc dũng thân vương ngây người một chút nói không đi chẳng lẽ ngươi sợ ta chết ở trong tay băng tuyết nữ thần tế tự lão thái bà kia điệp băng lắc lắc đầu nói không thân làm con thay cho mẹ báo thù là phận làm con ngài lo việc binh mã cả đời rồi nên biết nghỉ ngơi đi việc này giao cho ta đi niệm băng mặc dù nói thật bình tĩnh nhưng ánh mắt của hắn lại toát ra quang mang chấp nhất đó là biểu hiện của sự tin tưởng dung tân vương nhìn thật sâu niệm băng được lắm Người thật sự đã trưởng thành nếu dung thiên còn sống thấy đứa con của mình xuất sắc như thế không chừng sẽ phi thưởng cao hứng à đem hết toàn lực chiến đấu đi cho dù cuối cùng thua cũng không có gì hắn không nói cho niệm băng vì lần này có thể làm cho hắn đạt được quán quân chính mình làm bao nhiêu cố gắng đơn độc thuyết phục hoa thiên đại đế hắn hao phí không ít lời lẽ hướng hoa thiên đại đế cam đoan niệm băng là người kế thừa của mình trở thành thủ hộ hoa dung đế quốc tương lai hoa thiền mới đồng ý để cho dung băng chủ động nhận thua niệm băng trong mắt toát ra tình cảm thắm thiết hy vọng là như vậy ra dạ, ra dạ. ta muốn chuẩn bị cho trận đấu ngày mai xin ngài hộ pháp cho ta đêm đã khuya nệm băng mới lặng lẽ về tới lưỡng điếm phương nữ còn chưa ngủ đang đợi hắn trở về nhà đầu ngốc sao không ngủ trước đi đã trễ thế này rồi giọng nói của nệm băng có chút trách cứ phương nữ mỉm cười chàng chưa trở lại ta không ngủ được nhân tiền luyện công một lát người như chúng ta đây ngủ hay không ngủ cũng đâu có quan trọng nệm băng ôm phương nữ vào trong lòng nhẹ giọng nói Ngày mai sẽ kết thúc thi đấu Sáng sớm ngày mốt chúng ta sẽ rời khỏi nơi này Phượng nữ ánh mắt buồn bã Khi kết thúc thi đấu Ta cũng nên trở về phượng tộc Niệm băng lắc đầu Hiện tại nói mấy cái này còn quá sớm Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ Chờ khi kết thúc thi đấu Khi đó nàng hãy quyết định Phượng nữ trong lòng dường như cảm giác có chút bất an Nhẹ giọng hỏi Niệm băng không biết vì cái gì mà ta thấy mấy ngày nay Cảm giác dường như có người đang theo dõi chúng ta Niệm băng mỉm cười Nàng đa tâm rồi Chắc đó là người do ca ca phái tới bảo vệ chúng ta phụ nữ lắc đầu không những người do ca ca chàng phái tới ta đều có thể cảm giác rõ ràng nhưng dường như phỏng phất đâu đây có ánh mắt đang nhìn chúng ta ta có cảm giác nhưng lại không đắm bắt được nếu bác ngẩn người nói đừng có nghi ngờ nữa dù sao ngày mốt chúng ta rời khỏi nơi này rồi có lẽ người nàng cảm giác được là cao thủ do ca ca ta phái tới ngày đó nàng cũng đã thấy bảo vệ y nặc là hai gã vũ thánh họ dùng đế quốc là đại lục đệ nhất cường quốc mà mà dung ra lại là Hoa Dung đế quốc đệ nhất gia Người phái tới bảo vệ dĩ nhiên là có chút năng lực rồi. Hy vọng như thế, không biết Phượng không trưởng lão cùng các tộc nhân của ta thế nào rồi. Muộn rồi, hãy ngủ đi. Phượng nữ, ngày mai ta thi đấu rồi. Tối hôm nay ta muốn ôm nàng ngủ được chứ. Nàng yên tâm, ta không có hành động gì vô phép đâu. Phượng nữ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Sắp đi biệt, nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của niệm băng. Nệm băng hoan hô một tiếng, ôm lấy phượng nữ, cẩn thận bồng nàng đặt lên giường. Hắn rất nhanh cởi áo ngoài, ôm thân thể mềm mại tràn ngập co giãn kia. Trong mũi hắn phiêu đáng mùi thơm động lòng người, trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Lúc này trong lòng của nệm băng không có một tia tạp niệm, chỉ có cảm giác thắm thiết. Phượng nữ là của mình, chỉ cần ôm như vậy là đủ rồi. Lúc đầu phượng nữ còn có chút bối rối, trong lòng vừa sợ vừa chờ mong, nghe tiếng ngáy niệm băng dần dần vang lên trong nội tâm nàng không tránh khỏi có chút mất mát lần đầu nhìn nam tử đang ôm mình cảm giác rõ ràng được vầng ngược ấm áp chân thật mấy ngày nay niệm băng đối đãi với nàng như châu báu khiến cho nàng thưởng thức được đầy đủ ma lực của tình yêu nghĩ đến cảnh phải chia lìa trái tim nàng đau đớn không xiết phụ nữ ôm chặt niệm băng nhẹ nhàng hôn hắn một cái trong đầu chứa đầy tâm tư phức tạp nàng dần dần thiếp đi Trận chung kết ngũ quốc Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái rốt cục đã bắt đầu Hôm nay là trận cuối cùng Hai người thi đấu đều là đại biểu của băng nguyệt đế quốc Đứng trên đài Niệm băng cảm giác rõ ràng không khí trên đài hôm nay Có chút nặng nề Băng Vân đứng trước mặt hắn Đang dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chăm chú Ngươi ở tuổi này mà đã rất mạnh rồi Đáng tiếc là ngươi không có tiền thiên lĩnh vực Nên căn bản không có khả năng chống lại ta Băng Vân lạnh nhạt nói Niệm băng thâm trầm gật đầu. À, quả thật ta so ra kém tiền thiên lĩnh vực của ngươi Xét toàn lực thì ngươi mạnh mẽ hơn ta không ít băng vân ánh mắt chật lóe lên đã biết rõ kết quả thì cần gì phải động thủ dù sao chúng ta đều từ băng nguyệt đế quốc đến hay là để dành chút khí lực để đường trở về được vui vẻ nếu băng mỉm cười đường trở về như thế nào thì đó là chuyện của ngày mai muốn ta nhận thua sao có thể chỉ cần ngươi nói cho ta biết cha mẹ ta bị giam ở địa phương nào tại băng tần tháp lại vẽ một bản đồ chi tiết ta lập tức nhận thua quyết không nói hai lời Băng Vân nhíu mày nói Ngươi đang nằm mơ sao Đã như vậy thì ta đây cũng chỉ có cách là đánh bại ngươi Dung Phi ở một bên nói Hôm nay là trận chung kết Quy tắc giống như trước Không được sử dụng ma pháp quyền trục Trận đấu bắt đầu Chờ một chút Niệm băng nói Dung Phi ngẩn người Ngươi còn có chuyện gì Niệm băng nói Ngài là trọng tài Nhưng ta hy vọng ngài không cần ở trên đài Nếu không lỡ ngộ thương đến ngài thì không hay chút nào Dung Phi trong mắt hiện lên một tia tức giận nếu các người có thể làm ta bị thương Ta đã không xứng làm trọng tài trận đấu lần này Nói xong hắn y như trước lùi tới bên mép đài Niệm băng trong mắt toát ra một tiêu khinh thường Chính mình đã nhắc nhở qua Mà Dung Phi không muốn đi xuống Có bị gì thì đó là do hắn Hơi thở lạnh như băng theo thân thể của băng vân Phát tán ra xung quanh Vâng sáng màu trắng Phiêu đãng nhắm bốn phương tám hướng xâm nhập Đối với niệm băng Nàng tuyệt đối không hề có chút khinh thị nhất là từng thấy qua lực công kích cường hãn của băng hỏa đồng nguyên ma pháp cho nên vừa lên đến liền sử dụng băng tuyết nữ thần lĩnh vực nếu băng trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng đột nhiên hắn làm một việc khiến tất cả mọi người ở đây giật mình hắn tự thoát y cởi ma pháp bào màu đỏ ra trên người chỉ còn cái áo trong màu trắng Bằng vần thấy nửa băng đột nhiên thoát y trong mắt nhất thời toát ra một tia bối rối tiền thiện lĩnh vực phóng ra không khỏi chậm lại một chút nếu băng cởi hắc hắc ma pháp bào cởi ra bay vèo trên mặt đất tay trái trong nháy mắt chém ra hồng lam quang mang hai màu đồng thời long lánh bằng tuyết nữ thần đích thán tức cùng hòa diễm chi thần bích bảo hao đồng thời bay ra đem ma pháp bào ghim trên mặt đất quang mang lại lóe lên kim ngân hắc thanh bốn màu quang mang phân biệt dâng ở xung quanh ma pháp bào băng ngươi là đại biểu rét lạnh hỏa ngươi là nguồn suối nóng rực khí tức băng cùng hỏa các ngươi cho phép ta đặc tính của bọn ngươi dung hợp lấy ngọn nguồn các ngươi làm vật dẫn hợp lại đi Băng tuyết nữ thần chi thạch cùng hòa diễm thần chi thạch đồng thời thả ra vầng hào quang sáng chói, mà pháp bảo bị ghim trên mặt đất xuất hiện từng đạo đường vằn màu vàng. Đó chính là một cái ma pháp trận dị thường phức tạp. Ma pháp trận chuyển biến sinh động, ở trung ương mọc lên một đoàn hồng lam sắc quang mang trộn lẫn vào nhau, quang mang không ngừng phun ra nuốt vào. Đột nhiên thế giới xung quanh thay đổi, hai màu hồng và lam kia đồng thời biến mất, mọi thứ đều trở nên ảm đạm. Băng Vân toàn thân chợt chấn động, nàng vốn phóng thích ra tiên thiên lĩnh vực thế nhưng trong nháy mắt đã bị suy kiệt vầng sáng màu trắng kia đột nhiên biến mất tấm lụa mỏng trên mặt nàng có chút ba động thân thể chợt yếu đuối trong mắt toát ra vẻ mờ mịt nàng căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì niệm băng hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị thân thể của hắn nhoáng lên lúc trong đao bay ra lập tức khoanh chân ngồi xuống đất hắn chỉ khẽ cho mày so với tình hình của băng vân tốt hơn rất nhiều không hay ho nhất chính là dung phi hắn không nghe lời niệm băng cảnh cáo cứ ở trên đài trận đấu nên té ngã xuống đất trong mắt toát ra vẻ thống khổ ma pháp trận trên mặt đất lúc này đã chuyển hóa thành màu tím nhạt trong đó mỗi một cái ma pháp ký hiệu đều thong thả vòng quanh ma pháp trận xoay tròn trong mắt của niệm băng cùng băng vân nhìn thấy thế giới đã hoàn toàn biến thành màu tím hết thảy đều là chân thật nhưng giống như hư ảo Địa bằng có chút thở hào hển, độ mồ hôi từng giọt, từng giọt lớn rơi xuống. Mặc dù đang thống khổ nhưng trên mặt hắn toát ra nụ cười hưng phấn. Tình huống tương tự hắn từng trải qua một lần nên không giật mình mà ổn định tâm thần. Hắn bình tĩnh nhìn băng vân ở phía trước cách đó không xa. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Băng vân dãy dụa ngồi dậy nhưng cho dù nàng cố gắng đi nữa tinh thần lực cũng đã bị thoát ra hoàn toàn. Địa băng hít sâu một hơi, hắn đã thích ứng được cảm giác mất đi tinh thần lực. Xem ra ta đánh cuộc thắng rồi tiền tiền lĩnh vực mặc dù cương đại nhưng cũng phải dựa vào tinh thần lực mới có thể phát ra đã không có tinh thần lực tiền tiền lĩnh vực của ngươi tự nhiên mất đi năng lực mà pháp lực của ngươi và ta hơn kém nhau không xa bây giờ ngươi đã mất đi chỗ dựa đã không có tinh thần lực chỉ sợ ngươi không dùng thiên huyết lĩnh vực được nữa chúng ta cùng đứng ở vạch xuất phát muốn đạt được thắng lợi cuối cùng thì phải xem năng lực của mỗi người không làm tổn thương đến mình mà đánh bại được đối phương cũng không dễ dàng gì sự mê muội trong đầu không ngừng công kích băng vân, thần chí của nàng lúc này mơ hồ, từ lúc bắt đầu tu luyện ma pháp tới nay, nàng mới lần đầu tiên trải qua tình cảnh như vậy. Đối với một ma pháp sư mà nói, không có tinh thần lực cũng như không có tay mà dùng kiếm, ma pháp lực của nàng mặc dù cường đại nhưng muốn đánh bại đối thủ bây giờ chỉ có cách sử dụng công kích ma pháp chú ngữ. Nếu băng nhìn thoáng qua hỏa vân cháo quanh quẩn đài thi đấu, Tu vi của đại ma pháp sư quả nhiên cường hãn, cấm chú này của mình có phạm vi bao trùm so với đài thi đấu còn lớn hơn một chút, nhưng lại bị hòa vân cháo mạnh mẽ áp chế. Niệm băng không nhắm băng vân mà ra tay, mà đi từng bước một đến bên người dung phi, một cước dơ lên đá hắn xuống đài. Phải biết rằng trong cấm chế ma pháp trận, tinh thần lực càng cường đại thì cảm thụ bị rút ra càng thống khổ. Đây là nguyên nhân mà lúc trước niệm băng có thể bằng vào ma pháp trận này đánh bại hy lập đức. Lúc này dung phi vẫn tiếp tục đắm chìm trong thống khổ. Bàng Vân miễn cưỡng đứng lên, thân thể có chút dao động. Nàng muốn lấy vật phẩm trong triệu hoán pháp bảo ra mà không còn tinh thần lực, cả chuyện đơn giản nhất là lấy triệu hoán vật cũng làm không được. Niệm Băng mỉm cười, sao rồi? Không thích ứng được hả? Không cần hoạt động mạnh, nếu ta là ngươi bây giờ ta sẽ nhận thua. Tại thời điểm sử dụng ma pháp trận, ta đã lấy ra ma pháp đào cực mạnh của mình. Bằng vào trong đó, ta hoàn toàn có thể thành lập một hệ thống phòng ngự cường đại, thi triển ra diện tích công kích ma pháp rộng, căn bản là không sợ bị thương tổn, chỉ sợ ngươi không có được may mắn như vậy băng vân lạnh lùng nhìn niệm băng hèn hạ trận đấu vốn công bình thế nhưng ngươi lại dùng thủ đoạn này để đoạt được mục đích cho dù ngươi thắng cũng không hay ho gì niệm băng cười hắc hắc <cười> ta chỉ là theo đuổi kết quả mà không cần biết quá trình <laughs> chơi đẹp sao một ma pháp sư có khả năng tạo lĩnh vực chống lại một ma pháp sư không có tiên thiên lĩnh vực trận đấu công bình là như vậy sao hèn hạ là cái gì vì sinh tồn thủ đoạn gì ta đều nguyện ý sử dụng huống chi cho dù ta hèn hạ đi nữa ta cũng không có vi phạm quy tắc của trận đấu ta không dùng quyệt trục mà nó chỉ là quần áo của ta mà thôi người có thể đem nó lý giải là một món đồ ma pháp vật phẩm bằng thần tháp các người không phải là nội danh hèn hạ sao nếu không tại sao ngươi phải dùng tính mạng cha mẹ mà uy hiếp ta thiên huyện băng vân thẳng thắn mà nói về thực lực thì ngươi đúng là trên cờ ta nhưng nếu không phải trong lúc thi đấu thì ngươi không có khả năng thắng ta ta nắm chắc chỉ ít có bài thành đánh bại ngươi Băng Vân cởi lạnh một tiếng nói Hiện tại ngươi nói mấy cái này còn có lợi ích gì Đây là lần đầu tiên chúng ta giao đấu Cũng sẽ không là lần cuối cùng Động thủ đi, không có mà pháp trượng Ngươi nghĩ rằng ta không thắng được ngươi sao Hàn băng vĩnh hằng xin mời cho phép ta kêu gọi khí thức của ngươi Kêu gọi sự cứng cỏi của ngươi Rất lạnh của ngươi, cao ngạo của ngươi Hóa thành hàn cổ vạn băng chi tường Ngăn cản hết thầy công kích tả ác đi Bức tường hàn băng Màu lam lạnh như băng Theo chú ngữ ngừng kết Mặc dù không có tinh thần lực khống chế Nhưng ma pháp cũng phát huy ra uy lực vốn có Quang mang màu lam rút đất mà dậy Đem cả đài thi đấu cách đoạn Cùng hỏa vân cháo tiếp xúc xung quanh Hình thành một tường hàn băng thật lớn Niệm băng lạnh nhạt cười Bằng vân tiểu thư Người phải nhớ kỹ ma pháp trận này của ta Có tên là giấc ngủ vĩnh hằng Bằng vân không lên tiếng Nàng rất nhanh ngậm sướng chú ngữ Đã không có ưu thế về tiên thiên lĩnh vực nàng muốn chiến thắng niệm băng cũng chỉ có cách dựa vào công kích ma pháp tự do chi phòng đích hình âm thần cơ bách biến địa lục mang quán truyền thiên địa đích thừa quang vĩnh thế địa ngục địa chớ chú hạ cám quang minh không gian phong hãy biến ảo thần thánh mau tác dụng nhanh chóng lấy băng hỏa đồng nguyên phóng tích khí thức của các người đi thanh ngân bạch hắc bốn màu quang mang đồng thời phóng ra trên đại thi đấu cơ hồ có thể nghe được tiếng gieo hò của ma pháp nguyên tố đó chính là tác dụng của đỉnh cấp bảo thạch ngạo thiên đao tuyển kỳ đao thánh diệu đao phệ ma đao quanh quẩn xung quanh ma pháp trận giấc ngủ vĩnh hằng nhờ băng hỏa đồng nguyên khí tức trong ma pháp trận thả ra một tầng ánh sáng bốn màu dày đặc đem địa băng bao phủ ở bên trong bà phong tuyết xuất hiện ngoài bức tường hàn băng không khí trên đài thi đấu không ngừng giảm xuống bông tuyết giống như lưỡi đao kia dưới tác dụng của bạo phong hàn băng không ngừng phát ra tiếng kêu gào nhẹ nhẹ nếu băng nhìn thấy bông tuyết bay múa mà mỉm cười, hắn biết rõ băng vân sở dĩ có danh xưng là thiên huyễn bởi vì nàng dùng tinh thần lực cường đại khống chế bằng ma pháp, có thể huyễn hóa ra vô số hình thái thần kỳ. Sở dĩ hắn chọn ma pháp trận giấc ngủ vĩnh hằng cũng bởi vì băng vân đã không còn tinh thần lực, nàng đã mất đi ma pháp biến hóa. Nhưng mà mình lại không phải như thế, tinh thần lực của mình cũng cường đại biến hóa ma pháp tuyệt không kém so với bằng vân nhưng ma pháp biến hóa của mình không chỉ có dựa vào tinh thần lực mà là mô phỏng ma pháp cho dù không dùng tinh thần lực khống chế bằng và biến hóa các loại ma pháp nguyên tố uy lực sinh ra cũng cường đại lúc trước sau khi cùng hy lập đức đánh một trận niệm băng đã nghiên cứu làm thế nào có thể trong giấc ngủ vĩnh hằng phát huy thực lực của mình hắn không ngừng thăm dò và tu luyện rốt cục tìm được một biện pháp mặc dù biện pháp này cũng không thể làm cho hắn khôi phục tinh thần lực nhưng ít ra công kích của hắn sẽ không bị cắn trả. Trước mắt phải mô phỏng bốn nguyên tố để lập ra ma pháp trận này. Trên bộ quần áo của hắn vang ra không chỉ có một giấc ngủ vĩnh hằng ma pháp trận, mà tại bên mép của quần áo còn có kèm theo một ít phụ trợ ma pháp trận. Mấy cái pháp trận này có tác dụng lớn nhất là dẫn động hắc ám quang minh, không gian, phong, bốn lực tạo thành một cái siêu cấp phụ trợ kết giới. Tại trong kết giới, địa băng sử dụng bốn loại ma pháp dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, khi thi triển lại tiếp xúc đến bốn nguyên tố mô phỏng làm phạm vi năng lượng ma pháp trận sẽ tự nhiên biến mất. Giấc ngủ vĩnh hằng ma pháp trận này không nghi ngờ gì chính là kết giới vô cùng tốt. Hạ cá vô tận hóa thành tà ác vô tận ăn mòn hết thải thế gian, phân hủy hết thải thế gian, phát ra ma trưởng hủy diệt tràn ngập thiên địa đi, sương mù ăn mòn. Chú ngữ này niệm băng mới tìm được không lâu, vừa lúc mượn cơ hội này thí nghiệm một chút, quang mang bốn nguyên tố khiến cho ma pháp trận đột nhiên trở nên ảm đạm. tại ma pháp bào dưới bốn loại ma pháp nguyên tố đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, khí tức quang minh thu liễm đến tầng bên trong nhất, cùng quang minh tương tiếp bên ngoài lại là khí tức hắc ám, bởi vì hắc ám phóng ra ngoài cho nên mới khiến cho cả ba pháp trận nhìn qua rất ảm đạm. bạo phong tuyết đã tới, sương mù màu đen cũng đồng thời bốc lên, khi bạo phong tuyết kia cùng sương mù màu đen tiếp xúc trong phút chốc phát ra âm thanh lớn phốc phốc bông tuyết trong màn sương mù lan ra trong khoảnh khắc biến mất niệm băng không ngừng thúc giục mà pháp lực tăng cường hiệu quả cho sương mù ăn mòn loại sương mù ăn mòn này đối kháng với bông tuyết rất thích hợp hơn cả hỏa pháo ma pháp ở trên đài hòa thiên đại đế trong mắt phát ra một đạo tinh quang lão không vì niệm băng sử dụng hắc ám ma pháp mà hờn giận ngược lại khóe miệng toát ra một tia cười mỉm quái dị ánh mắt của lão cùng dung thân vương chạm nhau lão gật đầu dung thân vương lại nhạt cười lão biết lúc này hoa thiên đại đế đã chính thức coi trọng niệm băng bông tuyết biến mất trên đài lúc này tràn ngập sương mù mênh mông đáng tiếc là sương mù ăn mòn này uy lực tuy mạnh nhưng đối mặt với bức tường hàn băng lại không có khả năng đột phá bức tường hàn băng bị ăn mòn không ngừng phát ra âm thanh khó nghe nhưng trên mặt chỉ xuất hiện một ít dấu vết ăn mòn lỗ chỗ như tổ ong sương mù ăn mòn không đủ làm cho bát giai phòng ngự ma pháp này bị hỏng vào thời điểm băng vân chuyển đổi chú ngữ ma pháp của nệ băng cũng đã theo nhau mà đến liên tiếp bằng tác dụng của bốn nguyên tố cơ bản của ma pháp trận hắn sử dụng ma pháp tốc độ nhanh kinh người lúc ngầm sướng chú ngữ đã không cần ngữ điệu đặc thù kia nữa ma pháp trận tăng lên khiến cho hắn cùng với bốn loại nguyên tố hoàn toàn kết làm một thể hắc vụ dần dần ảm đạm băng vân có năng lực nhìn xuyên thấu qua từng băng khi nàng phát hiện ra tình cảnh của niệm băng bên kia thì không khỏi giật mình vô số đạo phong nhận đang đầm đến tiếng cắt đoạn vỡ vụn không ngừng vang lên băng phấn tung tóe ra bộc phát ra từng đám sương mù bức tường hàn băng cũng không phải là rắn chắc lắm cùng lúc đó một đám kim quang nhanh chóng xuất ra trên này bắt đầu ngưng kết vô số điểm sáng màu vàng mà mắt có thể nhìn thấy tiếp theo lần phiên công kích đến niệm băng dùng hai loại ma pháp này uy lực cũng chỉ có lục giai nhưng lợi hại của nó là ở tốc độ đầu tiên là sương mù ăn mòn sau đó là quang minh khi quang minh tiến đến hai loại hắc ám và quang minh cùng đánh sâu vào bức tường hàn băng căn bản không có năng lực chống cự nổi nữa Băng Vân phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả cái khăn che mặt của nàng. Trước ngực hoa băng màu lam chợt phát sáng, đôi mắt đẹp long lanh như băng của nàng hướng ra vô tận. Nàng cố nén tinh thần lực đang suy yếu tiến về phía trước từng bước một. Ngay sau đó động tác của nàng nhanh lên, thân hình uyển chuyển múa máy, bức tường hàn băng từ từ vũ động. Trong miệng nàng khe khẽ phát ra âm bậc êm tai, tự như đang tấu một khúc nhạc. Dung mạo của nàng tựa như một đóa mai nở ra trong thế giới băng tuyết, Vô số điểm sáng rơi xuống, quang mang màu vàng lặng yên dừng ở trên bức tường hàn băng. Ngay sau đó tại trong kim quang chói mắt kia, bức tường hàn băng chợt biến thành một tảng băng vụ lớn rồi biến mất không thấy. Băng vụ vừa mới mất, băng vân xuyên qua băng vụ tung bay xuất hiện. Lúc này Lệ Băng mới nhìn rõ kỹ thuật nhảy múa uyển chuyển kia của nàng. Quyền giới lam quang nhạt, nhạt giống như ngọn lửa bao quanh thân thể mềm mại của nàng bốc lên. Mỗi bước đi của nàng, mặc dù có vẻ tập tĩnh nhưng vẫn động lòng người. Nếu băng lúc này không còn tâm trạng thưởng thức, hắn nhìn cảnh trước mặt không khỏi trong lòng rét lạnh. Tuyệt chiêu của băng thần tháp quả là không đơn giản, hắn không dám có chút khinh thường, lập tức phát ra ma pháp kế tiếp. Ngân quang xuất hiện tại một bên ma pháp trận, màu bạc nhàn nhạt, nhạt, bốc lên, tăng đến tột cùng rồi dần dần trở nên vặn vẹo. Ma pháp trận này của niệm băng mặc dù uy lực cũng được, nhưng trong tình huống không có tinh thần lực, hắn cũng chỉ có thể sử dụng công kích ma pháp cực kỳ hao tổn ma lực mới có thể chắc chắn công kích được đối thủ. Hơn nữa, vì bốn loại ma pháp này là mô phỏng ma pháp nên còn sinh ra năng lực phòng ngự bảo vệ niệm băng, cho nên hắn cũng chỉ có thể sử dụng công kích ma pháp lục giai mà thôi. Nếu có thể sử dụng ma pháp mạnh hơn được thì hắn đã sớm động thủ rồi. Không gian vằn vẹo ngày càng trở nên mãnh liệt, thời gian và không gian phảng phất tại giờ khắc này động lại, thân ảnh của Băng Vân trong không gian vằn vẹo đã trở nên mờ ảo có chỗ trong nháy mắt bành trướng ra có chỗ co rút lại lại có chỗ thậm chí cả không khí cũng đã rút hết công kích mà pháp không gian hề này uy lực thật lớn chỉ là bởi vì nó có tính chất cực hạn trên người sử dụng cũng không được nhiều không gian vỡ vụn hình thành vô số lưỡi đao vô hình cắt vào thân thể của băng vân quang mang vằn vẹo kia khiến cho người dưới đài thầm kinh ngạc liên tiếp dùng bốn lục giai công kích ma pháp nếu băng tự hồ cũng không có tiêu hao nhiều lắm ma pháp lực hơn nữa dưới đài, mọi người căn bản không biết giấc ngủ vĩnh hằng có bao nhiêu uy lực. Cấm chế pháp trận này đối với ma pháp sư bình thường không dễ dàng sử dụng. Cảm giác tinh thần lực chợt bị rút hết khiến cho không có người bình thường nào có thể chịu đựng được. Ma pháp sư nghị lực kém một chút cũng sớm bị bất tỉnh. Băng Vân và Niệm Băng tiếp tục chiến đấu như trước, không gian vặn vẹo kia tiếp tục đến lam sắc quang diễm trên người Băng Vân, tựa hồ có chút rút bớt. Chỉ là làm cho nàng di động chậm lại chứ không thể ngăn cản được hành động của nàng. Băng Vân di chuyển tốc độ rất chậm, nhưng Niệm Băng cũng đã phát hiện vấn đề, bởi vì Băng Vân xuất hiện trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Phương hướng di động của nàng chính là nhắm hướng hắn mà đến. Trong lòng Niệm Băng máy động, nàng chẳng lẽ sẽ dùng vũ khí sao? Muốn cần chiến với ta hả? À? Không, không có khả năng đó. Đây là trận đấu, nếu nàng dùng vũ khí chẳng các nào tự nhận thua, hơn nữa để từ băng thần tháp làm sao có thể biết vũ khí trong thời gian để băng suy nghĩ tốc độ di động của băng vân đột nhiên nhanh hơn làm sắc quàng diêm kia phang phất trong nháy mắt dung nhập vào làn da của nàng thân ảnh của nàng giống như một thanh lợi kiếm phá mở chướng ngại của không gian vặn vẹo phía sau dẫn theo tàn ảnh trong chớp mắt đã vọt tới trước người niệm băng làm sắc quang diễm trong nháy mắt xuất hiện trong đôi mắt của băng vân tràn ngập vẻ mệt mỏi niệm băng đột nhiên hiểu được băng vân đã dùng kỹ xảo gì trùng kích vừa rồi rõ ràng là một loại hữu ích ma pháp Mục tiêu của nàng rất đơn giản. Bản thân mình phóng thích bốn nguyên tố là ma pháp trận chỉ có thể hóa giải uy lực tự thân ma pháp sinh ra. Đối với công kích từ bên ngoài đến không có một chút tác dụng chống cự. Mà băng vân đột nhiên dùng thân thể đánh sâu vào làm nhiễu loạn tâm thần của đệ băng. Bây giờ phóng thích ma pháp đã không còn kịp nữa. Một khi băng vân hủy đi ma pháp trận, tiền thiên lĩnh vực của nàng sẽ bộc phát. Tinh thần lực của mình còn chưa khôi phục căn bản là không có khả năng chống cự. Các ý niệm trong đầu của đệ băng nhanh như tiềm điện lướt qua. Hắn không do dự lên xông ra ngoài. Lúc này thân thể của băng vân tản ra làm sắc quang diễm vọt tới mà pháp trận. Khí thức hỏa hồng trong nháy mắt theo thân thể của nệ băng phát ra, hỏa diễm nóng rực quanh quẩn thiêu đốt thân thể quán. Hắn. hắn nhảy mạnh vào trong quang diễm kia. Trong nháy mắt, nệ băng cùng với băng vân đồng thời chấn động kịch liệt. Bọn họ bị thiêu đốt do ma pháp lực trong cơ thể chính mình. Đau đớn do băng hỏa tương giao sinh ra khiến cho bọn họ đồng thời run lên. Theo quán tính, nệm băng xông qua làm sắc quang diễm hòa diễm xung quanh thân thể của hắn cùng băng diễm kia đồng thời biến mất nhưng trong nháy mắt cường quang sinh ra khiến cho hai người tạm thời mất đi thị lực tay phải của nệm băng nắm thành quyền trực tiếp hướng băng vân kích tới nhưng trong cơ thể truyền đến đau nhức khiến cho khi hắn vọt tới trước thì bị mất thăng bằng vô ý thức biến quyền thành trường định nắm lấy một vật gì đó để ổn định thân thể băng vân thường tồn so với niệm băng nặng hơn nhiều niệm băng dù sao cũng là băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư đối với khí tức của băng có năng lực đề kháng rất mạnh nhưng băng vân vẫn không có được khả năng đó lúc này cảm giác mê muội mãnh liệt cùng với đau nhức trong cơ thể khiến nàng không khỏi thổ ra một ngụm máu tươi trong lúc thần trí mơ hồ nàng đột nhiên cảm giác được có một cái gì đó nóng rực chạm lên thân thể nàng cảm thấy phía trước ngực căng thẳng một cảm giác khác thường truyền vào trong cơ thể băng vân hoàn toàn mềm nhũn dưới tác dụng của xung lực nhất thời ngã về phía sau khi nệm băng biến quyền thành trường vô ý thức chụp tới, hắn chụp chúng một thứ đầy đạn, cò giãn. Vốn muốn dùng lực bắt lấy để ổn định thân thể, nhưng thứ kia đã ngã về phía sau, thân thể hắn cũng nghiêng theo về phía trước. Tay kia của hắn vô thức rỗi ra chụp tới chúng một thứ đầy đạn khác. Hắn xoay thân thể một chút để ổn định, ngược lại trở thành người dơ đầu chịu báng bịch một tiếng dưới lưng chuyển đến chấn động mãnh liệt một vật nặng đè lên thân hai tay hắn tiếp xúc với hai vật tràn ngập mềm mại co giãn căng thẳng một mùi thơm ngát như hoa lan sông vào mũi mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, cùng với hơi thở lạnh như băng nhất thời tác động đến thần trí nệ băng vô thức nắm chặt hai vật mềm mại kia bỗng nghe một tiếng rên rỉ động lòng người chất thời khiến hắn càng hoảng sợ thể lực rốt cuộc cũng khôi phục nệ băng cùng với băng vân vẫn duy trì cái tư thế cực kỳ ám muội kia nếu băng nằm thẳng trên đài thi đấu Băng Vân thì nằm ở trên người hắn, hai tay niệm băng lúc này đang chộp vào trước ngực Băng Vân, đặt trên hai ngọn đồi cao vút kia, cả hai người đều ngây dại, tình cảnh như thế làm sao bọn họ có thể nghĩ đến. Mọi chuyện vừa phát sinh cực nhanh, hơn nữa cường quang chói lòa, lúc này ngoại trừ bọn họ, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mái tóc dài màu lam của Băng Vân buông xuống chấm đất giống như màn nước, vừa lúc che phủ thân thể của nàng cùng với niệm băng. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim của niệm băng đập loạn xạ, khuôn mặt Băng Vân lúc này chỉ cách hắn có một tấc, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vẻ đẹp của Băng Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong các nữ nhân niệm băng từng gặp, chỉ có Phượng Nữ và Ngọc Như Yên miễn cưỡng có thể so sánh được với nàng. Phượng Nữ so với nàng ôn nhu hơn nhưng thiếu nét lạnh lẽo, nếu băng đột nhiên phát hiện đôi mắt hai nàng rất giống nhau, đều là bầu trời màu lam đầy trong trẻo không có một tia tạp chất. Nhìn thấy Băng Vân xấu hổ, nếu băng vẫn duy trì động tác lúc trước thì thào nói: "Trời ạ, Chẳng lẽ đây là công phu ngũ trào đoạt nữ hoa trong truyền thuyết hay sao? Mềm mại êm ái quá. Người hỗn đàn, một giọt nước mắt rơi trên mặt niệm băng, lạnh như băng. Băng vân dãy dọa đứng lên, ánh mắt tràn ngập vẫn nộ và sát khí. Vô số lam sắc nguyên tố quanh thân thể của nàng phóng thích ra, hướng niệm băng cuồn cuộn lao đến một cách điên cuồng. Niệm băng lại càng hoảng sợ, miễn cưỡng lăn mình một cái. Khí lưu màu đỏ xung quanh thân thể tăng lên, miễn cưỡng ngăn cản được công kích của băng vân. Ui, ừ, ta không phải là cố ý, ta muốn giết ngươi khuôn mặt tuyệt mỹ của băng vân có chút nhăn nhó hai mắt đỏ bừng phảng phất như là một con sư tử cái muốn cắn người khác băng vân không ngừng thở dốc trong miệng không ngừng ngâm sướng chú ngữ cực mạnh mà nàng có khả năng phóng thích người điên rồi vừa nghe chú ngữ của băng vân Nế băng chỉ biết không ổn rồi dùng đến chú ngữ này chẳng những chính mình phải chết mà có lẽ băng vân cũng xong đời luôn Nế băng cũng không phải quý trọng tính mệnh của băng vân nhưng lúc này hắn cũng không muốn nàng chết đi như vậy Nơi giam giữ cha mẹ còn cần phải dựa vào nàng để tìm ra Không có lý do gì để do dự nữa Hắn lại đánh về phía băng vân Phải ngừng lại các đoạn chu ngữ này mới được Một lượng băng trùy thuấn phát xuất ra Đáng tiếc không có tinh thần lực điều khiển Phương hướng băng trùy công kích rất là tán loạn Chỉ có một cái là phóng đến trước mặt của nệ băng Nệm băng lúc này không còn thời gian để né tránh Thân thể hơi nghiêng tránh những chỗ yếu hại Ôm lấy bả vai của băng vân Tay kia thì che miệng của nàng lại Băng chùy chuẩn xác đâm vào bả vai của nệm băng nhưng không có tinh thần lực khống chế nên đâm cũng không sâu. Đau đớn trên tay và bả vai chuyển đến, nệm băng đau nhức kêu lên một tiếng. Người tại sao lại cắn ta? Chú ngữ tính là đã bị ngăn lại. Ngạo thiên đao của nệm băng đã gác ở trên cổ băng vân. Cô nén đau đớn từ trên cánh tay và bả vai nói. Nhận thua đi, tiếp tục đánh thì có ý nghĩa gì đó đâu. Nước mắt trên khuôn mặt băng vân chảy xuống. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là băng tuyết nữ thần tư tế đều nâng niu nàng như là viên minh châu, thân thể thuần khiết có khi nào đã chịu qua sự vũ nhục như vậy, nàng sao có thể chịu đựng được đây? Nhắm chặt hai mắt lại, cố ngẩng lên đón ngạo thiên đào đánh tới. Địa băng luyện trù đã nhiều năm, phản ứng của tay thì cực kỳ nhanh, phát hiện có sự khác thường, ngay lập tức đã thu hồi ngạo thiên đào trở lại, nâng tay kích lên cổ băng vân, làm nàng hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, thật sự là một phong nữ nhân bà, tức là nữ nhân điên trận đấu rút cục cũng đã kết thúc mọi người trợn mắt há hốc mồm ai cũng không có khả năng nghĩ ra hai ma pháp sư thực lực cường đại cuối cùng lại dùng phương thức chiến đấu đó để kết thúc trận đấu Nếu băng đặt thân thể của băng vân nằm trên mặt đất ma pháp trận trên mặt đất rất nhanh được giải trừ tinh thần lực bắt đầu dần dần khôi phục thi triển một cái trị liệu thuật cho mình trước lúc này mới cảm thấy thư thái hơn một ít hắn bước đến một bên khu vực quan chiến chậm rãi thì lễ hướng hòa thiên đại đế nói bệ hạ trận đấu đã chấm dứt Ta nghĩ là ta đã đạt được quán quân của trận đấu này rồi. Trong mắt Hoa Thiên Đại Đế toát ra tia mỉm cười. Hảo, ngũ quốc tần dậy mà Pháp Sư Đại Tái lần này đã kết thúc. Quán quân chính là Ma Pháp Sư Niệm Băng, đại biểu của Băng Nguyệt Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội. Truyền mệnh lệnh của ta, đem thông tin của trận đấu này công bố với thiên hạ. Dung Thần Vương, mời ngươi đem phần thưởng cho quán quân trận đấu tặng cho Niệm Băng Ma Pháp Sư đi. Dung Thần Vương trên mặt khó nhịn được nụ cười, tiếp nhận hộp gấm trong tay thủ vệ bên cạnh hướng niệm băng gật đầu niệm băng trong lòng thả lỏng bước đến trước mặt dung thân vương dung thân vương đem cẩm hạp đặt vào trong tay hắn chúc mừng ngươi đạt được quán quân từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của cây trường sinh đao này trường sinh đao khai mở cần dùng đến máu tươi đạo lý này ta nghĩ ngươi đã biết được niệm băng khom người hướng dung thân vương hành lễ đem cẩm hạp thu vào bên trong không gian giới chỉ đa tạ dung thân vương hoa thiên đại đế nói Tốt lắm, cuộc thi đã kết thúc. Buổi tối hôm nay, trong hoàng cung sẽ cử hành yến hội, xin mời Ma pháp sư các nước tới dự. Đồng thời, ban thưởng số tiền ta đã hứa nhiều lúc trước, bây giờ các vị có thể đi nghỉ được rồi. Niệm băng đi bên cạnh Dung băng thấp giọng nói, "Ca, Băng Vân giờ đi lúc nào thế? Ta như thế nào lại không biết?" Nguyên lai sau khi hắn được nhận trường sinh đao, quay lại muốn tìm Băng Vân nhưng lại phát hiện thân ảnh của nàng đã biến mất. Dung băng cởi nhẹ nói, Thực sự là ngươi, phương pháp làm tổn thương như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra được, nhưng cả cái mà pháp trận ngươi vẽ ra thật sự là thần kỳ, ngay cả thiên thiên lĩnh vực cũng có thể phá được. Lúc ngươi đi lĩnh thường thì băng vân cũng tỉnh dậy, nàng hung hăng chừng mắt nhìn ngươi rồi ly khai khỏi thí luyện điện cũng không có quay đầu nhìn lại. Khi hai người các ngươi ngã xuống ở trên đài, ngươi đã làm cái gì mà có thể làm cho người của băng thần tháp vẫn nộ như thế? chuyện đó quả thực không hề dễ dàng à. Trên mặt nệm băng hiện ra một nụ cười khổ hey, Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi Dùng bằng Thanh âm quen thuộc vang lên Hà huynh đệ nhìn lại thì thấy y nạc vội vàng chạy tới trước mặt nệm băng mỉm cười nói Chúc mừng người lần này đã đạt được quán quân niệm băng cười nói Chỉ dâu, đây là đại ca nhường cho ta hả à? Nếu không quán quân thế nào lại đến phiên ta được Y nạc hờ một tiếng nói Muốn lừa ta sao được Bồn cô nương cũng không phải là người mù Dùng bằng mà pháp như thế nào bằng được ngươi Dùng bằng, ngươi nói xem Ngươi có phải là người muốn đi ra ngoài Dung băng kinh ngạc nhìn nàng nói Nàng như thế nào mà biết được Lời vừa ra khỏi miệng hắn Nhất thời phản ứng lại Nhưng muốn thu hồi không còn kịp nữa Vành mắt của y nạc đỏ lên sẵn giọng Ngươi không cần ta nữa sao Dung băng nhíu mày nói Cái đó mà muốn nàng hay không có quan hệ gì Hồn sợ của chúng ta là do bề hạ ban tặng Ta như thế nào lại thất hứa được Lần này ra ngoài chỉ là muốn có thêm kinh nghiệm mà thôi Tức giận trong mắt y nặc tăng lên Ý của ngươi là nếu không có mệnh lệnh của ông nội ta Người cần bản sẽ không lấy ta làm vợ đúng không tốt lắm dung băng người hãy nhớ lấy nói xong xoay người bước đi dung băng là người một lúc lẩm bẩm nói thật là khó hiểu nữ nhân đúng là thay đổi khôn lường Nếu băng vô vỗ bả vai của dung băng nói mau đuổi theo đi giải thích với nàng là không có việc gì nữa nữ nhân là cần phải mềm mỏng người không nên đối đái với chị dâu lạnh lùng như thế dù sao cũng sẽ ở với nhau cả đời để trở về gặp phương nữ buổi tối gặp lại trong yến hội ở hoàng cung nói xong đẩy dung băng tiến lên phía trước sự tình bên này đã chấm dứt cũng nên hoàn thành việc ngọc như yên ủy thác đi ra khỏi hoàng cung đến một ngã tư đường rộn ràng tấp nập hít sâu một hơi hắn trong lòng thoải mái rất nhiều quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung hắn cũng sẽ không tham gia yến hội đêm nay còn sự tình hắn đã đáp ứng dung thân vương nhất định sẽ làm được còn bây giờ hắn không muốn sẽ phải dừng lại ở nơi này thời gian dài hơn nữa từ trong ánh mắt hoa đại đế nhìn hắn niệm băng cũng rõ ràng được nhiều việc hắn cần chính là tự do mà không phải là hiệu chung với một quốc gia nào đó buổi tối ngày hôm qua dung thân vương đã từng hỏi qua hắn có nguyện ý vì hoa dung đế quốc mà dốc sức niệm băng đã cự tuyệt dung thân vương cũng không có nói thêm cái gì chỉ là đem những ma pháp tâm đắc của mình dạy cho niệm băng và tặng hắn vài thứ mặc dù dung thân vương cũng không nhiều lời nhưng niệm băng đã hiểu được ý tứ của lão nghĩ đến sắp phải rời đi thành thị phồn hoa này trong lòng của niệm băng không khỏi cảm thấy thoải mái rất nhiều Việc hắn lo lắng duy nhất bây giờ chính là phượng nữ. Nếu thật sự phượng nữ là con gái của Ngọc Như Yên, nàng có thể chịu đựng được chuyện này hay không? Trở lại lữ điếm, ở chỗ này một đoạn thời gian, phục vụ của lữ điếm cũng đã quen với hắn, niềm nở chào đón, đi đến phòng của mình. Vừa đi tới trước cửa, Niệm mang lập tức cảm giác được không đúng, bởi vì cửa phòng lại để mở, để lại một khe hở nhỏ. Mặc dù ngoại trừ buổi sáng thì không khóa cửa, nhưng phượng nữ không có thói quen không khóa cửa trong lòng chợt cảm thấy không ổn vội vàng đẩy cửa mà vào trong vòng trống rỗng phương nữ cũng không thấy nếu băng trong lòng căng thẳng vừa định đi ra bên ngoài hỏi phục vụ thì phát hiện một mảnh giấy trên bàn nếu băng cầm tờ giấy lên chỉ thấy trên đó viết vài chữ rõ ràng không phải là bút ký của phương nữ tiểu tử ngươi gọi là niệm băng đúng không muốn giữ được mạng sống của lão bà ngươi thì hãy đi theo cửa bắc ra khỏi thành tiếp tục đi theo hướng bắc đi khoảng 10 dặm sẽ gặp một khu rừng rậm xuyên qua khu rừng sẽ có một ngọn núi ta chờ ngươi tại chân núi ta biết ngươi là người của dung gia nên nếu ngươi mang theo người đến thì có lẽ chỉ có thể nhìn thấy thi thể của lão bà ngươi thôi mẹ nó niệm băng chưa từng có cảm giác phẫn nộ như thế trong lòng trở nên hỗn loạn dùng lực làm mảnh giấy trong tay tan thành từng mảnh nhỏ trong mắt không ngừng lóe ra hào quang phức tạp hít sâu một hơi niệm băng tận lực làm cho chính mình tỉnh táo lại đối mặt với tình huống như vậy có gấp gáp cũng vô dụng Hồi tưởng lại nội dung của mảnh giấy, hắn lập tức đoán ra đối phương không phải là tộc nhân của phượng nữ. Nếu là tên phượng không trưởng lão kia mang phượng nữ đi, nhất định sẽ không nhắn lại cho mình. Hơn nữa, có thể mang phượng nữ sắp là vũ thánh dễ dàng như vậy. Trong những người mình biết, có lẽ chỉ có mẹ nuôi Ngọc Như Yên và Hỏa Long Vương ra lạp mạng địch tư là có thể làm được. Nhưng Ngọc Như Yên làm sao lại đến nơi này, việc của áo lan đế quốc nàng còn lo chưa xong. Nghĩ vậy niệm băng không khỏi âm thầm kinh sợ, người bắt đi phượng nữ là ai nói về thực lực chính mình thậm chí còn không bằng phượng nữ hắn bắt phượng nữ đi tự hồ là nhắm vào mình chẳng lẽ hắn là vì mấy thanh cực phẩm ma pháp đao của mình hay sao nghĩ đến đây địa băng lập tức liên tưởng đến các trận đấu giữa các tuyển thủ trong tay bọn họ thật sự có vài món bà bối quả thật mấy cái vật bóng vô giá này thật dễ làm cho người ta động lòng tham trong lòng không ngừng phân tích các trường hợp có thể nhưng mà hắn càng cố thì tâm trạng càng lúc càng rối loạn mà kệ bất luận như thế nào chính mình nhất định phải cứu được phượng nữ cho dù là núi đao biển lửa cũng phải xông lên cho dù đối phương con lòng đối với bảo đao của mình nhưng vì phượng nữ thì không thể không đưa ra nghĩ tới đây nếu băng từ trong không gian giới chỉ hộp gấm chứa trường sinh đao ra trước tiên trong phòng bày ra một cây phong ấn rồi mới mở hộp ra dưới tác dụng của phong ấn hào quang trên đao hiện lên không mãnh liệt lắm nhưng dư thừa hơi thở tánh mạng làm cho địa băng không khỏi rục lên hắn không có nóng lòng đem đao ra khỏi hộp nữa cắn lên ngón tay, cẩn thận thêm một giọt máu tươi nhỏ tại khối bảo thạch màu vàng trên chuôi đao. Máu tươi trong nháy mắt dung nhập vào bảo thạch, một tiếng ông nhỏ vang lên, trường sinh đao bay ra khỏi hộp gấm. Quần sáng màu vàng thì dao động xung quanh. Một cốt tính mạng hơi thở mạnh mẽ giống như một hương vị thanh tân cuốn lấy thân thể của niệm băng. Nhắm hai mắt lại, niệm băng dùng trái tim để cảm thụ thanh tuyệt thế bảo đao này. Tùy ý để tánh mạng hơi thở xâm nhập vào thân thể của chính mình đây tuyệt đối là một loại cảm giác kỳ diệu hơi thở tánh mạng bao quanh thân thể không ngừng bốc lên mỗi lỗ trần lồng trên thân thể không ngừng mở rộng ra điên cuồng hấp thu khổng lồ tánh mạng lực do trường sinh đào mang đến đây là một quá trình dung hợp trước kia mỗi lần tìm một thanh bảo đao đều phải trải qua một quá trình như vậy chỉ có điều thời gian và kinh nghiệm hoàn toàn bất đồng với nhau thành mà pháp đào cấp cho niệm băng ấn tượng sâu sắc nhất tự nhiên là thánh diệu đao đâm thủng ngực mình Đương nhiên trong trí nhớ chỉ có đau đớn mà thôi, mà trước mắt tại thời điểm thanh trường sinh đao dung hợp với thân thể của chính mình lại mang đến cảm giác thần diệu như thế. Cơ nhục thân thể dưới tác dụng của tánh mạng hơi thở điên cuồng tăng trưởng, hoa thiên bà trước ngực nóng rực lên. Hồng, Lam, hai luồng ma pháp lực trong cơ thể của hắn xung quanh đều bao phủ một tầng vầng sáng màu vàng. Vốn đại lượng ma pháp lực cùng với cơ thể vì trận đấu mà mất đi cũng nhanh chóng khôi phục. Ngay cả tinh thần lực dưới luồng tính mạng hơi thở không ngừng bốc lên cũng đã tiếp cận đến trạng thái tốt nhất của mình. Linh quang trong đầu chợt lóe lên, nếu băng tự hồ hiểu được một chút điều gì, hai tay tách ra, thân độ đao cùng tránh dương đao xuất hiện trong tay, cả người đứng lên, hào quang lóe lên, hai thành đào phân biệt bay vòng quanh, tạo thành vầng sáng hình tam giác, hợp thành băng hỏa đồng nguyên lục mang tình hiện ra trên mặt đất, nệm băng đem thần lộ đao cùng tránh dương đào đang cắm ở trung ương lục mang tinh và tiếp tục từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh ma pháp đao bên trong căn phòng tràn ngập hơi thở ma pháp thậm chí có thể nghe thấy âm thanh các hệ ma pháp nguyên tố hưng phấn nhảy nhót ma pháp nguyên tố nồng nặc không ngừng tẩy lễ thân thể của nệm băng hắn đứng ở thần lộ đao cùng tránh dương đào trước mặt tuy ý để các ma pháp đào hấp thụ ma pháp nguyên tố bổn hệ từng vương sáng trùng nhập vào thân thể của hắn băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực trong cơ thể rất nhanh khôi phục Lúc này, trong đầu hắn dị thường rõ ràng, mặc dù nhắm mắt lại nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng hết thảy những gì phát sinh xung quanh. Mỉm cười, Niệm Băng đột nhiên mở hai mắt, trong mắt toát ra một tia hàn quang mãnh liệt. Lúc này, Thánh Diệu Đao, Phệ Ma Đao, Ngạo Thiên Đao, Tuyên ký Đao cũng đã cắm xung quanh ma pháp trận. Lục sắc hào quang hòa lẫn vào nhau lóng lánh, nhưng lại bài xích hào quang do Trường Sinh Đao phóng thích. Kiên định vươn cánh tay phải ra, Niệm Băng cầm chuôi Trường Sinh Đao, hoàng sắc bảo thạch cờ chui đao đột nhiên phát sáng rực rỡ một cố tính mạng lực mạnh mẽ dị thường xuất ra cuốn lấy thân thể của niệm băng a à, nệ băng hét lớn một tiếng quỳ xuống đất đem thanh trường sinh đào cắm lên lục mang tinh trên mặt đất lục sắc ma pháp lực trong nháy mắt biến thành thất sắc đồng thời ma pháp hơi thở đã xảy ra chuyển biến kịch liệt vốn tất cả trong phòng đều có thể thấy được rõ ràng đều trở nên móp méo thất sắc hào quang không ngừng chuyển động trên không trung còn tinh thần lực của đại băng cũng chia làm bảy luồng, phân biệt dung nhập vào trong từng hào quang. Bài thứ năng lượng bất đồng tản mát ra bảy loại hơi thở mạnh mẽ, vừa bài xích lẫn nhau lại vừa dung hợp với nhau. Khi tính mạng hơi thở gia nhập vào trong sáu loại năng lượng, hết thảy đều trở nên khác biệt băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực trong cơ thể kịch liệt ba động hẳn lên vốn bị đình trệ tại ngực và bụng nhưng dưới tác dụng của hơi thở ma pháp bên ngoài đã xảy ra biến hóa hồng cùng lam lưỡng sắc quang mang trong cơ thể của nệ băng mạnh mẽ chuyển động tinh thần lực của nệ băng bởi vì bị phân tán không tự giác nên mất đi năng lực khống chế chúng một cảm giác đột nhiên lóe lên thân là băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư nệ băng đương nhiên biết dưới tình huống băng và hỏa mất khống chế va chạm cùng một chỗ sẽ phát sinh ra cái gì với cường độ ma pháp lực trong cơ thể của mình lúc này nếu không có sự khống chế điều khiển của chính mình một khi tiếp xúc đừng nói là chính mình cho dù là hai ba trăm người cũng sẽ bị thổi như hạt bụi nghe tới đây trong lòng của nệ băng tràn ngập sự sợ hãi nhưng hắn không có chút biện pháp nào để thay đổi hiện trạng liều mạng ngưng tụ tinh thần lực muốn ngăn cản băng và hỏa va chạm nhưng hơi thở của bài thanh ma pháp đa bên ngoài phóng thích ra đã kéo lấy tinh thần lực của hắn khổng lồ hấp lực khiến cho hắn căn bản không thể đem tinh thần lực rút về cứu trợ bản thân hồng đại biểu của hòa cùng lam đại biểu của băng phạm phất như là cố ý tra tấn địa băng chúng nó mặc dù đang không ngừng tiếp cận nhưng tiếp cận với tốc độ rất chậm tựa hồ là muốn dùng áp lực phá vỡ ý chí của địa băng tâm lực của địa băng lúc này hoàn toàn đặt vào băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực trong cơ thể nên không có phát hiện bên ngoài cơ thể thất sắc ma pháp nguyên tố đã không còn lộn xộn giống như lúc đầu chúng nó bắt đầu xoay tròn thất sắc ma pháp lực hình thành một vòng kết hợp các vầng sáng xung quanh trở nên yếu dần còn thân thể của nệ băng thì đang ở tại vị trí trung tâm của ma pháp nguyên tố hồng lam lưỡng sắc quang mang di chuyển phía dưới không ngừng xâm nhập vào thân thể quán quần áo trên người của nệ băng mất trị bất giác tan ra thành bụi phấn chuẩn xác mà nói trong phạm vi đường kính nửa trượng ngoại trừ mặt đất có lục mang tinh thủ hộ ra thì tất cả đều cũng biến mất cái bàn bị ăn mòn hiện ra một lỗ hồng hình tròn chiếc giường thì bị ma pháp nguyên tố làm mất đi một góc mồ hôi từ trên trán để băng chảy xuống nhưng rất nhanh đã bốc hơi hết hồng lam lưỡng sắc quang cầu trong cơ thể vẫn như trước không ngừng tiếp cận nhau bóng ma tử vong dần dần xâm nhập vào thâm thần niệm băng nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào thân thể cũng đã tiến vào một giai đoạn bị phong ấn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai luồng năng lượng này không ngừng tiếp cận mà không có biện pháp nào hồng lam lưỡng sắc quang mang càng ngày càng trở nên mãnh liệt lúc này niệm băng đã có chút tuyệt vọng trong đại não đã không còn ý niệm gì khác hắn chỉ có thể nghĩ đến tử vong hai chữ hắn không muốn chết vẫn còn nhiều sự tình chờ hắn đi làm nhưng ngay lúc này dưới tình huống này hắn có biện pháp nào đây chỉ có thể chờ đợi chờ đợi thân thể của chính mình tiêu vong dưới sự bùng phát của băng và hỏa phảng phất là dài như một trăm năm vậy rốt cục hồng lam lưỡng sắc quang mang đã tiếp cận với nhau khoảng cách va chạm chỉ còn như một sợi tóc toàn bộ tinh thần địa băng đã gần như tuyệt vọng nhưng hắn vẫn không ngừng cố gắng kêu gọi tinh thần lực của chính mình hy vọng kỳ tích có thể phát sinh kỳ tích có thể xảy ra sao không có tinh thần lực tất cả đều bị giữ lại ở bên ngoài căn bản không thể ngăn cản thời khắc cuối cùng này xảy ra những tia chớp như là gợn sóng xuất hiện xung quanh hồng lam lưỡng sắc quang cầu lúc hai quang cầu tiếp xúc lẫn nhau là lúc trong lòng niệm băng xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị đó không phải là băng cũng không phải là hòa mà là một loại cảm giác hư vô đột nhiên một cái không gian trong suốt không có màu sắc gì đã xuất hiện xuất hiện giữa lưỡng sắc quang cầu đó quả thật là một cái không gian trong suốt không có màu sắc nhưng hết lần này đến lần khác lại không có cách nào xuyên thấu qua dưới cảm giác kỳ dị trong người hồng làm lưỡng sắc quang cầu như là bị không gian hư vô này hút lấy hình thái hai cái quang cầu cũng bị thay đổi không còn là hình tròn mà biến thành hình dáng giống như con cá thong thả quay tròn quanh cái hư vô kia bất luận lam cùng hồng va chạm như thế nào cũng không có phát ra một tia rung động phỏng phất chúng nó vốn là cùng một thể không đợi niệm băng kinh ngạc toàn thân chật chấn động tại mi tâm đột nhiên cảm giác được một trận sao động sau một khắc ma pháp năng lượng mênh mông đã theo mi tâm tràn vào giống như một cơn hồng thủy trực tiếp nhắm về phía ngực và bụng của hắn nếu lúc này niệm băng có thể nhìn ra bên ngoài hắn sẽ kinh ngạc khi phát hiện vốn thất sắc hào quang xoay tròn xung quanh thân thể của hắn tạo thành một mũi nhọn xoay tròn ngay tại mi tâm hắn năng lượng không ngừng quán nhập vào còn năng lượng bên ngoài thì dần dần giảm đi dưới sự trùng nhập mạnh mẽ của năng lượng khiến cho tốc độ xoay tròn của băng hỏa năng lượng càng nhanh hơn, dần dần từng đạo hào quang lấp lánh, băng hỏa năng lượng dần dần hóa thành hình cầu, nhưng lần này không tồn tại ở dạng năng lượng mà là thực thể. Hồng lam lưỡng khỏa quang cầu cũng bám vào trung ương của hư vô không gian, chỉ lớn như cái móng tay. Dưới hồng lam hào quang xoay tròn xung quanh, dần dần xuất hiện năm quang điểm, màu sắc của chúng nó phân biệt là thanh, hoàng, ngân, kim, bạch. Năm quang cầu rõ ràng so với băng hỏa năng lượng cầu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đồng dạng chúng cũng là thực thể nệm băng căn bản không biết là đã xảy ra cái gì đối mặt với biến hóa kỳ dị trong cơ thể hắn cũng có chút ngốc trệ năm khối tiểu quan cầu ở dưới năng lượng bên ngoài không ngừng rót vào từ từ tăng lớn nhưng tốc độ xoay tròn lại rất chậm so với hai luồng băng hỏa năng lượng ở trung tâm thì chậm hơn rất nhiều Rốt cục thân thể của nệm băng lại chấn động năng lượng bên ngoài cơ thể đưa vào đã chấm dứt hắn kinh ngạc khi phát hiện chính mình lại có thể nhìn thấy hết thảy bên ngoài không phải thông qua ánh mắt cũng không phải thông qua tinh thần lực trong cơ thể mà là từ mi tâm phảng phất như chính mình vừa mọc thêm một con mắt thứ ba một cảm giác thoải mái từ trên mi tâm chuyển đến nếu băng phát hiện theo mi tâm hướng ra phía ngoài xem xung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng hắn thậm chí có thể thấy được cái vật rớt trên đường có thể xem một cách rõ ràng dấu vết năng lượng ba động trên ma pháp đao đó thật sự như là một con mắt một con mắt kỳ dị trong lúc này tinh thần lực giống như là thủy triều cuốn vào trong thân thể của hắn điên cuồng dũng mãnh tiến vào trung ương hồng lam lưỡng sắc quang cầu tại trung ương hư vô không gian giờ phút này đại não của nệ băng bị vùi hãm vào một khoảng không một lúc hết thảy cứ như là biến mất khi hắn tỉnh táo lại phát hiện hết thảy cũng thay đổi Hồng Lam lưỡng sắc như là thật thể đang tiếp xúc cùng một chỗ thong thả quay tròn, mà cái hư vô không gian ở giữa lại biến mất. Mặt khác, năm quang cầu còn lại thì nhỏ đi một ít thong thả xoay tròn xung quanh Hồng Lam lưỡng sắc quang cầu. Hơn nữa, nếu ăn một lần nữa khôi phục năng lực khống chế thân thể, đột nhiên hắn kinh ngạc khi phát hiện trong đại não mình xuất hiện một thứ. Cẩn thận phân biệt, dĩ nhiên là một cái quang cầu trong suốt. Chuẩn xác mà nói chính là cái hư vô không gian lúc trước hình thành một cái quang cầu trong suốt giống như quang cầu thủy tinh bình thường lặng lặng đứng ở mi tâm thật sự như là một con mắt có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt thế gian đáng tiếc bởi vì nơi quang cầu trong suốt niệm băng thông qua mi tâm nhìn ra ngoại giới đã trở nên mơ hồ mấp méo nhưng làm niệm băng hưng phấn chính là hắn phát hiện đại não mình trở nên vô cùng rõ ràng các loại ma pháp tư liệu không ngừng hiện lên trong đầu một ít vốn không thể giải thích nhưng lại có thể giải quyết dễ dàng các quá trình giải thích cũng khắc rõ ràng sâu ở trong mắt tinh thần lực phảng phất như là biến mất nhưng địa băng lại phát hiện bất luận là ma pháp nguyên tố gì chỉ cần chính mình tùy ý tưởng tượng đều lập tức sinh ra cảm giác huyết nhục tương liên nhất là tại quang cầu trong suốt ở mi tâm kia thời điểm chính mình muốn khống chế ma pháp lực sẽ tản mát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt địa băng lớn mật tưởng tượng chẳng lẽ quang cầu trong suốt này là do tinh thần lực của chính mình ngưng kết mà thành sao mà đại não của chính mình lại rõ ràng đến như vậy chậm rãi mở to mắt nếu băng thấy được thân thể của mình xích lõa Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lúc trước rõ ràng là rất nhiều mồ hôi, nhưng thân thể lại sạch sẽ, bóng mượt như là trẻ con. Làn da tinh oánh tàn mát ra màu phấn hồng khỏe mạnh, toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác kỳ dị. Ý niệm vừa động, thân thể bay lên trên mặt đất. Lúc này, giờ đây, giờ phút này, hắn chỉ có khả năng nghĩ đến bốn chữ, thoát thai, hoán cốt. Bài thanh ma pháp đào còn cắm tại chỗ này, nhưng thất sắc bảo thạch trên chuôi đao lại có chút ảm đạm nếu băng vươn cánh tay trái ra định đem chúng thu vào bên trong không gian giới chỉ thì bỗng nhiên kinh ngạc thấy sự biến hóa của không gian giới chỉ chiếc nhẫn màu bạc đã trở nên trong suốt giống như là pha lê chiếc nhẫn cứ như là sinh trưởng trên ngón tay của mình ý niệm vừa động bài thanh đao trên mặt đất đồng thời biến mất nhưng hắn lại cảm giác được rõ ràng bài thanh ma pháp đao đã được thu vào bên trong chiếc nhẫn bàn tay nhẹ nhàng di chuyển chiếc nhẫn như là pha lê phát ra thất thải quang mang lóng lánh mặc dù không hiển lộ rõ ràng lắm nhưng cảm giác huyến lệ này đã để lại cho nệm băng ấn tượng sâu sắc đây là thế nào vậy rốt cuộc đã xảy ra cái gì Nệm băng có chút mờ mịt nhưng lại ẩn ước cảm giác được băng hỏa đầu nguyên ma pháp của mình đã có tiến bộ ý niệm vừa động tay phải nâng lên một đạo phong nhận vô thành vô tức xuất hiện màu xanh của phong nhận hiện ra rất rõ ràng ngón tay nhẹ bắn đi đã để lại một dấu vết thật sâu trên vách tường trong lòng vui sướng khó có thể che giấu không có ngạo thiên đao cũng có thể sử dụng phòng hệ ma pháp mặc dù chỉ là thuấn phát ra phong hệ nhị giai phong nhận nhưng cũng là một sự khởi đầu tốt bất luận đã xảy ra cái gì thực lực của chính mình tuyệt đối đã tăng lên không dùng ma pháp đao vẫn có thể xuất ra phòng hệ ma pháp chẳng lẽ chính mình thật sự đã trở thành một vị toàn hệ ma pháp sư sao nghĩ tới đây niệm mang liên tiếp thí nghiệm vài cái ma pháp đúng như hắn đã đoán trước thất hệ ma pháp trên tay hắn đều xuất ra dễ dàng chỉ là khi hắn sử dụng băng hỏa thuấn phát hai loại ma pháp thì cảm giác lại hoàn toàn bất đồng chẳng những là ma pháp lực huyết nhục tương liên đồng thời uy lực và cảm giác khống chế so với ngũ hệ ma pháp sư trước kia thì mạnh mẽ hơn rất nhiều đại não thanh tỉnh chuẩn xác giúp cho địa băng phân tích được vấn đề hắn mơ hồ hiểu được đúng là băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực dưới ảnh hưởng của ma pháp đao đã bị dẫn động sinh ra còn bây giờ đã xảy ra biến dị mặc dù chính là đã có thể sử dụng thất thể ma pháp nhưng từ căn bản bà nói chính mình là một gã băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư băng và hỏa chính là căn bản của mình mà ngũ hệ ma pháp khác đều là từ trụ cột này hình thành bài quang cầu trong người đều có sự liên lạc lẫn nhau hết thảy đều có nguồn gốc từ băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực đồng thời niệm băng đã hiểu được thực lực của chính mình về bản chất không có tăng lên chỉ là hình thái năng lượng phát sinh thay đổi đối với con đường tu luyện của mình tự hồ vốn hình thái ma pháp lực trong cơ thể chính mình như là một dòng suối nhỏ hơn nữa đã bị ma pháp lực chiếm đầy. Lúc này dòng suối nhỏ đã thay đổi, vốn là một dòng sông còn nhỏ bé đã trở thành đại dương rộng lớn. Đối với sự phát triển của chính mình không thể nghi ngờ là có chỗ tốt thật lớn. Nề băng duy nhất không rõ ràng chính là hình thái tinh thần lực của chính mình bây giờ. Hắn chỉ còn có thể cảm giác được tinh thần ngưng kết thành khối cầu trong suốt tại bi tâm, nhưng cảm thụ tinh thần lực ngược lại không sâu như trước kia, dường như việc khống chế ma pháp không được dễ dàng như trước. Ngắm lại hết thầy, niệm băng nở nụ cười, Hắn rất rõ ràng, hôm nay mà pháp lực trong cơ thể tuyệt không chỉ đơn giản là vì vận khí như vậy. Quan trọng hơn chính là do sự tu luyện chăm chỉ của mình đã mang đến chỗ tốt. Lượng biến đổi đạt đến một trình độ nhất định sẽ phát sinh ra sự biến đổi về chất, mà chính mình hôm nay đúng là đã trải qua một quá trình biến đổi về chất. Mặc dù trước kiên địa băng đã từng nghĩ tới băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực của chính mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày phát sinh ra chất biến, nhưng không nghĩ rằng lại tới nhanh như vậy. Hắn biết chất biến này có quan hệ với bài thanh ma pháp đao có một không hai trong thiên hạ, là chúng nó cung cấp cho mình năng lượng sung túc mới có thể sinh ra biến hóa như vậy. Thay một bộ quần áo khác, cảm giác dễ chịu truyền khắp toàn thân. Hết thảy những gì phát sinh trên người mình đã kết thúc, hắn lập tức nghĩ đến phường nữ. Tâm trạng thư giãn bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên, tìm dung băng hỗ trợ sao? Không, không thể lại phiền toái đại ca ca của mình nữa, hơn nữa hắn không muốn nhờ vào lực lượng dung ra làm cái gì Chỉ có hết thảy dựa vào chính mình Mới là lựa chọn tốt nhất Thực lực tăng lên Hơn nữa sau khi phân tích rõ ràng Nếu băng nhanh chóng ly khai khỏi phòng Bởi vì sự lo lắng trong lòng thật sự không cho hắn tiếp tục đợi Không sử dụng bạo phong tuyết Lần này hắn dùng chính là phong tường thuật của phong hệ Từ trong cửa sổ bay ra Trong nháy mắt vọt lên trời cao Hướng phương Bắc mà đi tới Các bạn khán giả thân mến Chúng ta vừa nghe hết tập 19 của băng Hỏa Ba Trù Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 20.